Thưa thần linh vĩ đại, xin người hãy tha thứ cho kẻ đầy tớ này, vì tôi theo chủ nghĩa nhân từ nên mới làm ra hành động đớn đau như thế. Anh ta đã thua tôi nên nếu trong cuộc đấu pháp thông thường thì anh ta sẽ chết vô cùng thê thảm. Tôi chỉ đành dùng cách nhanh nhất để anh ta ra đi, trở lại với vòng tay của thần mà thôi. Xin thần linh vĩ đại hãy tha thứ cho tôi. Linh Vu Tabu đột nhiên nằm sấp xuống đất, miệng không ngừng lầm bầm với bầu trời. Cùng lúc đó, phiên dịch lại lời nói của Tabu, Trần Triệu Dương nghe xong rất bội phục hắn ta có thể mặt dày nói ra những lời hoa mỹ có cánh như thế, Tabu này đúng là quá vô sỉ mà. Có điều, dù nói thế nào thì chuyện này cũng xem như đã kết thúc, tiếp theo hãy xem vị Linh Vu Tabu này sẽ xử lý Trần Triệu Dương và những người khác như thế nào. Xin kính chào Linh Vu Tabu, người của bộ lạc Song Ta đồng loạt quỳ xuống, húm núm hô lên với Tabu vừa trở thành Linh Vu. Đứng lên đi, hắn ta ngạo nghễ đứng ở phía trước, nhưng khi thấy đám người Trần Triệu Dương không những không quỳ xuống mà còn ngồi yên ăn uống ngon lành, sắc mặt lập tức trùng xuống. Tù trưởng, có chuyện gì vậy? Tabu mới vừa chiến thắng Linh Vu cũ, trở thành Linh Vu mới của bộ lạc Song Ta nên đang kiêu ngạo lắm, giờ lại thấy có người không quỳ, đương nhiên là cáu gắt rồi. Thưa đại nhân Linh Vu tôn kính, những kẻ đó vốn là đồ tế cho thần linh, bọn đang ngồi là những kẻ muốn đến cứu chúng ra ngoài, tù trưởng kia đương nhiên biết chuyện vừa xảy ra, lập tức cung kính trả lời. Hừ, như vậy thì đốt lửa lên lại đi, tiếp tục thi hành, nghe vậy, trong lòng Linh Vu Tabu nảy ra một suy nghĩ, hừ lạnh nói. Hầu như ai cũng quỳ xuống mà chỉ mấy người này không quỳ, vậy giữ lại làm gì nữa? Tôi khuyên tốt nhất là anh đừng có xen vào việc của người khác, việc Linh Vu của anh cứ làm, chuyện của chúng tôi anh không nhúng tay được đâu, nghe người phiên dịch ở bên cạnh nói xong, Trần Triệu Dương vốn đang tỏ ra như đang xem kịch lập tức nổi giận, bảo. Người phiên dịch quát vào mặt tên Linh Vu kia. Linh Vu Tabu nghe vậy thì nổi trận lôi đình, hắn ta mới trở thành Linh Vu mà có kẻ dám khiêu khích sự tôn nghiêm và địa vị của hắn ta rồi, xem ra phải chấn chỉnh lại thôi, nếu không sau này còn ai để Linh Vu này vào mắt chứ. Tôi không nhúng tay được đúng không? Tốt thôi, tôi đây sẽ cho anh biết thế nào gọi là cơn thịnh nộ của Linh Vu. Linh Vu Tabu giận dữ gầm lên, ra lệnh thuộc hạ đi bắt họ lại. Lùi về phía sau đi, để tôi lên. Thấy những kẻ bao vây, Trần Triệu Dương cười lạnh bảo vệ mọi người ở sau lưng, bản thân thì một mình đối phó với những kẻ bao vây kia. Tôi đã nhắc nhở anh là đừng có trêu vào chúng tôi, nếu không hậu quả anh không gánh nổi đâu, anh lắc đầu, có một số người chính là như vậy, thế nào cũng phải bị thực tế quật ngã cho bầm dập mới tỉnh ngộ ra. Hậu quả, hừ, lát nữa anh sẽ biết hậu quả là cái gì thôi, tôn nghiêm của Linh Vu không phải thứ anh có thể khiêu chiến đâu. Linh Vu Tabu nở nụ cười lãnh khốc, nghĩ Trần Triệu Dương đang cố gắng tỏ ra kiên cường. Vợ à, nếu có người tập kích ở đằng sau thì em phụ trách đảm bảo an toàn cho những người khác nhé. Trần Triệu Dương biết bây giờ không phải lúc để nhún nhường, anh tin vợ mình sẽ làm tốt. Yên tâm, cứ giao cho em, Nam Cung Yến gật đầu, lòng cực kỳ vui sướng vì cuối cùng cũng có thể giúp anh. Đối mặt với số lượng lớn những kẻ bao vây, Trần Triệu Dương không lùi lại mà chủ động tiến lên. Với thực lực của anh, mấy người da đen chỉ cường tráng hơn người thường một chút kia hoàn toàn không trụ nổi, bị anh thẳng tay đánh bay ra ngoài. Trần Triệu Dương không tốn thì giờ với họ, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Linh Vu là lãnh đạo tối cao của bộ lạc Song Ta thì đánh bại hắn ta là được. Nghĩ đến đây, cơ thể Trần Triệu Dương nhoáng lên rồi xuất hiện trước mặt Linh Vu Tabu, vỗ mạnh một trường. Sắc mặt của Linh Vu Tabu biến đổi, không do dự lấy một gói thuốc bột ra hất vào mặt anh. Hừ! Chỉ biết dùng một mầu thủ đoạn thấp hèn này, một kẻ như thế mà có thể trở thành người đứng đầu của một bộ tộc sao, Trần Triệu Dương hừ lạnh, đột nhiên giơ tay phát một luồng kình khí ra, số thuốc bột kia bị cuốn ngược trở về. Khụ khụ, Linh Vu Tabu không nghĩ rằng có chiêu này nên hoàn toàn không đề phòng, bị thuốc bột do chính mình vẩy ra hất hết lên mặt, mũi và miệng đầy thuốc bột làm cho hắn ta ho sù sụ. Cuộc chiến đấu của Trần Triệu Dương và Linh Vu Tabu không bị những người khác bao vây tấn công. Bởi vì trong quy tắc của bộ lạc bọn họ thì người ngoài không được nhúng tay khi Linh Vu đang chiến đấu. Khi Linh Vu Tabu bị Trần Triệu Dương đánh cho thành dáng vẻ này chỉ bằng một chiêu, tất cả mọi người đều há hốc mồm, đây là Linh Vu mà họ vừa quỳ lại đó sao? Thật sự là mất mặt đến mức họ cũng không lường trước nổi. Dừng lại, anh chấm ans chơi xấu, thế này không công bằng, Linh Vu Tabu giận dữ quát. Hình như mấy cái này là anh tự vẩy mà đúng không? Đây gọi là tự làm tự chịu, trách được ai? Nhưng anh nói không công bằng sao? Được thôi, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội,
anh rửa sạch đống phấn độc này cho sạch sẽ, uống thuốc giải rồi chúng ta bàn tiếp. Trần Triệu Dương cười nhạo, không giải thích nhiều mà cho hắn ta thêm cơ hội. Nét mặt của người bộ lạc Som ta trở nên rất khó coi, dù sao thì tình hình vừa rồi họ cũng thấy, thua thì thua đi, còn quyền nợ nữa là sao? Đây là anh nói đấy nhé, đừng hối hận, chờ tôi. Linh Vu Tabu tức khắc mừng rơn, bảo mấy người của mình mang đến đỡ bản thân đi rửa sạch phấn độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở dĩ Trần Triệu Dương làm vậy là vì anh muốn đánh bại người này triệt để, nếu không có lẽ việc mang Nam Cung Yến và những người khác rời khỏi đây sẽ có chút khó khăn. Không lâu sau đó, Linh Vu Tabu kia đã rửa mắt và miệng của mình xong, chẳng qua hai mắt hắn ta sưng đỏ lên, môi thì như hai miếng lạp xưởng vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung tự tại như vừa rồi. Mặc dù có hơi chật vật nhưng bây giờ ít nhất Tabu có thể thấy rõ mọi thứ rồi. Không thể không nói rằng hắn ta vẫn khá có bản lĩnh, theo như những gì Trần Triệu Dương được biết về phấn độc thì nếu chúng thật cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào, vậy mà hắn ta có thể giải trừ nó nhanh như vậy. Thủ đoạn cũng không tệ. Bây giờ được rồi đúng không? Lên đi, chúng ta công bằng, công chính, công khai đánh một trận, nếu bây giờ thua thì đừng kiếm cớ nữa. Nhìn dáng vẻ buồn cười ấy của Tabu, Trần Triệu Dương cố nhịn cười, giễu cợt nói. Hừ, Tabu lại không phản bác mà chỉ hừ lạnh. Không phải không muốn nói mà vì miệng hắn ta đang hơi khô nên khó nói nên lời. Tabu hành động trước, trong tay xuất hiện một thanh đao dài bị vải quấn ở phần chuôi, ánh đao lóe lên trong không khí, tức tốc chém về phía anh. Cảm nhận được cách dùng đao của Linh Vu Tabu, Trần Triệu Dương tức khắc sinh lòng nghi ngờ vì nó tuyệt đối không có ở lục địa Nam Phi. Đây là cách dùng đao của Hoa Hạ. Thảo nào kiêu ngạo như vậy, thực lực của Linh Vu này đã đạt đến mức cao nhất của hậu thiên võ giả. Mà khả năng sử dụng độc dược của hắn ta cũng tốt, nếu không gặp được anh thì có thể sẽ làm ăn ra trò ở lục địa Nam Phi này rồi. Nhóc con, chỉ dựa vào anh thôi mà muốn đánh bại tôi à? Nằm mơ đi, anh đây biết võ Hoa Hạ đấy, ngạc, nhiên lắm chứ gì, Linh Vu Tabu quơ quơ thanh đao dài trong tay, không ngừng tấn công Trần Triệu Dương. Những lời hắn ta vừa nói làm cho anh sửng sốt, không ngờ tên này lại biết nói tiếng Hoa Hạ, mặc dù còn hơi cứng nhưng đại khái vẫn nghe hiểu được. Chắc anh chưa biết rồi, ở Hoa Hạ chúng tôi võ được chia làm rất nhiều loại, thứ mà anh học được gọi là hàng bán chạy, tức là bất cứ một trường võ thuật nào cũng có. Thể dạy, đăng lòng cho anh 2 giây, chắc là học phải hàng giả rồi, cơ thể Trần Triệu Dương chuyển động, cho dù Tabu vung vẩy đao thế nào cũng không thể chạm được anh dù chỉ một chút. Đừng có nói thầy tao như vậy, ông ấy sẽ không lừa tao, tao muốn giết mày, nghe anh nói vậy, Linh Vu Tabu lập tức nổi cơn thịnh nộ, gầm lên rồi điên cuồng vung đao. Thôi, không chơi nữa, kết thúc đi, đối mặt với lối dùng đao cũ rích này, Trần Triệu Dương không chơi với hắn ta nữa, ban đầu anh nghĩ là có gì mới lạ nhưng không ngờ lại là hàng vỉa hè. Trần Triệu Dương giơ một ngón tay ra, mà đao của đối phương cũng vừa lúc chém tới. Người của bộ lạc Som ta thấy cảnh tượng này đều căng thẳng, thậm chí có người đã tưởng tượng ra dáng vẻ anh bị một đao chém thành hai nửa. Ngược lại, người của Trần Triệu Dương lại không mảy may lo lắng. Nam Cung Yến là một võ giả tiên thiên danh xứng với thực, sao cô lại không biết thực lực của anh nằm ở đâu được? Fidelia thì đã biết Trần Triệu Dương rất mạnh từ lâu, dù sao lúc hai người quen biết nhau ở phương Tây, anh chính là thủ lĩnh của Huyết Lang, là người tung hoành ngang dọc ở nước ngoài, hạng lâu la này mà làm khó được anh ư. Về phần Iris, mặc dù chưa từng thấy Trần Triệu Dương dùng hết toàn lực bao giờ nhưng anh lại có thể bắt cô ấy rất dễ dàng trong khi cô ấy đã dùng hết sức lực. Người thực lực như vậy vốn một Linh Vu không thể trêu vào nổi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ngón tay của Trần Triệu Dương chạm vào đao của đối phương. Rắc! Một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh đao dài trong tay Linh Vu Tabu đứt thành hai khúc. Kìa! Thấy hình ảnh này, ai nấy đều hít sâu một hơi. Đó là đao cơ mà, hơn nữa nó còn được sử dụng bởi Linh Vu Tabu có thực lực phi phàm, hẳn ta là đại lực sĩ nổi tiếng gần xa. Nghe nói nếu dốc sức thì có thể chém cả tấm thép thực thụ thành hai khúc chứ đừng nói là ngón tay người. Mà bây giờ họ đang nhìn thấy cái gì đây? Người đàn ông Hoa Hạ gầy gò yếu ớt này lại chỉ dùng ngón tay đã làm gãy được thanh đao của Linh Vu Tabu. Đúng là một trò đùa. Nhưng nhiều người đang nhìn thế này, không thể nào, là giả được. Sắc mặt của Tabu cực kỳ khó coi, không ngờ nhát đao dùng hết sức của mình lại bị chặn lại bởi một đầu ngón tay của đối phương, đã thế còn làm nứt cả đao của mình. Trần Triệu Dương không muốn chơi với Tabu nữa, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, một luồng chân khí xâm nhập vào đan điền của hắn ta,
phế bỏ hoàn toàn chân khí hắn ta khó khăn lắm mới tu luyện ra. Mày phế đan điền của tao ư? Á, cảm nhận được trong cơ thể mình trống rỗng, Tabu điên cuồng gào thét, rõ ràng không thể nào chấp nhận được chuyện này. Phải biết rằng Tabu đã nhiều năm đi qua các bộ lạc và sử dụng thực lực của mình để trở thành linh vu của họ, dĩ nhiên thủ đoạn của hắn ta cũng rất tàn nhẫn. Nhưng nếu hôm nay Tabu bị phế thì các thế lực và những kẻ mà hắn ta từng chọc giận chắc chắn sẽ không bỏ qua, lúc đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Tabu tràn trề tuyệt vọng, nằm như một con chó ở dưới mặt đất, nhìn về phía Trần Triệu Dương cầu xin, thưa anh, thế được rồi chứ, làm ơn giết tôi đi. Những người xung quanh thấy vậy thì đều ngỡ ngàng. Đây còn là linh vu Tabu không ai sánh bằng, nhìn đời bằng nửa con mắt đấy ư. Chẳng khác gì một con chó đánh mất tôn nghiêm. Người của bộ lạc Somta đều khinh thường nhìn linh vu Tabu, cho dù cuối cùng hắn ta vẫn giành chiến thắng thì chắc sau này sẽ không còn ai phục tùng hắn ta nữa. Chết, nghĩ hay quá nhỉ, nếu anh chết thì chẳng phải những người vô tội đã chết trong tay anh sẽ không được. Nhắm mắt sao, anh lại khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy nhân ái. Trần Triệu Dương có thể cảm nhận được sự oán hận và máu tanh rất sâu trên người Tabu, đó là kết quả của việc giết người năm này qua năm nọ. Mặc dù anh không phải người tốt lành gì nhưng cũng không có ý định cho hạng người như hắn ta được sống tốt. Hơn nữa, anh không tin kẻ này lại ngoan ngoãn chịu chết như thế, có khi tự sát hắn ta cũng không dám nữa là. Mày đúng là tàn nhẫn, Tabu nhận thấy sự ác ý đến từ Trần Triệu Dương rất rõ nhưng lại không còn cách nào. Đúng như anh đoán, một kẻ thích hưởng thụ như hắn ta sao có thể chịu chết được. Vậy nên hắn ta mới oán hận. Tôi tàn nhẫn. So với anh thì tôi không hề tàn nhẫn chút nào, ít nhất tôi còn giữ mạng anh lại mà, thế thì tôi phải nhân từ mới đúng, hiểu chưa? Trần Triệu Dương lắc đầu vỗ vào mặt Tabu một cái, vui vẻ cười. Bái kiến đại nhân linh vu tôn kính, đúng lúc này, tu trưởng của bộ lạc Somta lại đột nhiên quỳ xuống, cao. Giọng xưng hô với Trần Triệu Dương. Người xung quanh vừa nhìn thấy vậy cũng lập tức, quỳ lại theo, đồng thời cao giọng hô lên. Người tu trưởng này vô cùng thông minh, ông ta nhận ra. Linh vu mới này có thực lực còn kinh khủng hơn linh vu Somta vừa nãy, nếu có thể giữ linh vu này ở lại bộ lạc của bọn họ, vậy bộ lạc của bọn họ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nữa, cũng có thể giành được uy tín lớn hơn nữa trong các bộ lạc xung quanh, cho nên ông ta mới không do dự chút nào quỳ rạp xuống đất, thừa nhận thân phận linh vu của Trần Triệu Dương. Anh nhất thời bối rối, tình huống gì thế này? Chẳng qua mình chỉ đánh bại linh vu này thôi, thế mà những người này lại có thể quỳ xuống trước mặt anh. Người phiên dịch vừa nghe thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó bước nhanh về phía trước, mở miệng phiên dịch lại cho Trần Triệu Dương một lượt. Không được, anh nói với bọn họ, tôi không thể làm linh vu của bọn họ được, tôi còn có việc nữa. Trần Triệu Dương nghe thấy lời nói của người phiên dịch xong, trợn tròn mắt, anh hoàn toàn không muốn ở lại nơi cằn cỗi này, dù sao, anh đang sống ở Hoa Hạ rất yên ổn, chạy đến đây chịu tội làm cái gì. Anh Trần, e rằng không được đâu, nếu không có ai có thể đánh bại anh. Trở thành linh vu mới, chỉ sợ anh sẽ không có cách nào rời đi được. Người phiên dịch nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn anh. Phải biết rằng bộ lạc Somta này chính là bộ lạc lớn nổi tiếng gần xa. Trong mắt anh ta, trở thành linh vu của bộ lạc Somta chắc chắn là một chuyện cực kỳ trâu bò. Nhưng mà điều khiến anh ta không ngờ được chính là, Trần Triệu Dương này thế mà lại từ chối. Oh fuck, phiền toái như vậy sao? Trần Triệu Dương nghe thấy thế lập tức trợn tròn mắt. Chuyện này thực sự quá phiền toái, nếu biết trước thế này đã dẫn mấy người Nam Cung Yến xông ra ngoài từ lâu rồi. Vậy tôi có thể lén lút trốn đi được không? Trần Triệu Dương khe khẽ hỏi người phiên dịch. Được thì cũng được, nhưng mà, nếu anh thật sự rời đi, người của bộ lạc này sẽ cho rằng thần linh đã từ bỏ bọn họ, đến lúc đó e rằng lại có một hoạt động hiến tế với quy mô lớn nữa, hơn nữa còn dùng người sống để hiến tế, đến lúc đó ít nhất phải có đến hơn 100 người chết. Người phiên dịch nghe thấy anh nói vậy. Sắc mặt liền thay đổi, ngay sau đó khuyên can Trần Triệu Dương. Ồ, còn có chuyện như vậy nữa sao? Trần Triệu Dương cảm thấy đau đầu, nếu anh thật sự cứ đi thẳng như vậy, đến lúc đó hiến tế mà chết người, e rằng cũng sẽ coi là lỗi của anh, chỉ sợ cả đời này anh cũng không thể yên tâm được. Nếu biết trước như vậy cũng không cần phải làm thế này, giờ hay rồi, trở thành linh vu của người ta, bây giờ mà muốn đi, e rằng chỉ có một cách duy nhất, tìm một linh vu mới cho bọn họ. Lúc này mấy người Nam Cung Yến cũng đã đi tới, rõ ràng bọn họ cũng bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho bối rối, hơn nữa bọn họ cũng nghe thấy lời nói của người phiên dịch này, điều này khiến Nam Cung Yến rất lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách đi, lúc này,
Nam Cung Yến luống cuống, nắm lấy tay Trần Triệu Dương, gấp gáp nói. Đều tại tôi, nếu không phải tại tôi, mọi người cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Lúc này Iris cũng không kiêu ngạo lạnh lùng nữa, biết rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào, mặt cô ấy lộ ra vẻ hổ thẹn nói. Đừng vội, trước tiên chúng ta bình tĩnh lại đã, đợi ngày mai anh lại nghĩ cách, Trần Triệu Dương biết, lúc này anh nhất định không thể luống cuống được. Anh Trần, bọn họ vẫn còn quỳ kìa, người phiên dịch chỉ sang những người của bộ lạc Som ta vẫn đang quỳ ở kia, mở miệng nói với Trần Triệu Dương. Bảo bọn họ đứng dậy cả đi, anh hơi đau đầu, lập tức vẫy vẫy tay. Sau đó anh ta phiên dịch lại những lời Trần Triệu Dương vừa nói, chuyện tiếp theo rất đơn giản, anh được tôn sùng là lãnh tụ cao nhất, mà Iris đương nhiên cũng được thả ra, không những vậy, còn sắp xếp cho bọn họ một nơi ở rất xa hoa. Đây là một ngôi nhà một tầng được xây rất cao, trang trí có cảm giác rất hiện đại, điều này khiến Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc, bộ lạc nguyên thủy như vậy. Lại có thể có thiết kế như thế này, thật sự là rất khó khăn. Nói là xa hoa, thật ra cũng chỉ là tương đối thôi. So sánh với bộ lạc Som ta này mà nói, rõ ràng là rất xa hoa, dù sao, phần lớn bộ lạc Som ta vẫn còn sống trong những nơi như lều cỏ hoặc hốc cây vân vân, mà chỗ Trần Triệu Dương lại là nơi ở của Linh Vu các đời, đương nhiên cũng đã là nơi sang trọng nhất rồi. Vốn dĩ mấy người Trần Triệu Dương còn định nghỉ ngơi, nhưng lại bị tù trưởng đột nhiên đến thăm giữ lại. Đại nhân Linh Vu tôn kính, anh vẫn khỏe chứ, tôi là Lacy, tù trưởng của bộ lạc Som ta, điều khiến Trần Triệu Dương không ngờ được là Lacy này nói tiếng Hoa Hạ rất trôi chảy. Ông, có phải các ông đều từng đi du học ở Hoa Hạ không? Nếu không tại sao ai nấy lại nói tiếng Hoa Hạ trôi chảy như vậy? Trần Triệu Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lacy hỏi. Thật không dám giấu giếm, tôi luôn khao khát hướng tới văn hóa Hoa Hạ, đáng tiếc thân là tù trưởng, lại không có cách nào phân thân ra được. Còn tiếng Hoa Hạ của tôi, thật ra, chúng tôi đã có mấy đời đại nhân Linh Vu đều là người Hoa Hạ. Bọn họ từng dạy tiếng Hoa và lễ nghi Hoa Hạ cho chúng tôi, thiên phú về ngôn ngữ của tôi có hơi khá hơn một chút, cho nên mới nói trôi chảy như vậy. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Lacy lập tức hơi kiêu ngạo nói. Ồ, lại có đến mấy đời Linh Vu đều là người Hoa Hạ sao, vậy bọn họ đâu rồi? Trần Triệu Dương quả thật không ngờ được, dù sao chỗ này thật sự cách Hoa Hạ quá xa, làm sao có thể không có việc gì mà chạy đến đây làm Linh Vu được. Cái này, đều đã chết hết rồi. Lacy vừa nghe thấy vậy, nhất thời cũng hơi lúng túng, nói đến đây, ông ta không đợi Trần Triệu Dương tức giận, vội vàng nói tiếp, có hai người là bị Linh Vu khác thách đấu mà chết, còn hai người khác chết trong lúc đánh cược với những bộ lạc khác gì. Ừ, nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì, anh cũng không quá mức so đo những chuyện này, dù sao, người ta cũng chết hết rồi, còn dây dưa thêm nữa cũng có tác dụng gì đâu. Lacy vừa đến, Trần Triệu Dương đã biết, nhất định là có chuyện gì đó, anh biết. Linh Vu này tuyệt đối không phải người chỉ hưởng thụ mà không làm việc, bây giờ vừa mới lên làm Linh Vu, Lacy này đã chạy đến đây, chắc chắn là có chuyện rồi. Là thế này, ở khu vực Tây Bắc của bộ lạc Som ta chúng tôi có một mỏ kim cương, vốn dĩ vẫn luôn ổn thỏa, nhưng mà ngay một tuần trước, bộ lạc Uku ở sát vách ép buộc chiếm đoạt mỏ kim cương của chúng tôi, nếu muốn giành lại mỏ kim cương kia một lần nữa, cũng chỉ có thể để Linh Vu hai bên so tài, ai thắng có thể giành được quyền sở hữu mỏ kim cương. Vốn dĩ Lacy còn muốn khách sáo với Trần Triệu Dương mấy câu, nhưng thấy anh hỏi thẳng như vậy, ông ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Lacy cũng bị ép buộc đến hết cách, bằng không, cũng không thể để Linh Vu mới nhậm chức đến tham gia trận so tài như vậy, dù sao, nếu thua, sẽ mất cả mỏ kim cương, nghe nói, mỏ kim cương này còn là một mỏ màu mỡ, ngoài ra, sợ rằng bộ lạc của bọn họ sẽ phải trải qua một cuộc sống không có Linh Vu, như vậy quá nguy hiểm. Nếu theo như ông nói, chẳng phải là có thể đi thách đấu bất cứ lúc nào hay sao, cho dù tôi thắng lần so tài này, lần sau bọn họ lại tiếp tục đến thách đấu, chẳng phải là sẽ kéo dài mãi mãi không dứt sao? Trần Triệu Dương nghe Lacy nói, nhất thời nhíu mày, sau đó sắc mặt không vui nói. Đại nhân Linh Vu, ngại quá, có thể tôi nói không rõ lắm, nếu là so tài giữa hai Linh Vu, như vậy chỉ có một lần, miễn là thắng trận, những thứ giành được sau trận đấu đều là tài sản thuộc về cá nhân Linh Vu. Thật ra đây cũng là chuyện không còn cách nào. Thôi, hai bộ lạc chúng tôi đã vì mỏ kim cương này mà xung đột rất nhiều lần, nếu còn tiếp tục tranh giành, hai bộ lạc đều sẽ tổn thất vô cùng nặng nề, cho nên mới quyết định dùng phương pháp này để giải quyết. Lacy cũng có chút quá mức không biết xấu hổ nói với Trần Triệu Dương. Nghe ông ta nói xong, Trần Triệu Dương mới hiểu được,
hóa ra là bất đắc dĩ mới để cho Linh Vu ra tay, dù sao, nếu Linh Vu ra tay, đó chính là tài sản thuộc về cá nhân Linh Vu, không có chút ích lợi gì với bộ lạc. Được, ngày mai đi xem thử, Trần Triệu Dương gật đầu, lại không hề từ chối, thật ra anh cũng không quá mức hứng thú với mỏ kim cương này, dù sao đôi mắt xuyên thấu của anh còn chưa từng nhìn xuyên qua khu vực khai khoáng bao giờ, anh cũng muốn nhìn xem, khi viên kim cương còn nằm trong lòng đất sẽ như thế nào. Quan trọng nhất là, đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng dẫn vợ mình đi du lịch, chơi đùa bao giờ, đúng lúc nhân dịp này, dẫn vợ đi chơi một chuyến. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Lacey hết sức vui mừng, tuy rằng mỏ kim cương này thuộc về sở hữu của Linh Vu, nhưng mà nếu Linh Vu của bộ lạc họ chiến thắng Linh Vu của bộ lạc Uku, như vậy bộ lạc Somta bọn họ cũng sẽ nổi tiếng xa gần, đến lúc đó đương nhiên cũng giành được nhiều lợi ích hơn nữa. Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Vừa đến rạng sáng ngày hôm sau, Trần Triệu Dương hai mắt thâm quầng đi ra, mấy người Tật Phong nhìn thấy vậy cũng bừa ồn cười, nhưng mà sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của đại ca xong, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại. Sáng sớm hôm nay, những người phương Tây được anh thuận tay cứu lúc trước đã chuẩn bị rời đi, dù sao bọn họ cũng cảm thấy ở nơi như thế này quá nguy hiểm, bọn họ không có năng lực tự vệ gì vẫn nên lựa chọn nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này là tốt hơn. Lần này, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản gì. Chẳng qua những người này không phải người bình thường, là người của Hiệp hội Y tế Quốc tế, người đàn ông cầm đầu kia lại là người lãnh đạo cấp cao, ông ta đã hứa hẹn với Trần Triệu Dương, nếu anh hoặc bạn bè anh có cần đến, có thể ra tay chữa trị miễn phí một lần. Đối với lần này, Trần Triệu Dương không tỏ rõ ý kiến gì, còn mấy người Nam Cung Yến bên cạnh, mặc dù cũng có xúc động muốn cười, cũng may mà bọn họ nhịn được. Dù sao, đứng trước mặt anh nói ra những lời như vậy, cũng không sợ bị sét đánh. Đợi đến khi đám người kia rời đi, mấy người Trần Triệu Dương mới đi theo tù trưởng Lacey đến vị trí của mỏ kim cương. Tuy rằng nơi này đã trở thành nơi tranh chấp giữa hai bộ lạc, nhưng vì không ai nhường ai, cho nên công việc khai thác kim cương ở chỗ này đã ngừng lại. Có điều, mỏ kim cương này cũng không bị đóng lại, vì ở nơi như thế này, không ai có thể dựa vào thủ công mà tìm được kim cương, cho dù tìm được, chỉ sợ cũng không phải kim cương tử tế gì. Cho nên, chỗ này sẽ có người đi tìm kim cương, mà chỉ cần người đi tìm kim cương giao nộp chi phí nhất định là có thể nhận được một chiếc xẻng nhỏ bằng sắt, tìm kiếm kim cương ở đây trong một ngày. Đương nhiên, đó cũng không phải văn hóa đặc trưng của mỏ kim cương này, một số mỏ kim cương đã bỏ đi cũng sẽ dùng cách này, dù sao đã đào đến mức bỏ đi rồi, cho dù để cho người ta đến tìm kim cương, cũng chẳng còn gì nữa cả, lại còn có thể kiếm được một khoản tiền. Trong chuyện này đương nhiên cũng có người cực kỳ may mắn. Tìm được một số kim cương cao cấp, hấp dẫn những người tìm kim cương này đến đây tìm kiếm. Bình thường, những người tìm được kim cương cao, cấp kia đều là cái bẫy do người chủ của mỏ kim cương bày ra, vì để thu hút những người tìm kiếm kim cương này. Có điều, bình thường đều là những mỏ kim cương đã cằn cỗi hoặc là những mỏ đã khai thác gần hết rồi mới có những hoạt động như vậy. Mà một mỏ kim cương, chỉ vì tranh đấu giữa hai bộ lạc, không còn cách nào khai thác được, cho nên mới bàn bạc đưa ra một phương pháp tạm thời. Như vậy cũng có thể kiếm lời được một ít tiền. Ông xã, chúng ta đi đào kim cương đi. Sau khi nghe Lacey nói chỗ này có hoạt động đào kim cương, Nam Cung Yến vẻ mặt hưng phấn nói với Trần Triệu Dương. Julia và Iris bên cạnh cũng vậy, con gái mà, từ trước đến nay vẫn không có chút đề kháng nào với những thứ sáng long lanh thế này. Hơn nữa lần này còn đi đến mỏ kim cương nữa, có thể tự tay mình đào ra một viên kim cương thuộc về mình, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng được vui mừng. Lacey, thế nào, chúng tôi cũng đi đào kim cương được chứ, lúc này Trần Triệu Dương hỏi Lacey. Đại nhân Linh Vu yêu quý, đương nhiên không có vấn đề gì, có điều, nếu anh muốn kim cương, chỗ tôi còn có rất nhiều kim cương tỷ lệ rất tốt, có thể tặng cho anh, tù trưởng Lacey vừa nghe thấy thế, nhất thời hơi sửng sốt, ông ta không ngờ đại nhân Linh Vu vĩ đại lại có thể để ý đến nghề nghiệp như đi tìm kim cương này, còn muốn tự mình ra tay nữa. Phải biết, theo Lacey, nghề nghiệp đi tìm kim cương này hoàn toàn là những người quê mùa, làm lao động, vốn dĩ không có gì tốt đẹp. Không, ông nhầm rồi, tôi không thiếu tiền, kim cương lại càng không, chúng tôi chỉ thiếu niềm vui tìm báu vật, niềm vui đào kim cương thôi, còn có niềm vui bất ngờ khi đào được kim cương kia, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, sau đó giải thích. Được thôi, việc nhỏ như vậy không đáng kể. Đại nhân Linh Vu, đằng trước chính là mỏ kim cương rồi, Lacey buông tay tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ vào một sườn núi không cao lắm ở trước mặt, kêu lên. Đây là...
Sau khi nhìn thấy mỏ kim cương xong, ba người Nam Cung Yến cảm thấy thất vọng, vì hoàn toàn không giống như mỏ kim cương trong tưởng tượng của các cô, chỗ này nào có dáng vẻ gì của mỏ kim cương, rõ ràng chỉ là một nơi hoang vắng lạnh lẽo. Trần Triệu Dương dương mắt nhìn lên, chỗ trước mặt họ đều bị lưới thép kéo lại, trên lưới thép còn có rất nhiều những thứ như đỉnh sắt linh tinh. Diện tích nơi này nhìn qua cũng không quá rộng lớn, nhìn ra xa cũng chỉ khoảng 1-2 nghìn mét, nhưng mà phải biết đây chính là vùng núi, sườn núi cao thấp không đều cũng đã tăng lên diện tích rất lớn cho nơi này. Bọn họ nhanh chóng đến cửa. Quả nhiên, ở cửa đang có rất nhiều người đang nộp tiền, sau đó nhận được xẻng sắt đi vào bên trong, còn có một số người có xẻng sẵn rồi, chỉ nộp tiền rồi đi thẳng vào, cũng rất náo nhiệt, còn có một số người không phải dân bản xứ. Người da đen chiếm đa số, cũng có một số người da trắng. Nếu có người thật sự đào được kim cương cao cấp, vậy các ông sẽ để họ mang đi sao? Trần Triệu Dương hơi khó hiểu nhìn những người này, dù sao nơi này là địa bàn của bộ lạc người ta, nếu người của bộ lạc không đồng ý, có đào được nhiều kim cương hơn nữa, e rằng cũng chẳng mang đi được. Không đâu, thật ra chuyện này là do giao hẹn giữa các bộ lạc chúng tôi tạo thành, không ai dám phá hủy, nếu không, sẽ bị thần linh khinh bỉ, mãi mãi sa đọa. Lacey lại lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Nghe thấp ông ta nói như vậy, Trần Triệu Dương cũng hiểu ra. Nếu nói giữa những bộ lạc này còn có thứ gì có thể ràng buộc được bọn họ, chắc chắn cũng chỉ có thần linh, tuy rằng thần linh được thờ phụng ở các bộ lạc không giống nhau, nhưng mà nguyên tắc chính là nguyên tắc, cho nên, có sự ràng buộc của thần linh, những người này không thể vi phạm nguyên tắc này được, trừ khi bọn họ không muốn tiếp tục sinh sống trên mảnh đất này nữa. Cho nên, cho dù thật sự có người đào được kim cương cao cấp, e rằng những bộ lạc này cũng không thể ra tay ép buộc chiếm lấy được, nếu không cũng sẽ không thể có nghề nghiệp tìm kim cương này được. Ông xã, chúng ta cũng đi tìm kim cương đi, mấy người Nam Cung Yến nhìn thấy nhiều người cũng đang tìm kim cương như vậy, ba cô đã không kiềm chế được từ lâu rồi. Đi TH ẩn Triệu Dương gật đầu, ban đầu anh cũng muốn biết mỏ kim cương được khai thác như thế nào. Lúc này đoàn người đi tới cửa, mà một nhóm người trong số đó nhìn thấy Lacey. Nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến trước mặt ông ta. Đây là đại nhân Linh Vu mới nhậm chức của bộ lạc Song Ta chúng ta, đại nhân Linh Vu muốn dẫn người vào. Bên trong một chuyến, Lacey gật đầu, sau đó giới thiệu mấy người Trần Triệu Dương. Nghe thấy anh chính là Linh Vu mới nhậm chức, mấy người kia ngay lập tức quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ lớn hai lần với Trần Triệu Dương. Chúng tôi cũng không lợi dụng chiếm lời, bao nhiêu tiền, chúng tôi bỏ tiền đi vào trong. Trần Triệu Dương cũng không muốn lợi dụng người ta, ngộ nhỡ chính mình lại tìm thấy kim cương vô cùng quý giá, đến lúc đó, chỉ sợ người của cả bộ lạc đều sẽ đòi ăn vạ, vẫn nên chặn miệng bọn họ tốt hơn. Anh là Linh Vu của bộ lạc chúng tôi, nếu anh đi vào trong mà còn phải tốn tiền, không phải là đang đập vào. Mặt chúng tôi sao? Lacey nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt nhất thời ngượng ngùng nói. Được rồi, đây là 10.000 đồng, coi như vé vào. Cửa của chúng tôi đi. Trần Triệu Dương cũng không muốn rông dài với ông ta nữa, liền rút 10.000 đồng ra đưa cho những người kia. Người của bộ lạc Song Ta cũng không dám nhận, nhưng mà người của bộ lạc Uku lại không khách sáo như vậy, lập tức nhận tiền, mặc dù đối phương là Linh Vu của bộ lạc Song Ta, nhưng mà chẳng ai lại chê kiếm được quá nhiều tiền cả. Ôi chao, đại nhân Linh Vu, anh cho nhiều quá, nhìn thấy Trần Triệu Dương đưa tiền, ông ta cũng chẳng còn cách nào. Không sao. Coi như thưởng cho những anh em vất vả trông chừng mỏ kim cương ở đây, đúng rồi, viết biên lai cho tôi, Trần Triệu Dương lại không để ý chút nào, nhưng anh lại cần một tờ biên lai, một thứ để chứng minh anh tốn tiền đi vào tìm kim cương, nếu không một khi anh cầm được kim cương giá trị cao. Ra ngoài, nhưng ngộ nhớ bộ lạc Uku này không thừa nhận, anh cũng vẫn còn có chứng cứ rõ ràng. Viết biên lai đi, Lacey lập tức quát hai người của bộ lạc Uku. Tuy rằng hai người kia không thoải mái lắm, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao, đối phương chính là tù trưởng của bộ lạc Song Ta. Trần Triệu Dương nhanh chóng nhận được biên lai đúng như mong muốn, lúc này mới dẫn mấy người Nam Cung Yến đi vào, mỗi người cầm một chiếc xẻng sắt. Vì bây giờ vẫn còn rất sớm, cho nên Lacey cũng đi theo Trần Triệu Dương đến khu vực khai thác mỏ, về phần chỗ đánh cược lại nằm trong nhà máy của khu vực. Khai thác! Tù trưởng, chúng tôi tự đi tìm kim cương nhé, ông cứ đợi ở đây đi. Trần Triệu Dương cũng không muốn để cho Lacey đi theo bọn họ, dù sao bí mật về đôi mắt xuyên thấu của anh cũng không thể đơn giản để lộ ra được, cho dù đối phương không biết, cũng không thể để đối phương nhìn ra chút manh mối nào được. Vậy được thôi, các anh tự chú ý an toàn, Lacey gật đầu, ông ta cũng không muốn đi cùng,
thật sự quá khó đi, ông ta cũng không muốn phải chịu khổ như vậy. Sau đó, một hàng bốn người Trần Triệu Dương đi tới khu vực khai thác, vừa mới bắt đầu, bọn họ đều tràn đầy hưng phấn, nhưng mà, khi đã đào rất lâu, cũng chẳng đào được cái gì, sự hăng hái kia cũng đã phai nhạt. Trần Triệu Dương cũng không vội vàng ra tay, tuy rằng anh cũng phát hiện ra một ít kim cương, nhưng mà những viên kim cương đó quá nhỏ, anh hoàn toàn không thèm để vào mắt. Hay là chúng ta đi ra đằng trước đi, chỗ này đã bị người ta sàng lọc không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi, có thể đào được kim cương mới lạ đấy, Trần Triệu Dương. Biết rõ, nếu là mỏ kim cương, nhất định sẽ không cắn cỗi như vậy, cho nên anh mới an ủi các cô như vậy. Cũng đúng nhỉ, đi nào, đi ra đằng trước xem, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai mắt ba cô gái tỏa sáng, tinh thần khôi phục lại một chút, chạy về phía trước. Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi khá ít người. Đây là một sườn núi nhỏ, ngoại trừ mấy người Trần Triệu Dương ra, cũng chỉ có một thanh niên người da trắng đang đào kim cương. Chẳng qua, sau khi người da trắng kia nhìn thấy mấy người Trần Triệu Dương đến đây, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, im lặng không tiếng động dịch sang bên cạnh. Chúng ta đào ở đây thôi, Trần Triệu Dương không thể để cho vợ mình tay không mà về được, anh đã nhìn thấy một viên kim cương vàng khá to ở ngay tầng ngoài của lớp đất, chỉ cần đào một lát là có thể đào ra được. Lúc này anh kéo Nam Cung Yến đến chỗ kia, ra hiệu cho cô đào ở chỗ này. Chúng ta bắt đầu đi, nhìn xem ai đào ra được viên kim cương đầu tiên trước nào. Julia nhìn thấy Nam Cung Yến được Trần Triệu Dương kéo đi, trong lòng nhất thời hơi ghen, lúc này có chút khiêu khích nói. Khó mà làm vậy được, không chỉ xem ai đào được đầu tiên, còn phải xem ai đào được viên kim cương to hơn. Nam Cung Yến thân là tổng giám đốc, làm sao? Không nghe ra trong lời nói của Julia có ý nghĩa gì. Lúc này hai người lập tức nhằm vào nhau. Iris không tham gia vào việc tranh giành của hai người, mà cực kỳ khiêm tốn bắt đầu đào. Tuy rằng Trần Triệu Dương dẫn Nam Cung Yến đến gần chỗ kim cương, nhưng cũng không dám nói thẳng cho cô biết trong lòng đất có kim cương, chỉ có thể để cho cô tự đào một mảnh nhỏ, miễn là cô không di chuyển đi chỗ khác, nhất định có thể đào được. Tôi đào được rồi, ngay khi hai người Nam Cung Yến và Julia đang dốc hết sức lực, muốn làm người đầu tiên đào được kim cương. Một giọng nói vui mừng ngạc nhiên vang lên. Lúc này tất cả bọn họ đều nhìn sang, thấy Iris móc từ dưới đất lên một thứ đen như mực, sau đó cô ấy nhanh chóng gạt bỏ hết đất trên đó, lộ ra một viên kim cương to bằng hạt đậu đỏ. Qua, mau cho tôi xem với, Julia nhanh chóng chạy đến, vươn tay đòi cầm. Iris hơi sững sờ, sau đó đưa cho cô ta. Trong lòng, Julia cảm thấy vui mừng, có điều cô ta cũng không vội, mà chỉ nhận lấy viên kim cương này. Quan sát tỉ mỉ. Viên này ít nhất cũng phải 2 carat đấy. Bốn Julia nhìn kích thước viên kim cương trong tay, không kiềm lòng được kêu lên kinh ngạc. Tôi xem chút nào, Nam Cung Yến cũng không kiềm chế được tò mò trong lòng, đến gần. Chẳng qua, không phải kim cương đều sáng lấp lánh sao? Tại sao viên kim cương của tôi nhìn qua lại khó coi như vậy? Iris đã vượt qua nhiệt tình hưng phấn vừa nấy, nghi ngờ nói. Đó là vì đây là một viên kim cương thô. Chưa trải qua bất kỳ gia công nào, những kim cương thật sự được đưa ra tiêu thụ còn phải trải qua một loạt quá trình hàn cắt, đánh bóng vân vân, rồi mới có thể đưa ra thị trường tiêu thụ được. Julia mở miệng giải thích, dù sao cô ta cũng là nhà thiết kế châu báu, vẫn có thể trả lời vấn đề như vậy một cách vô cùng dễ dàng. Thật sao, vậy sau khi cắt ra, viên kim cương này của tôi có thể trị giá bao nhiêu tiền vậy? Hai mắt Iris sáng lên, hỏi. Giá trị bao nhiêu tiền? Cái này cô phải hỏi chị Yến của cô ấy bán trang sức, khá hiểu biết về giá cả, Julia có chút buồn bực nói. Cô ta là nhà thiết kế châu báu, thu nhập không tệ, cho nên dù có cần mua một chút đá quý, cũng đều là cực phẩm, cô ta chưa từng mua loại này bao giờ, đương nhiên không biết giá tiền. Iris, thật ra đừng thấy kích thước của viên kim cương này không nhỏ, nhưng sau khi gia công, kích thước của nó có thể đạt tới 1 carat cũng đã không tệ rồi. Giá trị đại khái chừng 20.000 đi. Nam Cung Yến nhìn viên kim cương vàng này một chút, không phải loại kim cương cực phẩm, chỉ có thể định giá theo kim cương bình thường. Vậy cũng không tệ rồi, tiếp tục cố gắng, trước mắt Iris lập tức sáng hẳn lên, sau đó càng thêm tích cực. Nhìn em gái thấy tiền sáng mắt, trong lòng, Julia lại có chút ê ẩm, cô ta chưa từng phải buồn giàu vì tiền, thế nhưng hình như cô em gái cùng cha khác mẹ với mình lại không phải như vậy, có thể nhìn ra được, cuộc sống của cô ấy có chút khó khăn. Nếu không cũng không đến nỗi phải hỏi trước bao nhiêu tiền. Bởi vì viên kim cương đầu tiên đã được Iris đào được, cho nên hai người bọn họ đều ra sức tìm kim cương cực phẩm.
Cái này, đây là kim cương sao? Ngay lúc này, Nam Cung Yến đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, quăng xẻng sắt trong tay ra, đào thật nhanh, rất nhanh cô đã lấy được một viên kim cương to bằng củ lạc rồi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hai cô gái, Julia và Iris cũng chạy tới thật nhanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cái này, lớn quá, Julia vươn tay ra nhận lấy viên kim cương to bằng hạt lạc kia, mặc dù vẫn là kim cương thô, nhưng kích thước lớn như vậy, sau khi cắt ra cũng không thể nhỏ được. Thế mà còn là kim cương đó, quá hiếm cớ, sau khi các cô tách lớp đất ở bên ngoài ra, lại phải thán phục một tiếng nữa, hiển nhiên loại kim cương này khiến các cô cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của các cô, Trần Triệu Dương lập tức hiểu ý cười một tiếng, lại dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn dốc núi xung quanh, ngay sau đó ánh mắt của Trần Triệu Dương lộ ra một vẻ sợ hãi, bởi vì sườn núi nhỏ này có không ít kim cương ở tầng ngoài, hơn nữa ở vị trí của người da trắng kia cũng có không ít kim cương vỡ nát. Ê, mấy người mau mau rời khỏi đây đi, khu vực này đều là địa bàn của tôi đã bao hết, hiểu chưa? Ngay lúc ba cô gái Nam Cung Yến đang hưng phấn hét to, thanh niên người da trắng kia lại đi tới, lạnh lùng nhìn các cô, quát lên. Sau đó, hắn ta thấy được viên kim cương đỏ ở trong tay Julia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, ngay sau đó nói mấy viên kim cương mà mấy người vừa đào. Được đều phải để lại cho tôi, đó là thuộc về tôi. Dựa vào cái gì mà anh lại nói bao hết, chúng tôi cũng nộp tiền để đến đảo bảo, anh nói cho thì chúng tôi phải cho anh chắc. Julia cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chào phúng. Dựa vào cái gì, dựa vào đây là địa bàn của tôi, ở chỗ này, cho dù có đào được trái tim đại dương cũng phải cho tôi. Người da trắng kia cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nhích tới gần, không đợi, Julia kịp phản ứng, đã cướp mất viên kim cương ở trong tay, Julia. À, anh chấm ANS làm gì đấy? Thế mà anh lại dám cướp, lúc này, Julia mới kịp phản ứng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, tức hổn hển nói. Nam Cung Yến cũng phản ứng rất nhanh, trước tiên kéo Julia và Iris ra sau mình, dù sao đồ có quý giá đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, nếu như tên này nổi điên, làm ra hành vi quá kích sẽ không tốt. Hai người Trần Triệu Dương và Tật Phong cũng đi lên trước, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Trả đồ lại, sau đó cút đi, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Cũng không vội ra tay. Ồ, đây là ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người đúng không? Được, mấy người cứ chờ đấy, người đàn ông kia nhét kim cương vào trong túi của mình, sau đó đặt ngón tay vào trong miệng, huýt sáo một tiếng. Sau đó, có mấy người đàn ông cao to đi ra từ phía dốc núi xung quanh, bọn họ chạy nhanh tới nơi này, nhìn chăm chằm vào mấy người Trần Triệu Dương. Anh nói lại lời vừa rồi lần nữa xem, dám bắt nạt tôi thấy mấy người chán sống rồi. Cũng không hỏi xem Donnie tôi là ai, ở địa bàn của ông đây mà còn dám hống hách như vậy, mấy người cứ hống hách cho tôi xem, Donnie cười lạnh một tiếng, sau đó ngông cuồng nhìn mấy người Trần Triệu Dương, nói. Đại ca, để em xử lý đi, Tật Phong nhìn đến đây, trước tiên mở miệng nói. Được, cậu xử lý đi, đừng giết người là được, còn đâu cậu muốn làm thế nào cũng được, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó kéo ba cô gái ra ngoài, chỉ để lại một mình Tật Phong. Muốn chạy ư, bao vây bọn họ lại, Johnny nhìn thấy vậy, còn tưởng rằng mấy người Trần Triệu Dương muốn chạy trốn, lúc này liền gào lên một tiếng, dẫn người đuổi theo bọn họ. Muốn chết, Tật Phong nhìn thấy thế, vẻ mặt lạnh lão, tung một cú đá ra, đạp bay tên, Johnny cầm đầu ra ngoài, người đứng phía sau hắn ta căn bản không chú ý tới điểm này, cũng bị va phải. Những người còn lại nhìn thấy vậy, lập tức nổi điên lên, một đám người cầm xẻng sắt trong tay, hung dữ xông về phía Tật Phong. Không sao chứ, đây là lần đầu tiên Iris nhìn thấy Tật Phong ra tay, lúc này liền mở miệng hỏi. Yên tâm đi, chỉ là một đám tép siêu mà thôi, Trần Triệu Dương lại không thèm để ý, nếu như ngay cả đám côn đồ này mà còn không giải quyết được, vậy Tật Phong cũng đừng ở trong giới này nữa, về nhà luôn cho. Rồi, quả nhiên, Tật Phong giống như tên của cậu ta, những người này tản ra hết, nhưng Tật Phong chặn từng người lại, không để cho một người nào đến gần. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu. Tiêu giao bộ của Tật Phong đã có không ít tiến bộ, quả nhiên tiêu giao bộ này rất thích hợp với cậu ta. Trên con đường tu luyện, có lúc cũng không phải là lợi hại nhất mới là tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đừng đùa, bảo bọn họ cút ngay đi, nhìn thấy cách làm của Tật Phong, Trần Triệu Dương lại có chút bất mãn, lúc này quát lên với cậu ta. Nghe anh nói vậy, trong lòng Tật Phong lại run lên, đại ca không hài lòng, phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này. Lúc này, tốc độ của Tật Phong lại gia tăng lần nữa,
đám người còn chưa kịp ngã xuống đất đã bị Tật Phong giải quyết hết bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ còn lại mỗi tên cầm đầu kia. Lúc này, Johnny đã hoàn toàn trợn tròn mắt, đội ngũ nhỏ của bọn họ đã quen với việc hoành hành bá đạo, đã bao giờ gặp phải người khó chơi như vậy đâu. Mấy người cứ thử động đến tôi xem, tôi là bạn của Linh Vu Bộ Lạc Uku, nếu mấy người động đến tôi sẽ khiến mấy người không thể ra khỏi mỏ quặng này. Johnny nuốt một ngụm nước bọt, sau đó kiên cường nhìn Tật Phong, quát. Nghe, Johnny nói vậy, Tật Phong cũng dừng lại, dù sao chuyện này liên lụy tới một bộ lạc khác, mà đối phương lại còn là Linh Vu, cho nên, cậu ta cũng không biết có nên tiếp tục ra tay nữa hay không. Bốn Oni vốn còn có chút sợ hãi, nhìn thấy đối phương thật sự không ra tay nữa, hắn ta lập tức thở dài một hơi, sau đó lại trở nên kiên cường. Hừ, bây giờ mấy người hãy rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không truy cứu việc mấy người đánh bạn của tôi nữa. Donnie làm ra vẻ rộng lượng, hắn ta chỉ muốn đối phương mau rời khỏi, để hắn ta có thể chiếm lấy nơi này. Hắn ta và bạn bè phải tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được khu có nhiều quặng này, đào ở chỗ này, chắc chắn sẽ kiếm lợi lớn, đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép những người khác đến địa bàn của bọn họ đào kim cương, dù sao có người đào đi một viên, cảm giác cứ như đang đào của bọn họ vậy. Ở vùng này, bọn họ không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào, đã từng có người muốn vào, nhưng đều bị bọn họ đánh ra, về sau những người tìm kim cương đều biết chỗ này thuộc về bọn, Johnny, không ai còn dám tới đây nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại có người đến, lúc đầu Oni còn cảm thấy đối phương là người phương Đông, hẳn chỉ là tới chơi thôi, thế nhưng không ngờ rằng thế mà bọn họ lại đào được kim cương cực phẩm, bọn họ đào lâu như vậy mà cũng không tìm được loại kim cương này, cho nên trong phút chốc, hắn ta đã thay đổi suy nghĩ. Anh nói cái gì? Sắc mặt của Tật Phong lập tức âm trầm xuống. Tật Phong, chẳng lẽ cậu đã quên tinh thần huyết lang của chúng ta rồi sao? Trần Triệu Dương lại không nói thêm cái gì, chỉ nói một câu như vậy. Nghe được đại ca nói vậy, Tật Phong nở nụ cười, trong mắt hiện ra vẻ khát máu. Johnny kia vốn còn muốn nói mấy lời độc ác nữa, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Tật Phong. Johnny lập tức run lên, không đợi hắn ta kịp phản ứng. Một cái chân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn ta, ngay sau đó hắn a cảm giác hai mắt tối sầm lại, khuôn mặt bị đạp trúng, cả người bay vèo ra ngoài. Tôi cho anh hống hách này, anh cứ thử hống hách chút nữa xem nào. AI, còn nói là không truy cứu, anh cứ thử truy cứu tôi xem nào. Ôi, mình đào của mình là được, cứ nhất định phải đến chịu đòn, có phải tâm lý biến thái không? A, Tật Phong đuổi theo, bắt được Johnny. Ngay sau đó cứ nói một câu là tát một cái, sức lực của Tật Phong vốn đã lớn, từ sau khi tu luyện, thực lực lại càng mạnh hơn, sau mấy cái tát này. Johnny đã biến thành đầu heo, cho dù bố mẹ ruột của hắn ta cũng không nhận ra được. Phù, thoải mái quát, Tật Phong vốn còn chút sợ ném chuột vỡ bình, sau khi đánh, Johnny một trận, tâm trạng cực kỳ thoải mái, vừa rồi đúng là nghẹn chết mà. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Tật Phong, mấy người Nam Cung Yến vốn còn chút khó chịu. Tâm trạng đã lập tức tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kim cương đi, Trần Triệu Dương cũng không muốn để tên ngốc này quấy rầy niềm vui đào kim cương của bọn họ, nhìn thấy đã có Tật Phong xử lý, hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó có Trần Triệu Dương chỉ dẫn, hiệu suất đào kim cương của ba cô gái tăng lên rất nhanh, chỉ là có anh hướng dẫn, hai người Nam Cung Yến và Julia còn không đào nhiều bằng một mình Iris. Hả, ngay lúc Trần Triệu Dương đang đi lên phía trước tìm kiếm, đột nhiên cảm nhận được một linh khí nồng nặc dao động, điều này khiến trong lòng anh trở nên kích động, nhanh chóng dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn. Linh thạch. Khi Trần Triệu Dương tìm kiếm theo sóng linh khí này, đập vào mắt anh lại là một viên linh thạch to bằng ngón tay, đây chính là thứ khiến Trần Triệu Dương mừng rỡ. Lúc đầu cho dù thứ như kim cương có quý giá đến đâu, anh cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao chỉ là vật ngoài thân. Thế nhưng thứ như linh thạch lại không giống. Mặc dù linh thạch bình thường cũng không có tác dụng quá lớn với anh, nhưng lại có tác dụng rất lớn với người dưới tay anh, nhất là bây giờ anh còn muốn tăng cường thực lực của bọn họ, linh thạch chính là thứ cần thiết. Trần Triệu Dương không vội đi đào viên linh thạch này, mà lại tiếp tục đảo đôi mắt xuyên thấu ra xung quanh. Anh ngạc nhiên phát hiện, cứ cách vài mét lại có một viên linh thạch nhỏ. Trần Triệu Dương cố nén kích động trong lòng, bước, chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã chạy tới bên cạnh rào chắn. Hả? Trần Triệu Dương không ngờ rằng thế mà vị trí linh thạch đã ra ngoài phạm vi của mỏ kim cương, lúc này anh bắt đầu dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn ra khoảng cách lớn nhất. Cái đó là... Sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận được vị trí của linh thạch thì thay đổi sắc mặt,
bởi vì lúc đầu đám linh thạch này vô cùng thưa thớt, thế nhưng khi anh dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua bên ngoài rào chắn, anh mới phát hiện, thế mà linh thạch này đã lớn hơn, cũng thay đổi nhiều, hơn nữa phẩm chất linh thạch cũng thay đổi thành linh thạch sơ cấp. Mặc dù mấy cái trước đó cũng gọi là linh thạch, nhưng đều là linh thạch vụn, linh khí ngưng tụ không đủ, giá trị sử dụng không cao. Thế nhưng phía ngoài rào chắn lại là linh thạch sơ cấp, anh có một cảm giác, hẳn là ở đây có một linh mạch, mà chỗ bình thường nào có linh mạch đều sẽ sinh ra linh thạch cực phẩm, nếu như may mắn còn có thể sẽ xuất hiện linh tùy. Mặc dù linh thạch bình thường không có tác dụng lớn lắm với anh, nhưng mà linh thạch cực phẩm và tinh tùy tuyệt đối là thứ tốt mà bất kỳ ai cũng đều tha thiết mơ ước, cho dù là anh cũng cực kỳ khát vọng. Hơn nữa, có linh tùy ở đây, Trần Triệu Dương có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm có thể làm tăng độ tinh khiết và nồng độ chân khí của anh trên diện rộng, để chân khí của anh phát triển về hướng càng tinh túy hơn. Chỉ là khoảng cách đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương cũng có hạn, căn bản không có cách nào. Nhìn ra xa hơn, nhất định anh phải ra ngoài thăm dò mới được. Nhưng mà bây giờ Trần Triệu Dương phải đến bộ lạc Uku giao đấu với Linh Vu, không thể rời đi được, hơn nữa anh cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu bị người khác nhận ra sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế lại xúc động trong lòng, quay đầu nhìn về phía mấy người Nam Cung Yến. Chỉ là điều khiến sắc mặt Trần Triệu Dương có chút khó coi chính là, lúc này người da trắng tên, Johnny đã dẫn theo một đống người đến. Hơn nữa nhìn qua còn có người của bộ lạc bản địa. Lúc đầu Tật Phong đang rất mạnh mẽ, đối diện với mấy người này cũng chỉ có thể che chở ba cô gái Nam Cung Yến lui về sau, mà những người kia lại không hề buông tha, không ngừng dồn ép về phía trước, nhất là những tên của bộ lạc kia, ánh mắt nhìn về phía ba người Nam Cung Yến đầy vẻ tham lam. Nếu như mấy người còn dám đi lên phía trước một bước, chúng tôi sẽ ra tay đấy, lúc này sắc mặt của Tật Phong cực kỳ nghiêm túc, chỉ vào bọn họ quát lên. Mấy người cứ thử ra tay xem nào, đây chính là địa bàn của bộ lạc Uku, nếu mấy người đánh người của bộ lạc Uku, vậy cũng đừng hòng rời đi nữa. Johnny cười lạnh một tiếng, không hề che giấu vẻ tham lam trong mắt mình chút nào. Nếu như, mấy người giao kim cương trong tay ra, đồng thời ba cô ở cùng chúng tôi một đêm, chúng tôi có thể cân nhắc việc tha cho mấy người. Johnny thâm trầm nhìn ba người Nam Cung Yến, hiển nhiên, vẻ đẹp của mấy người Nam Cung Yến đã khiến bọn Johnny mất đi lý trí. Anh nói cái gì, ban đầu Tật Phong muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại, sau khi nghe thấy lời nói của Johnny, vẻ mặt của cậu ta lập tức trở nên lạnh lùng, sát ý hiện rõ lên trên gương mặt không hề che giấu chút nào. Anh, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Tật Phong, trong lòng, Johnny lập tức hoảng sợ. Hắn ta có linh cảm, nếu như nói thêm câu nữa thì e rằng người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ giết chết hắn ta. Nhưng nghĩ đến những người ở bộ lạc Uku đứng ở phía sau. Hắn ta lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nói linh tinh nữa. Cái người vừa nãy đánh chúng tôi kia, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, tự trói hai tay lại và đi cùng chúng tôi đến bộ lạc Uku để chịu tội. Johnny không dám nói thêm mấy lời nói nhạy cảm, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng hung hăng. Có bản lĩnh thì đến bắt đi, tôi lại muốn xem các anh có sức mạnh gì, lúc này Tật Phong không hề kiêng nể gì. Trước kia cậu ta kiêng nể cũng bởi vì sợ khiến cho. Đại ca của bọn họ là Trần Triệu Dương khó xử, nhưng bây giờ nhìn thấy người đó chà đạp lên mặt mũi như vậy thì cậu ta có nhìn cũng không có ý nghĩa gì nữa. Được rồi, vậy thì tiến lên trói bọn họ lại. Johnny nghe thấy như vậy thì nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta muốn xem bọn họ có dám ra tay với bộ lạc Uku hay không. Sau khi nghe lời nói của Johnny, những người ở bộ lạc Uku gào thét ầm lên và lao lên phía trước, có thể thấy rõ ràng họ muốn lao về phía cậu ta đầu tiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tật Phong không hề hốt hoảng mà nghênh đón những người lao lên phía trước. Chiêu thức của cậu ta hết đóng lại mở, hầu như ai bị cậu A đụng vào đều bị đánh ngã dưới mặt đất. Johnny nhìn thấy Tật Phong thật sự dám ra tay thì ngẩn người ra. Nhưng cậu ta đang bị bao vây lại bởi người của bộ lạc Uku, vì vậy hắn ta đúng lúc quay lại, khống chế được một người đã rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Johnny bay nhanh lướt qua bọn họ mà đi đến trước mặt đám người Nam Cung Yến. Hắn ta lôi ra một con dao găm trong tay, lặng lẽ nhìn ba người bọn họ. Các người đẹp, đừng phản kháng lại, con dao trong tay tôi không có mắt đâu, lỡ như nó làm các cô bị thương thì không hay đâu. Johnny nói rồi quơ quơ con dao găm trong tay, nói với vẻ uy hiếp. Ban đầu Trần Triệu Dương còn hơi tức giận, nhưng khi nhìn thấy cái tên ngu ngốc này đi đến xích mích với đám người Nam Cung Yến thì trong đôi mắt anh lập tức lóe lên vẻ đồng cảm. Vậy sao? Hy vọng con dao này của anh có thể mọc mắt,
nếu không thì, trên gương mặt Nam Cung Yến nở nụ cười hờ hững, sau đó cô một mình bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay của hắn ta và bất ngờ vặn lại và chuyển nó ra phía trước người hắn ta. Phập, con dao găm đang ở trong tay, Johnny, nhưng lúc này nửa con dao găm lại đâm lên đùi của hắn ta, một tiếng kêu la thất thanh vang lên. Quả nhiên con dao của anh không có mọc mắt, nếu không sao bản thân anh lại bị thương được chứ, Nam Cung Yến buông tay ra, sau đó lùi về phía sau hai bước. Sau này hãy nhớ rằng không thể tùy tiện đùa nghịch với dao được đâu, nó có thể sẽ làm bản thân bị thương. Đây chính là bài học kinh nghiệm sâu sắc biết bao, ít nhất anh cũng có bài học dài nửa inch này, Nam Cung Yến không kìm được mà giễu cợt, bài học này thật sự rất sâu sắc, đâm vào tận hơn một nửa. Fulia nhìn Nam Cung Yến hiên ngang oai hùng với gương mặt ngưỡng mộ, cô thật sự quá xuất sắc. Ban đầu Tật Phong cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cậu ta còn chưa kịp đến đó thì Nam Cung Yến đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Sau đó Tật Phong cũng liếc mắt nhìn, Johnny với ánh nhìn thông cảm, hắn ta chọc ai thì không chọc, lại đi chọc vào bà cô này. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người đều bị đánh nằm sóng xoài dưới đất, mà Johnny cũng bị ném vào trong đám người đó. Cút đi. Lúc này Trần Triệu Dương cũng đã đến, bây giờ anh không muốn làm gì đó với những người này. Dù sao lát nữa còn phải đấu với linh vu của bộ lạc bọn họ, đợi khi cuộc đấu kết thúc đã rồi nói sau. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Johnny nào, còn dám chần chừ nữa mà lết cái chân bị con dao đâm rời đi một cách chật vật. Chồng à, mau đến đây đi, em vừa mới đánh bại cái tên đó đấy, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương thì chạy đến với gương mặt hớn hở. Cô kéo cánh tay của anh và vui vẻ nói. Giỏi lắm, xem ra em có thể tự đảm đương một mình rồi, đương nhiên Trần Triệu Dương không thể nào không khen ngợi vợ mình, dù sao lời khen cũng không mất mát gì cả. Đi thôi, có lẽ Lacey sắp không đợi được nữa. Sau đó Trần Triệu Dương dẫn đám người Nam Cung Yến cùng nhau rời khỏi nơi đây, còn kim cương mà mình đào. Được thì đương nhiên mình giữ rồi. Nhưng lần này bọn họ lại đào được rất nhiều kim cương cực phẩm. Với máy móc gian dối của anh bọn họ muốn không đào được thứ gì cũng khó. Sau khi đám người Trần Triệu Dương đi đến nơi so đấu, Lacey đang đứng ở trước cửa với gương mặt tối sầm lại. Nhìn thấy đám người Trần Triệu Dương đến, lúc này cuối cùng trên gương mặt ông ta mới nở nụ cười. Sao vậy, tâm tình của ông không được tốt cho lắm, nhìn thấy dáng vẻ của Lacey, Trần Triệu Dương hơi tò mò mà hỏi. Thưa Linh Vu, còn không phải đang tức giận mấy tên của bộ lạc Uku đó sao? Bọn họ không tuân theo quy tắc mà nhờ viện trợ từ bên ngoài đến giúp đỡ. Viện trợ từ bên ngoài, lai lịch của người đó lớn lắm sao, Trần Triệu Dương hơi sững người lại, sau đó hoàn toàn lờ đi mà nói. Lai lịch của người đó cũng khá lớn, người đó tên là Ác, là linh vu của một bộ lạc cao cấp bên phía chúng ta. Sức mạnh của người đó vô cùng mạnh, được gọi là đệ nhất súng sĩ của bộ lạc Thảo Nguyên, Lacey bất lực nói, có thể thấy ông ta vô cùng u sầu khi Ác đến đây. Không sao cả, nhưng Trần Triệu Dương lại nở nụ cười hờ hững, không hề để ý đến. Bởi vì anh đã nhìn thấy cái người tên là Ác này rồi. Đó là một người da đen, vừa nhìn đã biết là người bản địa, mà sức mạnh đang chảy bên trong cơ thể của anh ta lại vô cùng kỳ lạ. Anh ta cầm một cây gật sắt ở trong tay, đứng ở nơi đó dù không tức giận nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Mặc dù Trần Triệu Dương không biết rốt cuộc sức mạnh của cái người Ác này như thế nào, nhưng anh rất tin vào sức mạnh của mình. Hơn nữa sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể của Ác cũng không mạnh lắm. Tù trưởng Lacey yêu quý của tôi, linh vu của bộ lạc Somta các ông đây. Hay là sợ rồi nên không dám ứng chiến vậy, ngay lúc này có một đám người đi đến, đi đầu là một người đàn ông trung niên có một dấu vết màu trắng ở trên trán. Vừa mới đến ông ta đã khiêu khích Lacey. Hừ Turang à, các ông nhờ viện trợ từ bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, Lacey nghiến răng nghiến lợi nhìn tù trưởng Turang của bộ lạc Uku và nói. Ha ha, đó không phải là viện trợ từ bên ngoài. Linh vu của bộ lạc chúng tôi thất bại rồi, Ác chính là linh vu mới của chúng tôi, như vậy có gì không ổn sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Lacey, Turang lập tức bật cười lớn, có thể thấy ông ta vô cùng đắc ý. Đi thôi, nhưng Trần Triệu Dương lại không muốn nhìn con người ngu ngốc này phát điên ở đây nên lập tức đi lên phía trước. Hừ, cho dù ông tìm viện trợ từ bên ngoài thì đã làm sao? Linh vu của bộ lạc Somta tôi cũng không phải là người ăn chay, mặc dù Lacey nói hung hăng như vậy nhưng lại hiện rõ vẻ không tự tin. Có thể thấy ông ta cũng không yên tâm lắm về sức mạnh của Trần Triệu Dương, dù sao cái người Ác này cũng là đệ nhất súng sĩ của Thảo Nguyên. Nghe nói Ác đã từng dùng tay bắt beo, chắc chắn là đối thủ vô cùng đáng sợ.
Mà theo như ông ta nhìn thì sức mạnh của Trần Triệu Dương quá yếu ớt, nhìn liếc qua anh không hề cao. Lớn mạnh mẽ gì nên không thể nào mang đến sự tự tin quá lớn cho ông ta. Đương nhiên Trần Triệu Dương biết trong lòng Lacey đang lay động, nhưng cho dù có biết thì anh cũng không để ý. Những suy nghĩ như vậy cuối cùng cũng sẽ bị xé nát bởi sự thật trước mắt, vì vậy dùng sự thật để nói là được. Rồi, trận đấu lần này vô cùng sơ sài, mà Trần Triệu Dương cũng nhân cơ hội này để nghe ngóng Lacey một chút về tình hình của mỏ kim cương. Hóa ra trong phạm vi mười mấy km xung quanh nơi này đều là địa bàn của bộ lạc Somta, mà mỏ kim cương cũng đang ở trong địa bàn của bọn họ. Nhưng bởi vì vấn đề lịch sử để lại nên mỏ kim cương này cũng có một vài liên quan đến bộ tộc Uku. Nếu không cho dù bộ lạc Uku có mặt dày như thế nào cũng không thể xâm chiếm ở nơi đây, mà người làm tù trưởng bộ lạc Somta như Lacey chắc chắn không phải là người yếu đuối. Nếu như không vì nguyên nhân này, ông ta không thể nào để mặc cho bộ lạc Uku làm chuyện ngang ngược như vậy. Hay nói cách khác, cho dù như thế nào thì trận đấu lần này nhất định phải thẳng, chỉ có thắng thì mới có thể có quyền nói chuyện. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không định nói về chuyện của Linh Thạch, đợi đến khi anh tra rõ nơi cất giữ Linh Thạch bên trong đó đã rồi nói. Nếu như Linh Thạch nhiều sẽ nói về chuyện khai thác, còn nếu như không nhiều thì sẽ đào thẳng vào trong, tìm ra những Linh Thạch mình cần là được rồi. Được rồi, nếu như hai bên chúng ta đều đến rồi thì bắt đầu thôi, Turang cũng không muốn nói nhảm với Lacey, dù sao lần này ông ta vì tình thế bắt buộc, phải trả cái giá trên trời như vậy mới mượn được ắc từ bộ lạc khác. Ông ta tin rằng chỉ cần ắc ra tay thì nhất định có thể lấy được mỏ kim cương. Phải biết rằng ông ta đã lén lút tìm người điều tra khảo sát mỏ kim cương này, kết quả thu được khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mỏ kim cương này là một mỏ dầu, hơn nữa còn là một mỏ dầu vô cùng lớn, khai thác mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Mà trong khoảng hơn chục năm đó, tất cả chi phí của bộ lạc bọn họ đều có thể dựa vào mỏ kim cương này. Cho nên ông ta nhất định phải lấy được mỏ kim cương đó. Xin mời ắc, linh vu của bộ lạc Uku chúng tôi, Turang cất cao tiếng hét lên, theo đó mấy người ở bộ lạc Uku đi theo ông ta cũng reo hò lên, cảm xúc của ai cũng vô cùng kích động. Uk đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đám người Trần Triệu Dương, rồi giơ ngón tay cái chĩa về phía bọn họ, rồi lại lật ngược bàn tay ra đâm mạnh vào nó. Sau đó anh ta lại quẹt lên cổ của mình, ý rất rõ ràng rằng anh ta sẽ ra tay tàn nhẫn với đối thủ của mình. Đến đây đi, cho dù là ai đến cũng chỉ có một chữ chết. Ắc lạnh lùng nói, sau đó anh ta vung vẩy cây gậy sắt trong tay mình mấy lần phát ra từng đợt tiếng gió, tỏ ra đầy uy lực giống như hổ. Người của bộ lạc Somta vừa nhìn thấy thì lập tức kìm nén cơn tức giận trong lòng, nhưng những người biết Ắc thì lại vô cùng tuyệt vọng. Người đó là đệ nhất dũng sĩ được tất cả bộ lạc trên thảo nguyên thừa nhận, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Người của bộ lạc Uku mời anh ta đến rõ ràng là không muốn để cho bọn họ sống tốt. Chồng à, anh cố lên nhé. Hạ gục cái tên gã đen cao. O này đi, sau khi nhìn thấy cái người da đen ác này, trong mắt Nam Cung Yến lại toát lên vẻ khinh thường. Mặc dù cô tu luyện chưa được bao lâu, nhưng cũng có thể cảm thấy cái người ác này dù nhìn đe dọa người khác nhưng lại không thể nào mang đến cảm giác uy hiếp gì lớn cho cô. Anh ta còn không thể uy hiếp được mình thì còn nói gì đến Trần Triệu Dương của mình chứ? Em yên tâm đi, Trần Triệu Dương gật đầu. Mặc dù vẻ mặt rất bình thường nhưng trong lòng đã trở nên lạnh lẽo trước sự khiêu khích của cái người ác này. Cái gã da đen này sắp bị ăn quật rồi, đương nhiên Tật Phong rất hiểu Trần Triệu Dương, nhìn thấy dáng vẻ của đại ca là cậu ta biết anh tức giận rồi. Dù sao sự khiêu khích vừa nãy rất khó coi, anh có thể nhịn được mới là lạ. Các ông đang đùa sao mà phái ra một tên nhóc con yếu ớt như vậy, khi Trần Triệu Dương đi ra, tất cả người của bộ lạc Uku đều sững người lại, sau đó ai cũng bật cười lớn. Có người còn bắt đầu giỡn cợt, nói ra những lời nói vô cùng khó nghe. Làm như vậy là có ý gì? Muốn sỉ nhục tôi sao? Lúc này trong lòng ác vô cùng tồi tệ, ban đầu anh ta còn tưởng cho dù đối phương không bằng mình thì ít nhất cũng phải là người có bề ngoài hơn mình. Nhưng cái người phương đông trước mặt mình đây lại không hề cao lớn gì, hơn nữa da rẻ còn trắng nõn không hề có chút mạnh mẽ gì. Anh ta tưởng mình đang bị sỉ nhục. Nhóc con, quỳ xuống dập đầu cho tôi thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi đếm đến ba, nếu như cậu còn không cút đến đây và quỳ xuống thì tôi sẽ vặn đầu cậu làm quả bóng đá. Ban đầu ắc không hề muốn thu lại phóng túng của mình mà thẳng thừng ném trường côn đại mã kim đao của mình xuống dưới đất, chỉ vào Trần Triệu Dương và nói với vẻ tàn bạo. Anh, vừa nói cái gì? Vẻ mặt của Trần Triệu Dương tối sầm lại, chậm rãi đi qua đó và hỏi. Tôi đang bảo cậu quỳ, ắc nở nụ cười lạnh lẽo, lên.
tiếng nói lần nữa. Nhưng anh ta còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng bạt tai vang lên, cơ thể cường tráng của ác ngã lộn mấy vòng, cuối cùng đập mạnh xuống nền đất. Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào, Trần Triệu Dương lôi một tờ GU ra lau lòng bàn tay của mình, sau đó lại tiếp tục hỏi lần nữa. Ác ngẩn người ra trước cái bạt tai này, hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy. Anh ta cũng chưa nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào mà kết quả đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Nhưng sự thật là anh ta bị tát ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến ác không chịu được, phải biết rằng anh ta là đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Khốn khiếp, tao phải giết mày, ác nổi điên lên, lúc này anh ta điên cuồng lao về phía Trần Triệu Dương giống như một con trâu điên. Giết tôi ư, nghe thấy lời nói của ác, trên gương mặt Trần Triệu Dương nở nụ cười châm biếm. Sau đó anh bước chậm về phía ác đang thần trí không tỉnh táo. Nếu như so với ác đang điên cuồng lao đến thì Trần Triệu Dương dường như đang thong thả tản bộ vậy, nhưng nhìn từ đôi mắt người ngoài thì anh như vậy còn có phần khinh thường. Bộp! Đối mặt với ác đang lao đến, Trần Triệu Dương chỉ ung dung đưa tay ra và giáng một cái tát xuống mặt anh ta. Giết tôi tư! Áp cho anh thể diện đúng không? Anh có tư cách đó sao? Anh hung hăng lần nữa cho tôi xem nào. Chẳng phải anh bảo tôi quỳ xuống sao? Anh thử bảo tôi quỳ xuống lại xem nào. Trần Triệu Dương cứ hết lần này đến lần khác giáng cái tát xuống mặt ác, anh ta bị đánh bay ra ngoài nên không hề có sức phản kháng lại. Mỗi lần khi anh ta muốn đứng lên hoặc là né tránh, cái tát của Trần Triệu Dương sẽ vung đến như hình với bóng. Tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt há hốc miệng mà nhìn cảnh tượng này, bọn họ không thể ngờ rằng đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên lại không có sức đánh trả mà bị đánh như con chó như vậy. Nhất là đám người ở bộ lạc Uku, bọn họ đã đặt tất cả hy vọng lên ác. Nếu như anh ta thắng, bọn họ có thể lấy được mỏ kim cương và có thể bảo đảm lợi ích của bọn họ trong 10 năm sau. Nhưng bọn họ không thể ngờ chỗ dựa của bọn họ lại bị đánh thành ma quỷ như vậy, điều này khiến vẻ mặt của Turang trở nên rất khó coi. Nào, đứng lên, nói tôi nghe xem anh còn dám sắc sược kiểu đó không, Trần Triệu Dương tát cho ác ngã văng rồi đi đến giẫm một chân lên ngực anh ta, lạnh lùng hỏi. Nếu trong một cuộc đánh nhau bình thường thì anh sẽ không làm quá như vậy, chỉ cần thắng thôi. Nhưng trước lúc đánh nhau tên ác này đã quá kiêu ngạo, Trần Triệu Dương không đánh chết đã là nhân từ lắm rồi. Khụ khụ. Lúc này ác cũng hơi mông lung, không ngờ mình lại bị đánh thê thảm như thế, lòng tràn đầy hối hận. Đáng ra anh ta không nên nghe lời Turang đến giúp bộ lạc Uku đánh trận này mới đúng, người phương đông này thực sự áp đảo cả anh ta. Dừng tay, chúng tôi nhận thua, Turang biết nếu không ngăn cản thì ác sẽ bị đánh chết. Họ có thể thua nhưng ác không thể chết được. Ác là người mà ông ta mượn đến, nếu anh ta có chuyện gì thật thì e là bộ lạc Uku của bọn họ cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu, Turang ông ta cũng sẽ thành tội đồ của bộ lạc mất. Nhận thua, cuộc chiến giữa các linh vị nhận thua sao? Chắc là ông chưa tỉnh ngủ, Triệu Dương cười lạnh. Cậu, nghe anh nói vậy, hai mắt Turang như sắp phun lửa, hung tợn trừng Trần Triệu Dương. Nhưng anh nói không sai, cuộc chiến giữa các linh vu xưa nay không bao giờ có chuyện trước an sau toàn. Vì Linh Vu là người nhận được tín ngưỡng tối cao của toàn bộ lạc, bình thường Linh Vu đều giết kẻ thua cuộc thẳng tay sau khi trận đánh kết thúc để không để lại mối họa về sau. Đúng, Linh Vu đánh nhau làm gì có chuyện nhận thua. Giỡn chơi à, Lacy cũng ra mặt, tâm trạng ông ta lúc này đang rất vui mừng, ban đầu đã chuẩn bị tinh thần làm phe thua cuộc rồi nhưng không ngờ Trần Triệu Dương lại cho ông ta một niềm vui bất ngờ như vậy. Vậy phải làm sao mấy người mới bỏ qua cho đại nhân Linh Vu của chúng tôi, Turang hít sâu một hơi, cố gắng nói nhẹ nhất có thể. Cái này phải đợi chúng tôi suy nghĩ đã, mấy người có gì lấy ra đổi được, Trần Triệu Dương nhếch mép. Diễu cợt, chúng tôi có thể nhượng lại mỏ kim cương cho mấy người, đó là một mỏ dầu đấy, tuyệt đối không có lỗ gì đâu, nghe anh nói vậy, Turang tức khắc mừng rỡ, không chút do dự nói. Ông có bị ngốc không thế? Mỏ kim cương này vốn được đặt cược cho trận đấu này rồi, nếu mấy người không có thành ý thì tôi sẽ đá vỡ đầu anh ta đấy. Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, đặt chân lên đầu ác, nếu ông già này mà nói linh tinh nữa thì anh sẽ dẫm xuống ngay. Khoan đã, tôi còn một thứ, Turang có thể cảm nhận được sát ý trên người anh rất rõ, tin đối phương không phải đang nói đùa mà là có ý giết người thật. Ồ hai thứ gì, thấy dáng vẻ đó của Turang, Trần Triệu Dương hơi tò mò. Một gốc cỏ thần kỳ. Có khả năng làm lành vết thương trong nháy mắt, ông ta hơi tiếc nuối. Gì cơ, làm lành vết thương trong nháy mắt ư? Sao lại có vật thần kỳ thế được? Trần Triệu Dương ngạc nhiên, không
không ngờ Turang lại vì muốn ác sống mà nói ra những lời giả dối như vậy. Là thật, chẳng qua gốc cỏ này chỉ có thể chữa lành vết thương khoảng 2 cm, sắc mặt Turang hơi tối đi, dù sao thứ tuyệt diệu thế này chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, nếu thứ đó có thật thì ông ta không thể bảo vệ nó với năng lực của mình được. Được, ông nói vị trí của vật đó cho tôi sẽ tha cho. Anh ta một mạng, Trần Triệu Dương nghe xong thì lờ mờ đoán ra được đó là gì, cố ghim sự kích động xuống, bình tĩnh yêu cầu. Tôi sẽ đem nó đến đây, Turang lập tức thở phào, chuẩn bị đi. Ngu ngốc, gốc cỏ đó chỉ được ở đấy thôi, nếu nhổ đi sẽ chết, mang tôi đến đó đi, anh suýt thì nhảy cẳng lên, hung hãn quát. Vâng, là tù trưởng của bộ lạc Uku nên đương nhiên Turang nhận ra đối phương biết gốc cỏ đó, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh thì gốc cỏ đó rất quý. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể nào vì một gốc cỏ vô bổ mà đánh cược cả tương lai của bộ lạc được. Lacey, các ông đợi ở đây, tôi đi theo ông ta xem thế nào, Trần Triệu Dương nói với Lacey và những người khác, có thể thấy được gốc cỏ này rất quan trọng với anh. Nếu Trần Triệu Dương không đoán sai thì đây là một gốc dược liệu, nhưng không phải thuộc loại thuốc cổ hay linh dược. Thông thường, tuổi càng lớn thì công hiệu của dược liệu càng cao. Nhưng đối với cỏ đàm thì lại khác, cỏ đàm nổi tiếng vì chỉ cần bị nhổ đi sẽ chết, có điều nguyên nhân chân chính không phải vì nó quá yếu ớt mà là chưa biết cách nhổ. Cỏ đàm là loại dược liệu theo mùa, tức là chu kỳ sinh trưởng của nó chỉ có một năm, nhưng tác dụng của nó lại là thứ mà rất nhiều người tu luyện muốn có được. Công hiệu lớn nhất của cỏ đàm chính là giúp thân thể người dùng hồi phục, cái hồi phục này không đơn thuần chỉ là vết thương ngoài mà cả vết thương trong. Quan trọng hơn là nó có thể luyện chế thành đan dược mà không chứa độc. Bất kỳ một đan dược nào hoặc nhiều hoặc ít đều có thành phần độc trong đó với hàm lượng tương đối thấp, nhưng nếu dùng đan dược lâu dài thì chất độc sẽ bị tích tụ trong cơ thể. Thành phần độc trong đan dược rất khó xử lý, ngay cả khi tẩy tủy phạt cốt cũng chưa chắc có thể diệt trừ sạch sẽ. Vì vậy, sự quý giá của một đan dược không chứa thành phần độc là không ai không biết. Nếu luyện chế cỏ đàm và những linh dược khác lại thành đan dược thì có khả năng giúp cơ thể hình thành cơ chế tự chữa trị. Trước đây, Trần Triệu Dương chỉ biết đến loại dược, thảo này qua sách cổ, không ngờ trên thế giới thật sự ồn tại vật như vậy. Khi đi theo Turang đến nơi loại dược thảo kia mọc, Trần Triệu Dương chẳng biết nên nói gì, vì nơi cỏ đàm sinh trưởng thế mà lại ngay phía trên mỏ khoáng. Tôi thấy rồi, quay lại thôi, sau khi xuyên thấu nhìn xuống lòng đất, nhịp tim Trần Triệu Dương bỗng chốc tăng lên, nhưng tâm lý anh rất vững, không để lộ ra chút nào. Vậy còn ác, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Turang hơi chần chờ. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ đùa với các ông một chút thôi, chỉ là một trận đánh, không cần phải giết người, chưa kể khoảng cách giữa hai bộ lạc chúng ta cũng không xa, đi đâu cũng gặp, sao phải làm sứt mẻ tình cảm chứ, anh nở nụ cười niềm nở nói. Turang sững sờ, vừa rồi có phải thế này đâu. Dáng vẻ như sắp sửa đánh chết ác kia có chỗ nào là đùa đâu. Nhưng Turang không ngốc, nếu chuyện này đã được giải quyết thì tạm thời cứ như vậy. Tuy nhiên, ông ta quyết không cam lòng chịu thua, lần này không chỉ mất hết mặt mũi mà còn mất cả một mỏ kim cương, quan hệ với bộ lạc của ác chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng, toàn bộ đã hóa thành thù oán cả rồi. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Trần Triệu Dương sẽ ký giấy tờ sở hữu tài sản liên quan đến mỏ kim cương. Mỏ kim cương này cũng thuộc về quyền sở hữu cá nhân của anh. Ban đầu Trần Triệu Dương còn đắn đo liệu có nên mua luôn khu vực xung quanh mỏ kim cương hay không, nhưng sau khi đọc giấy tờ bản quyền, anh mới phát hiện mỏ kim cương không phải chỉ mỗi mình nó mà còn bao gồm cả 20 mấy cây số quanh đó. Đọc tới đây, Trần Triệu Dương thở phào, bây giờ chuyện anh cần làm chính là dành thời gian vận chuyển mỏ về Hồ Lộc Minh. Thời gian tới anh cũng không rảnh rỗi, bảo La Sâm thu thập một số dược liệu. Cũng yêu cầu Giang Tử Phong mang linh dược mình cần và cái vạc đen đến đây. Không sai, anh muốn dùng cỏ đàm để luyện chế đan dược, nhưng không phải cho mình dùng. Dù sao cơ thể của anh đã rất mạnh, có thêm năng lực này cũng chẳng có tác dụng gì. Trần Triệu Dương chuẩn bị giúp Nam Cung Yến và những người khác luyện thể, mà số lượng đan dược một gốc cỏ đàm có thể tạo ra phụ thuộc vào chất lượng của linh dược được luyện chế cùng với nó. Vì vậy lần này Trần Triệu Dương bảo Giang Tử Phong mang đến những linh dược có chất lượng tốt nhất. Anh không trở lại vì phải ở đây bảo vệ cỏ đàm, mặc dù trước đó nó không bị hư hại gì nhưng bây giờ cũng chưa chắc. Mặc dù Turang có biểu hiện rất an phận nhưng anh rất tỉnh mắt, sao có thể không nhận ra sự oán hận trong ánh mắt của ông ta được. Trần Triệu Dương không sợ Turang này sẽ bày trò gì, vì suy cho cùng thực lực tuyệt đối luôn là sự bảo đảm tốt nhất, dù ông ta muốn làm gì anh thì cũng không có năng lực đó.
Tuy không sợ điều đó nhưng anh lại sợ Turang sẽ cho người âm thầm phá hỏng gốc cỏ đàm này, sức sống của nó quá yếu, chỉ cần nhổ đi hơn nửa tiếng là sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thậm chí chưa đến nửa tiếng, chỉ cần cỏ đàm rời khỏi nơi sinh trưởng của nó 10 giây thôi là linh lực. Bên trong sẽ dần thất thoát, Trần Triệu Dương quyết không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh đã yêu cầu Giang Tử Phong mang đồ đến nhanh nhất có thể nhưng việc di chuyển cũng mất thời gian, ít nhất cũng phải 2 ngày. Trong 2 ngày này, Trần Triệu Dương không yên tâm được bất cứ ai nên đành tự mình ở đây bảo vệ. May sao linh khí ở đây khá sung túc, tu luyện vô cùng thoải mái. Còn Nam Cung Yến và những người khác thì say mê với việc đào kim cương, 2 ngày qua đều đào từ sáng đến tối, nhưng vì không có Trần Triệu Dương ở bên nên thu hoạch của họ có hơi thê thảm. Trần Triệu Dương đang tu luyện thì chợt mở mắt, nhìn về phía trước. Sao vậy, thấy Tật Phong chạy tới với nét mặt nghiêm trọng, lòng anh trùng xuống, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại ca, có chuyện rồi, Giang Tử Phong bị bắt, Tật Phong nặng nề nói. Sao, vừa đi vừa nói, nét mặt Trần Triệu Dương cứng lại, đứng dậy đi ra ngoài. So với sự an nguy của Giang Tử Phong thì gốc cỏ đàm này không tính là gì. Tuy nhiên, anh vẫn bảo Lacey cử người đến đây trông chừng, không cho bất cứ ai đến gần. Ban đầu Trần Triệu Dương không định mang Nam Cung Yến và những người khác theo, Giang Tử Phong bị bắt nên chắc chắn sẽ có xung đột. Chỉ là 2 ngày qua họ đào được kim cương quá ít nên đã không còn hứng thú, nghe anh nói đi cứu người cũng đi theo. Đã tra ra là ai chưa, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Tật Phong, hỏi. Là Thái Phổ. Hình như là Giang Tử Phong mang đồ đến làm cho người của anh ta chú ý nên mới bị bắt đi, Tật Phong vừa lén nhìn anh vừa nói. Ồ hai anh ta còn sống à, Trần Triệu Dương ngẩn người, ngờ ngợ hỏi. Không những còn sống mà đã trở thành đại ca uy quyền nhất thế giới ngầm Brosso ạ, Tật Phong cười khổ, bất đắc dĩ nói. Nếu còn sống thì cho anh ta chết thêm lần nữa thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, ra chiều không bận tâm. Nhưng tia sáng sắc lạnh chợt lóe qua trong mắt đã tiết lộ sự tàn nhẫn trong anh. Thái Phổ từng nằm trong tứ đại sát thần, trong một lần nhiệm vụ đã tàn sát người thường nhưng rồi bị người của Huyết Lang tình cờ đi qua phát hiện. Cuối cùng, Trần Triệu Dương dẫn người Huyết Lang diệt sạch nhóm người Thái Phổ, trong quá trình chạy trốn hắn ta trúng đạn cối nên họ cho rằng người này đã chết, không ngờ lại còn sống. Trong tin tức đầu tiên mà Hắc Tử gửi đến cho Tật Phong ngay vừa rồi có một số thông tin về Thái Phổ hiện giờ. Sau khi xem xong, nét mặt của Tật Phong hơi nặng nề. Đại ca, Thái Phổ này mạnh hơn trước đây rất nhiều, nghe nói đã bái tên Linh Vu nằm trong top 10 Hắc Châu làm thầy, hiện giờ số người dưới trướng anh ta có ít nhất mấy ngàn người, Tật Phong gượng cười nói. Tật Phong, tâm tính của cậu vẫn chưa tiến bộ hơn, trước đây chúng ta tung hoàng với vũ khí nóng, nhưng bây giờ các cậu đang tu luyện võ đạo, sao tư duy vẫn còn như trước kia chứ? Trần Triệu Dương không hề quan tâm đến thế lực giờ của Thái Phổ, nếu muốn ra tay thì cứ xông thẳng vào bắt hắn ta là được. Vâng, đại ca, em sai rồi, Tật Phong hơi ngẩn người, ngượng ngùng nói. Quả thật là cậu ta đã giật thót khi biết được thế lực của Thái Phổ. Vì vậy mới theo thói quen dùng lối tư duy trước đây để suy ngẫm vấn đề. Xe nhanh chóng vào trong thành phố, tốc độ lần này của họ nhanh hơn lần trước rất nhiều vì lối đi đã thông suốt. Dù đi ngang qua một số bộ lạc đặc thù thì nhóm Trần Triệu Dương cũng không đi đường vòng, vì vậy đã rút ngắn được thời gian đáng kể. Vào thành phố, họ đến nơi ở biệt lập của mình, nhóm Hắc Tử đã chờ ở đây sẵn, vũ khí và trang bị cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tôi nói chứ mấy cậu chuẩn bị nhiều vũ khí hạng nặng như thế làm gì vậy? Muốn phát động chiến tranh hả? Nhìn thấy đống lựu pháo, súng Gatling, súng cối và những vũ khí hạng nặng khác, Trần Triệu Dương không kìm được đen mặt hỏi. Đại ca, chẳng lẽ anh không hoài niệm năm tháng đỉnh cao phong độ của chúng ta sao? Tật Phong nghe vậy thì hí hửng chạy tới chơi đùa với đống vũ khí, không hề phát hiện mặt Trần Triệu Dương đã đen như than. Hắc Tử và hai người khác thì đã thấy, nhanh chóng đặt vũ khí nóng trong tay xuống, đồng loạt lùi về sau 2 bước, giữ khoảng cách với đống vũ khí hạng nặng kia. À, còn có Tật Phong nữa. Bốp! Trần Triệu Dương tiến lên đánh vào sau đầu Tật Phong một phát, hung dữ nói, đã bước chân vào võ đạo. Thì lựa chọn đầu tiên phải là võ đạo, không có ma sát thì sao thấy cầu vồng được. Bấy giờ Tật Phong mới phản ứng lại, ấm ức nhìn đại ca của mình, đồng thời chừng 3 tên bỏ rơi đồng đội kia. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép mang một số vũ khí nhỏ gọn đi, còn lại mang ít thôi, tôi muốn xem thời gian qua các cậu tiến bộ đến đâu rồi. Trần Triệu Dương lạnh mặt, liếc nhìn 3 người đang cười trên sự đau khổ của người khác kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Rõ thưa đại can, được lệnh của Trần Triệu Dương, Tật Phong và những người khác lập tức u sầu, họ quen dùng vũ khí nóng hơn vì dù sao cũng đã dùng cả nửa đời ngư. Nhưng rồi họ cũng thành thật đi chọn vũ khí cho mình dùng, dù anh nói vậy nhưng đây cũng là trận chiến sinh tử, chuẩn bị kỹ cũng không thừa. Thế nên họ chuẩn bị không ít vũ khí mình quen dùng, Trần Triệu Dương biết nhưng không ngăn cản. Xuất phát thôi, để xem tên thái phổ này bản lĩnh đến đâu mà dám uy hiếp người của tôi, anh hừ lạnh mang bọn Tật Phong ra ngoài. Còn nhóm ba người Nam Cung Yến thì ngồi trên một chiếc xe bọc thép, người lái là người được La Sâm cử đến, hiển nhiên ông ta cũng biết chuyện này. Ý tưởng ban đầu của La Sâm là đàm phán với thái phổ xem có thể mang Giang Tử Phong về được hay không. Nhưng Trần Triệu Dương không đồng ý, bất kỳ kẻ nào dám chọc đến người của Huyết Lang đều phải chịu hậu quả nặng nề. Chưa kể, thái phổ này vốn dĩ đã chết một lần, may. Mắn còn sống nên lén tìm một nơi mà sống qua ngày, bây giờ dám chọc giận Huyết Lang lần nữa. Nếu họ để yên thì sau này không biết có bao nhiêu người sẽ làm ra chuyện tương tự. Bởi vậy không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho kẻ khơi dòng chuyện này được, phải cho tất cả mọi người biết rằng động vào anh thì được, nhưng động vào người của anh thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trả thù điên cuồng. Biết được ý của anh, La Sâm thở dài, đương nhiên ông ta biết quy tắc của Huyết Lang là có thù tất báo. Thái phổ này đúng là ngu hết chỗ nói, động vào ai không động lại động vào sát tinh này. Không lâu sau đó, Trần Triệu Dương cùng với người của mình đi đến một nhà máy hoang ở ngoại ô phía tây thành phố, nhìn từ bên ngoài thì đó chỉ là một nhà máy cũ kỹ, nhưng ai là người của thủ đô nước Grosso đều biết đây là đại bản doanh của Thái Phổ. Từng có người muốn thế chỗ hắn ta nên dẫn hơn 1.000 người võ trang đầy đủ đến tấn công, cuối cùng ai đi vào gần như đều chết sạch, số người trốn ra được chưa đến 100. Mà những người thoát nạn thì lại ngậm miệng không tiết lộ một lời về chuyện này, không một ai biết trong đó. Rốt cuộc có gì nhưng đều hiểu rằng đó là một thứ gì rất kinh khủng. Từ đấy, không còn ai dám nhằm vào căn cứ của Thái Phổ. Thế lực của hắn ta cũng ngày một phát triển và lớn mạnh, cuối cùng hình thành cục diện một thế lực kiểm soát cả thành phố hôm nay. Trần Triệu Dương vừa nhìn nhà máy hoang vừa nghe Hắc Tử báo cáo thông tin liên quan đến Thái Phổ hiện giờ. Không phá được chẳng qua là vì sức tấn công không đủ mà thôi, đừng so sánh mấy người già yếu kia với Huyết Lang chúng ta. Không xứng đâu, Trần Triệu Dương hừ lạnh, bộc phát khí thế ra ngoài. Đại ca, cuối cùng bọn em cũng được gặp lại mặt này của anh, cảm nhận được khí thế phát ra từ anh, Tật Phong và các thuộc hạ tức khắc kích động. Từ khi đại ca không từ mà biệt, họ như bầy rắn mất đầu vậy, liều mạng làm nhiệm vụ để giữ được uy vọng khi Trần Triệu Dương còn ở. Hiện giờ được thấy anh bộc phát khí thế trở lại, sao họ có thể không kích động được? Đi thôi, nhìn nhà máy hoang trước mắt. Trần Triệu Dương cười lạnh dẫn đầu đi vào. Euro ó người thấy được bọn họ vào trong, giật mình quay video. Chờ họ tiến vào trong hết rồi, người này mới đăng video vừa quay được lên diễn đàn của vùng. Anh ta còn viết dòng trạng thái rất ngang ngược, lại có nhóm chán sống vào nhà máy hoang của Thái Phổ thám hiểm. Bài viết này lập tức dẫn đến cuộc tranh luận nảy lửa ở bản địa, dù sao tất cả những người địa phương đều biết Thái Phổ là một kẻ tàn nhẫn. Nhà máy hoang của hắn ta cũng rất thần bí, rất nhiều người mạnh sau khi tiến vào đều mất hút trong đó, nghe nói hiện tượng này cũng xảy ra với đội ngũ 1.000 người được võ trang đầy đủ đi vào đầu tiên. Mà bây giờ lại chỉ có 5 người lẻ loi, thế không phải tự tìm chỗ chết thì là gì? Người ngoài suy đoán rất tiêu cực về nhóm Trần Triệu Dương, còn có người mở sòng trên mạng rằng liệu 5 người này có thể thành công đi ra hay không? Nhưng ai cũng cực không, cho dù có 1-2 người cực có thì tiền cực cũng chỉ là một đồng đáng thương. Chuyện này càng khiến cư dân mạng cười to hơn, rõ ràng đây là trò đùa của người đã đặt cược. Thậm chí cho dù tỷ lệ thành tiền cược có được tăng lên 100-1 thì cũng không có ai đặt. Hai người nhìn này, có phải đầu óc bọn này có vấn đề hết rồi không? Chẳng có ai cược cho chúng ta cải, trên xe, Julia cầm điện thoại đột nhiên la lên. Nhóm Nam Cung Yến không tham gia vì không có kinh nghiệm chiến đấu, đi vào chỉ kéo chân sau mà thôi. Hả, có chuyện đó nữa à? Nghe Julia nói vậy, hai người nhanh chóng góp đầu vào nhìn diễn đàn, vừa xem đã tức hộc máu. Nếu bọn này đã chắc chắn như thế thì chúng ta phải cho họ một bài học khó quên thôi, dù gì cũng là tổng giám đốc, Nam Cung Yến đảo mắt nghĩ ra một sáng kiến. Làm gì vậy, Julia và Iris nghe cô nói vậy thì vội vàng hỏi. Lại đây, tôi nói cho, Nam Cung Yến giảo hoạt cười nói. Cùng lúc đó, nhóm của Trần Triệu Dương vừa vào, nhà máy hoang đã đến trước cái giếng. Đây là lối đi duy nhất dẫn đến lòng đất. Trước khi đi, Hắc Tử đã hack hết camera theo dõi ở đây,
so với kỹ thuật của hacker này thì lớp bảo vệ của những người kia thật sự quá thấp kém. Trần Triệu Dương đang định xuống giếng thì đột nhiên cảm nhận được trên cái nắp giếng có gì đó. Để tôi, anh ngăn cậu tử lại, vung tay tung ra một luồng kình khí lật nắp giếng lên. Thấy hành động này của anh, Tật Phong và những người khác giơ ngón cái lên, trong mắt hiện ra sự ngưỡng mộ. Kình khí ngoại phóng là năng lực chỉ võ giả tiên thiên mới có, nếu họ cũng có năng lực ấy thì sau này thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ làm ít công to. Được rồi, khỏi hâm mộ, đằng nào đến cảnh giới tiên thiên thì các cậu cũng có năng lực này mà. Đi tóm con chuột nhắt đó ra thôi, Trần Triệu Dương mỉm cười, dẫn đầu nhảy xuống giếng. Những người còn lại cũng nhảy vào theo, có anh mở đường, họ có thể yên tâm nhảy xuống mà không cần lo lắng sẽ có mai phục. Ngay lúc nhóm Trần Triệu Dương tiến vào thì Thái Phổ cũng nhận được tin, lúc này hắn ta đang ở trong hang ổ của mình hưởng thụ, hay tin cũng không hoảng hốt. Có 5 người thôi mà cũng dám xông vào địa bàn của tao, khinh thường tao hay tao bây giờ không có tính uy hiếp thế, Thái Phổ đang nằm trên ghế mềm cười lạnh, tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt, khuôn mặt của hắn ta lại càng đáng sợ hơn, toàn là vết phỏng nên trông rất dữ tợn. Đại ca, chúng ta có cần phải giết bọn chúng không? Một người đàn ông có đôi mắt u ám bên cạnh Thái Phổ mở miệng hỏi. Cậu là đồ ngu hả? Đương nhiên là phải giết, nhưng mà tôi không muốn để cho bọn chúng chết dễ dàng như vậy. Tôi muốn cái chết của chúng nó phải có chút giá trị, tiện thể cảnh cáo những người muốn chống lại Thái Phổ tôi. Thái Phổ vốn đã rất xấu xí, cười lên như vậy càng thêm dọa người, chỉ là trong đôi mắt hắn ta tràn ngập sát khí. Đại ca, kế hoạch thật tuyệt, vậy tôi sẽ đưa vào rồi bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, để cho những tên đang ở trên mạng chuẩn bị xem náo nhiệt biết được kết cục. Khi chống lại chúng ta, hai mắt tên thuộc hạ sáng ngời, hưng phấn nói. Thằng nhóc ngươi quả là có đầu óc, phát sóng trực tiếp đi, đi thôi, tìm cho tôi vài cái nữa phát sóng cùng lúc, để nhìn được từ nhiều góc độ khác nhau. Thái Phổ vừa nghe vậy thì sáng cả mắt, vô cùng hài lòng với ý tưởng này của thuộc hạ. Vâng, đại ca, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, anh có thể dùng cái này để xem buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta. Gã thuộc hạ kia được Thái Phổ khen, mặt mày hớn hở, liền mở phần mềm phát sóng trực tiếp trên di động của mình ra, điều chỉnh thành phòng phát sóng trực tiếp cá nhân của gã ta. Đi đi, nhớ phải tàn nhãn một chút, nếu không thì không thể đánh phủ đầu được, Thái Phổ suy nghĩ một chút, sau đó dặn dò. Đại ca, anh cứ yên tâm đi, tôi rất thành thạo về phương diện này, đợi đến phút cuối cùng tôi sẽ để anh tự mình ra tay giải quyết mấy con cá tạp nham này. Gã thuộc hạ kia cười nham hiểm, cầm thiết bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Ngay khi đoàn người Trần Triệu Dương đi qua thông đạo, vào sâu xuống phía dưới, trước mặt bọn họ hiện ra một công trình kiến trúc ngầm vô cùng khổng lồ, nhìn kiểu dáng này, hẳn là công trình đã tồn tại rất lâu đời rồi. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn lướt qua, phát hiện thông đạo dưới lòng đất này thật sự nhiều vô cùng, hơn nữa cho dù anh có đôi mắt xuyên thấu cũng không có cách nào tra xét được tất cả các thông đạo. Trách không được có người kêu gọi cả mấy ngàn người đi vào nơi này nhưng lại chẳng có mấy người ra được, chỉ cần những thông đạo này đã đủ khiến người ta bị hãm sâu trong này. Chuyện này chắc là do cửu cung bát quái trận gây ra, đi được một lúc, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy tuyến đường này nhìn có chút quen mắt, trong lòng vừa động liền nhớ ra. Đại ca, anh nói cung điện dưới lòng đất này là của người Hoa Hạ chúng ta sao? Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, mấy người Tật Phong đều giật mình khiếp sợ, mở miệng hỏi. Đúng vậy, tuy rằng công trình này mang đậm phong cách phương Tây nhưng xét theo hướng thông đạo của cung điện thì đây quả thật là cửu cung bát quái trận, chẳng trách nhiều người như vậy đi vào cũng không thể lấp đầy, nếu là cửu cung bát quái trận thì có thể giải thích rõ ràng rồi. Trần Triệu Dương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, đôi mắt xuyên thấu dựa vào sự hiểu biết của anh về cửu cung bát quái trận bắt đầu chuyển động. Quả thế, sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận một phen, trong lòng đã có ý tưởng. Xem ra, chắc là Thái Phổ đã nắm giữ một phần phương pháp di chuyển của cửu cung bát quái trận, nếu không thì hắn ta chẳng thể sử dụng nơi đây làm căn cứ được. Chẳng qua, e rằng Thái Phổ chẳng bao giờ nghĩ đến người mà hắn ta phải đối mặt lần này chính là người Hoa Hạ có thể hiểu được cửu cung bát quái trận, có lẽ chính Thái Phổ còn không biết nơi đây do cửu cung bát quái trận tạo thành đấy chứ. Hừ, có người đến, cẩn thận, trong lúc Trần Triệu Dương dò xét bỗng cảm nhận được có vài người xuất hiện, đang đi dọc theo thông đạo này đến đây. Quả nhiên là không hiểu, Trần Triệu Dương nhìn thấy lộ tuyến di chuyển của những người này thì lắc đầu, cửu cung bát quái trận này không có phương pháp di chuyển tương đồng, mỗi một phương pháp đều khác biệt. Đương nhiên, phương pháp di chuyển khác nhau cũng dẫn đến hiệu quả khác nhau, xem ra những người này đã chọn phải phương pháp khó khăn nhất, quãng đường cần đi càng nhiều càng mất nhiều thời gian. Đi,
trước tiên cứ chơi với bọn chúng một chút đã. Trần Triệu Dương nhìn lộ trình của những người phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó trực tiếp dẫn đường trước, đi trong thông đạo, xuyên qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Tật Phong, cậu đi chơi đùa với bọn họ một lát đi, chú ý trước đừng giết người, Trần Triệu Dương nhỏ giọng phân phó Tật Phong. Đại ca, chúng em không thể đi được sao, nghe Trần Triệu Dương nói, nhóm hắc tử cảm thấy bị phân biệt, hơi bất mãn nói. Được thôi, khi nào các cậu luyện tiêu giao bộ đến trình độ của cậu ta thì tôi sẽ cho các cậu đỉ, Trần Triệu Dương không quay đầu, tức giận đáp. Được rồi, nghe Trần Triệu Dương trả lời, cả ba người bọn họ đột nhiên cảm thấy buồn bực, dù sao trình độ của Tật Phong ở tiêu giao bộ quả thật không phải là thứ bọn họ có thể so sánh. Đại ca, mọi người cứ chờ xem kịch vui đi, nghe Trần Triệu Dương phân phó, Tật Phong đáp lại một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi về bên phải. Đi qua hai cánh cửa rồi quẹo trái là sẽ nhìn thấy bọn chúng, chú ý che giấu chính mình, Trần Triệu Dương mở toàn bộ đôi mắt xuyên thấu, sau đó truyền âm cho Tật Phong. Đại ca, làm sao anh biết được vị trí của Tật Phong, bọn họ nhìn bộ dáng lẩm bẩm của Trần Triệu Dương, nhất thời có chút kinh ngạc. Đây là cửu cung bát quái trận, cho dù nhắm mắt tôi cũng có thể đi ra ngoài, có gì khó đâu chứ. Huống chỉ, sáu giác quan của võ giả nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nghe thanh minh vị thì sẽ biết được vị trí của bọn họ thôi, đương nhiên Trần Triệu Dương không thể để lộ chuyện đôi mắt xuyên thấu của mình, cho dù là anh em cũng không được. Nhưng mà những lời Trần Triệu Dương nói cũng đều là thật, khi võ giả đạt đến một trình độ nhất định quả thật có thể nghe được thanh minh vị, hơn nữa anh rất quen thuộc với cửu cung bát quái trận, tự nhiên có thể nói như vậy. Nghe Trần Triệu Dương trả lời, cả ba người đều lộ ra vẻ mặt bội phục, kỹ năng như vậy quả thật quá đẹp trai rồi. À, ai đó? Có quỷ. Nổ súng, mau nổ súng. Từ phía sau, cách đó không xa truyền đến những tiếng kêu kích động, sau đó là một tràng âm thanh bắn phá của súng máy, sau đó nữa thì không còn tiếng động gì. Đại ca, em về rồi, Tật Phong đột nhiên chui ra từ một thông đạo phía sau, trong tay còn cầm một thiết bị phát sóng trực tiếp. Đại ca, bọn người kia thật hay, vậy mà lại muốn phát sóng trực tiếp cảnh hành hạ chúng ta đến chết, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Tật Phong cầm thiết bị phát sóng trực tiếp nói với Trần Triệu Dương, chẳng qua buổi phát sóng trực tiếp đã bị tạm dừng. Phát sóng trực tiếp, có chút thú vị, nếu bọn chúng đã muốn danh tiếng như vậy thì chúng ta cứ thanh toàn cho họ đi, khiến cho bọn chúng hoàn toàn nổi tiếng. Trần Triệu Dương cười lạnh, ra hiệu cho bọn họ đội mũ lên đầu, sau đó lại mở lại phòng phát sóng trực tiếp. Ngay khi anh mở lại phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt đã có vài nghìn người truy cập vào, đều là người của quốc gia Brosso. Dù sao đây chỉ là một cái diễn đàn của một quốc gia nhỏ, nhưng lượng người truy cập vẫn không ngừng tăng lên. Vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp đã có người dẫn đầu hò hét, hiển nhiên đối với những chuyện vừa rồi bọn họ cũng chẳng biết rõ ràng, điều duy nhất họ biết chính là thuộc hạ của Thái Phổ có vẻ đã gặp phiền toái rồi. Xin chào các bạn thân mến, tiếp theo đây buổi phát sóng trực tiếp sẽ do tôi phát cho mọi người, Tật Phong che mặt, bộ dáng rất quen thuộc nói vào thiết bị phát sóng trực tiếp. Tôi là ai sao? Ha ha. Chính là người đến giết Thái Phổ. Các bảo bối, tiếp theo tôi sẽ để cho mọi người chiêm ngưỡng bên dưới công xưởng của Thái Phổ có gì nhé. Có vẻ như tất cả mọi người đều tò mò lắm nhỉ. Mấy ngàn người truy cập vào đều không thoát ra, vậy rốt cuộc nơi này cất giấu huyền cơ gì đây? Tiếp theo chủ bá tôi sẽ đưa mọi người đi xem ngay đây, nhưng mà không cần phải gửi phần thưởng đâu, bởi vì tôi là kẻ địch mà. Tật Phong nói rất có khí chất của chủ bá, thực tế cũng khiến nhân khí của cậu ta lập tức tăng vọt. Nhìn thấy Tật Phong bày ra bộ dạng chọc ghẹo bảo bối kia, đám người Trần Triệu Dương đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản, cứ để cho. Mọi người xem, cũng để cho bọn họ chứng kiến một chút, dám đắc tội huyết lang sẽ có hậu quả như thế nào. Xem ra các bảo bối đều rất tò mò chúng tôi là ai nhỉ. Thằng nhóc kia, cậu dám mắng tôi sao, đến đây, cho một cái thời gian địa điểm đi, chúng ta làm một trận. Lúc Tật Phong nói xong, súng tiểu liên trong tay đột nhiên bắn về phía trước vài cái, lập tức có vài người ngã xuống. Vốn trong phòng phát sóng trực tiếp còn có người đang châm biếm bọn họ, vừa nhìn thấy chiêu thức của Tật Phong thì tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó là một trận sùng bái gửi phần thưởng. Này này, tôi đã nói đừng có gửi phần thưởng mà, tài một khoản này không phải của tôi, cho dù có gửi phần thưởng thì cũng không phải là tiền của tôi mà. Được rồi, cậu nói thời gian địa điểm hẹn đi. Ai không đến chính là cô Nhi. Tật Phong ở trong này vừa đi vừa cùng người xem ì trong phòng phát sóng trực tiếp ầm cả lên. Sắc mặt Thái Phổ lúc này vô cùng khó coi,
bởi vì hắn a không nghĩ rằng đối phương thật sự sẽ xông vào, hơn nữa dưới sự cản đường của thuộc hạ hắn ta, ở trong đại bản doanh của hắn ta, lại có thể kiêu ngạo đến mức mở buổi phát sóng trực tiếp, quả thực chính là không để hắn a vào mắt. Mà người đang cãi nhau cùng Tật Phong ở phòng phát sóng trực tiếp chính là Thái Phổ, lúc này hắn ta đã hoàn toàn bị chọc giận. Người đâu, giết hết bọn chúng cho tôi, không cần giữ người sống, Thái Phổ biết rõ nếu cứ để sự tình tùy ý phát triển tiếp, cho dù cuối cùng hắn ta có thể bảo vệ được đại bản doanh thì danh tiếng cũng sẽ bị giảm đi, cho nên hắn ta phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai dẹp sạch đám người xâm phạm này. Ông Thái Phổ, tuy những người này che mặt nhưng mà vừa nhìn là biết bọn họ hiểu được trận pháp ở đây, nếu không thì đám thuộc hạ kia của ông cũng sẽ không bị chém giết dễ dàng như vậy. Vì vậy, tốt hơn hết là để tôi đi gặp bọn họ, từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nhậm đại sư, có thật không? Nếu có Nhậm đại sư ra tay nhất định có thể bắt được người, Thái Phổ vừa nghe đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng nói. Tốt, vậy tôi sẽ thay ông đi gặp đám người này, Nhậm đại sư gật đầu. Trong mắt mang theo kiêu ngạo cùng lạnh nhạt đi ra bên ngoài. Đúng vậy, Nhậm đại sư này chính là người lúc trước chữa bệnh cho La Sâm Nhậm Viễn, không nghĩ đến tên Nhậm Viễn này có thể thoát được sự truy đuổi của thuộc hạ La Sâm, chạy đến tận đây. Hơn nữa, nhìn bộ dạng được coi trọng của Nhậm Viễn, chắc chắn anh ta vẫn giả tạo không kém. Nói trắng ra thiên thuật này chính là bịp bợm, sở dĩ thiên thuật không được gọi là mánh khóe lừa bịp bởi vì thiên thuật cao cấp hơn hẳn, đánh thẳng vào tâm của người ta. Cho dù Thái Phổ ngang ngược một cõi như vậy cuối cùng vẫn phải tâm phục khẩu phục anh a. Quả nhiên, với sự gia nhập của thuộc hạ Thái Phổ, buổi phát sóng trực tiếp ngày càng trở nên sôi động, người truy cập cũng ngày càng nhiều. Vậy mà buổi phát sóng trực tiếp này lại không bị cấm, có thể nhìn thấy nước Brosso này đã miễn nhiễm với những cuộc chém giết đẫm máu thế này rồi. Hơn nữa, những người trong nước cũng đã quen thuộc, bọn họ không biết những nội dung như thế này phát sóng trực tiếp trên mạng có gì không ổn. Đây chỉ có thể là nước Brosso, nếu đổi lại thành Hoa Hạ, đừng nói trường hợp phát sóng trực tiếp một buổi giết người quy mô lớn thế này, cho dù chỉ là đánh nhau hoặc chửi lộn linh tinh đã đủ bị cấm rồi, làm gì có chuyện ngày càng nhiều hơn chứ. Trên đường đám Trần Triệu Dương đến đây, người chết trong tay bọn họ ít nhất phải hơn 30 người, hơn nữa đều là tỉnh nhuệ, suy cho cùng người có thể bảo. Vệ nơi này không thể nào là kẻ yếu đuối được. Cho dù là vậy thì sự xuất hiện của những người này cũng không mang đến chút phiền toái nào cho bọn Trần Triệu Dương, bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ đã có thể giải quyết xong những kẻ này rồi. Lúc này, Thái Phổ phái chừng vài trăm người đến, tất cả đều được trang bị vũ khí nóng tiên tiến nhất. Nhưng mà số lượng người ở trong thông đạo này căn bản chẳng phát huy được chút tác dụng nào, ngược lại còn biến thành bất lợi. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp nổ mạnh, người xem của buổi phát sóng trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Màn hình chỉ có một màu 666. Không còn bất kỳ ai dám nói đám Trần Triệu Dương không đủ lợi hại nữa, 5 người chiến thắng mấy trăm người, đây chính là thần rồi. Có người quen đến đây, có vài tiếng động truyền đến, vốn Tật Phong đang định nổ súng thì bị Trần Triệu Dương đè lại, chậm rãi đi tới. Hả, có chút thú vị, vốn anh còn tưởng rằng Nhậm Viễn sẽ đi thẳng lại đây, kết quả vừa nãy anh ta lại rẽ vào một ngã rẽ khác rồi. Cứ như vậy. Anh ta định lợi dụng cửu cung bát quái trận để vòng ra phía sau đám Trần Triệu Dương, nếu bọn họ không có đề phòng, hoặc là không biết đối phương có thể hiểu được cửu cung bát quái trận này thì khẳng định đã bị hại rồi. Tôi đi bắt một con chuột, mọi người tiếp tục đi về phía trước đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm mọi người, Trần Triệu Dương cười lạnh, lúc trước không chú ý để Nhậm Viễn cao chạy xa bay, lần này không thể để cho anh ta trốn thoát nữa. Đám người Tật Phong không chút do dự, trực tiếp chỉnh đốn rồi tiếp tục xuất phát đi về phía trước. Còn Trần Triệu Dương thì xoay người đi đến thông đạo bên cạnh, dựa theo chiều hướng này vừa lúc có thể vòng đến phía sau Nhậm Viễn. Quả nhiên, sau khi đi qua vài cái thông đạo, Trần Triệu Dương dựa vào đôi mắt xuyên thấu đã nhìn thấy được đám người Nhậm Viễn. Anh không chút do dự bắn vài phát, bắn chết người bảo vệ của Nhậm Viễn, do đó chỉ còn lại mình anh ta. Nhậm Viễn kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa nãy anh ta chủ động xin đi giết giặc chính là ỷ vào việc mình hiểu biết về cửu cung bát quái trận. Vốn anh ta định từ phía sau đánh bất ngờ vào đám người Trần Triệu Dương, nhưng mà trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vòng ra sau lưng mình. Mà điều quan trọng nhất là, những người Nhậm Viễn mang theo đều chết cả rồi, làm sao anh ta còn dám nhúc nhích nữa, liều mạng giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng. Đừng giết tôi không cùng phe với bọn họ, làm ơn tha cho tôi đi, hai tay Nhậm Viễn ôm đầu, quỳ rạp trên mặt đất, cả người hoảng sợ run rẩy, liều mạng hét lớn. Này. Đứng lên mà nói,
Trần Triệu Dương tiến lên phía trước, đưa chân đá đá Nhậm Viễn, quát lên. Nghe được lời nói của anh, trong lòng Nhậm Viễn đột nhiên vui vẻ, bởi vì đối phương đang nói ngôn ngữ của Hoa Hạ, thì ra là đồng bào của mình, vậy là được cứu rồi. Người một nhà cả mà, tôi cũng là người Hoa Hạ, là đồng hương đấy, Nhậm Viễn lệ rơi đầy mặt, nhưng khi anh ta nhìn thấy người trước mặt là ai thì trước mặt đột nhiên tối sầm, chút nữa là lăn ra ngất xỉu. Anh ta quả thật không nghĩ tới, tại sao thời điểm này lại gặp phải Trần Triệu Dương. Lúc trước ở trên máy bay, nếu như không phải vì Trần Triệu Dương, anh ta đã không bị mắc kẹt ở trong thông đạo máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ, đó quả thật là chuyện đau khổ nhất mà anh ta từng trải qua. Sau đó lại đến sự việc ở trang viên La Phi, lúc ấy may mà anh ta chạy nhanh, nếu không, chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng không còn. Cho nên, trong suy nghĩ của anh ta, tất cả mọi chuyện đều là do Trần Triệu Dương gây nên, vì anh mà anh ta mới thất bại thảm hại như vậy, chẳng những không kiếm được tiền mà còn bị người ta truy đuổi giống như một con chó. Đúng vậy, đều là người Hoa Hạ, tất nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, nhất định sẽ làm cho anh cảm nhận được lòng nhiệt tình của người Hoa Hạ, khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng nhiệt tình nói. Mày đừng lại đây, nếu còn tiến thêm một bước, tao sẽ nổ súng. Nhậm Viễn quát lớn, anh ta nắm chặt khẩu súng trong tay, dứt khoát bắn một súng về phía Trần Triệu Dương. Leng keng. Thời điểm viên đạn bắn trúng người Trần Triệu Dương, một âm thanh trầm đục đột nhiên vang lên, viên đạn kia giống như được làm từ cao su, từ trên người Trần Triệu Dương nảy ra rồi rơi xuống đất. Đây, nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Viễn trợn tròn mắt, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như vậy. Đây vẫn là con người sao? Nhậm Viễn không tin vào quỷ thần, anh ta tiếp tục bóp cò, hàng loạt viên đạn bắn về phía Trần Triệu Dương, có viên nhắm thẳng vào đầu anh. Tất nhiên là Trần Triệu Dương sẽ không tùy ý để cho những viên đạn kia bắn trúng người mình nữa, vừa rồi anh chỉ muốn thử nghiệm một chút, anh muốn xem súng đạn có thể làm tổn thương cơ thể mình hay không mà thôi. Tuy rằng kết quả của lần thử nghiệm này rất tốt, nhưng bị đạn bắn trúng vẫn rất đau đớn, anh cũng không phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Sau khi Nhậm Viễn bắn hết toàn bộ đạn trong súng, thấy Trần Triệu Dương vẫn lành lặn không chút thương tổn gì, anh ta đã muốn phát điên lên rồi. Dùng máu thịt bình thường để chống lại súng đạn, dùng tốc độ nhanh đến dọa người để né tránh đường đạn bay. Hai kỹ năng này là điều mà một người bình thường có thể làm được sao? Mày là người hay là ma quỷ? Mày, đừng tới đây, Nhậm Viễn sợ hãi nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng anh ta hát, N không thôi, anh ta hối hận vì đã trêu chọc Trần Triệu Dương, đáng lẽ ra anh ta không nên chạy đến địa bàn của Thái Phổ, lại càng không nên chủ động xin đi giết giặc. Răng rắc. Trần Triệu Dương từng bước tiến lại gần, sau đó đạp một đạp khiến Nhậm Viễn ngã lăn trên mặt đất, sau đó đạp gãy một chân của anh ta. Chân của tôi, Nhậm Viễn kêu la thảm thiết ôm chặt lấy chân của mình, ánh mắt của anh ta nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn đầy sợ hãi. Thật ra, tôi chẳng có thành kiến gì đối với người của Hạ Cửu Môn cả, các người cũng chỉ là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm ăn mà thôi, nhưng mà, anh ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, sở dĩ. Trần Triệu Dương ra tay độc ác như vậy không chỉ đơn giản là vì anh ta bắn anh mấy phát súng, mà còn là vì một nguyên nhân sâu xa khác, anh cảm nhận được trên cơ thể của Nhậm Viễn có mùi hương nhàn nhạt của linh dược. Nói cách khác, Nhậm Viễn đã từng tiếp xúc với Giang Tử Phong, hơn nữa, Trần Triệu Dương còn ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh ta, đây mới là nguyên nhân chính khiến anh xuống tay tàn nhẫn như thế. Ý của mày là sao? Tên kia là người của mày, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương. Ban đầu Nhậm Phong còn có chút nghỉ hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cuối cùng thì anh cũng hiểu rõ rồi, Giang Tử Phong là người của tôi, linh dược mà cậu ấy mang đến cũng là của tôi, anh dám có ý đồ xấu xa với đồ của tôi, anh thử nói xem, tôi có thể tha mạng cho anh được hay không, Trần Triệu Dương cười lạnh, trong mắt hiện lên sát ý. Mày muốn giết tao, ngay khi cảm nhận được ánh mắt của Trần Triệu Dương, trong lòng Nhậm Viễn đã trở nên hoảng hốt, anh ta biết. Đối phương thực sự có ý định giết chết mình. Anh đừng giết tôi sẽ nói cho anh biết vị trí hiện tại của Giang Tử Phong, bất kể anh muốn làm gì tôi cũng sẽ phối hợp, Nhậm Viễn luống cuống mở miệng. Nói cho tôi tất cả những gì anh biết, Trần Triệu Dương không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Cậu ta không sao cả, chỉ là chịu chút đau đớn trên da thịt thôi, linh dược trong tay cậu ta, nói tới đây, Nhậm Viễn có chút ấp úng. Tiếp tục, trong lòng Trần Triệu Dương khẽ dao động. Sẽ không phải là tên khốn kia đã phá hủy linh dược của anh rồi chứ?
linh dược đã được mang đến hội bán đấu giá, Nhậm Viễn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Triệu Dương, trong lòng anh ta thầm kêu không ổn, vội vàng mở miệng nói tiếp. Được lắm, dám lấy đồ của tôi mang đi đấu giá, nếu như linh dược thiếu mất một chiếc lá, tôi sẽ cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể anh. Sắc mặt của Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi, dựa vào bản lĩnh của Nhậm Viễn, anh ta không có khả năng gửi linh dược đi nhanh như vậy được, chuyện này nhất định là do Thái Phổ làm. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương liền túm lấy Nhậm Viễn, mang theo anh ta bay thẳng đến chỗ của đám người Tật Phong. Lúc này, Nhậm Viễn đã sắp phát điên rồi, sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, anh ta sẽ không tham lam chút lợi ích nhỏ, nhanh chóng trở về Hoa Hạ, lần này thì coi như xong đời rồi. Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương xách theo Nhậm Viễn đã hội họp với nhóm Tật Phong, tốc độ làm việc của nhóm Tật Phong cũng rất nhanh chóng, cho dù không có đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương chỉ dẫn, hiệu suất của bọn họ cũng không tồi chút nào. Dẫn đường, Trần Triệu Dương đẩy Nhậm Viễn lên phía trước, để anh ta chỉ đường cho bọn họ, mặc dù anh có thể dùng đôi mắt xuyên thấu để dò đường, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhậm Viễn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn làm người dẫn đường. Dù sao thì đối phương cũng biết rõ về cửu cung bát quái trận, cho dù anh ta có dẫn bọn họ đi vào cửa tử, bọn họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra. Dọc đường đi, có thể nói là Nhậm Viễn được mở mang tầm mắt, đối phương có 5 người, nhưng chỉ có 4 người ra tay, 4 người này ai ai cũng giống như sát thần, bọn họ không ngừng hành động, chỉ cần phía trước xuất hiện bóng dáng của bất kỳ người nào, vừa thò đầu ra thôi là đã bị họ tiêu diệt sạch sẽ. Nhậm Viễn biết, đối đầu với một đối thủ hung hãn như vậy, hy vọng giành chiến thắng của Thái Phổ không hề lớn chút nào, xem ra, anh ta phải dựa vào phương diện cùng là người Hoa Hạ để làm thân với nhóm người này rồi. Người anh em, chúng ta có thể bàn bạc một chuyện không? Nhậm Viễn cẩn thận hỏi Trần Triệu Dương. Nói, anh cũng không từ chối. Thầy của tôi là Diêm Đại Sư, Nhậm Viễn mang theo một tia kiêu ngạo nhìn về phía Trần Triệu Dương, sau khi nói xong, anh ta còn đang nghĩ sẽ được nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương. Sau đó thì sao? Trần Triệu Dương nhướng mày, không mặn không nhạt hỏi. Các người chưa từng nghe qua danh tiếng của thầy tôi sao? Nếu như hôm nay các người buông tha cho tôi sẽ xin thầy tôi xem bói miễn phí cho các người một lần. Nhậm Viễn nghe xong có chút bưu ồn bực, nhưng sau đó lại ngạo nghễ nói tiếp. Trần Triệu Dương lười nói nhảm với người này, anh trực tiếp túm cổ anh ta nhắc nhở, làm cho Nhậm Viễn phải nuốt ngược trở lại những lời chuẩn bị thốt ra. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Triệu Dương, anh ta lập tức ủ rũ, không dám nói thêm điều gì nữa. Rất nhanh sau đó, bọn họ đi đến vị trí của một cánh cửa bí mật rồi dừng lại. Nhậm Viễn nhìn mọi người dừng lại, trong lòng nhất thời sửng sốt, anh ta hắng giọng, đang chuẩn bị nói gì đó thì Trần Triệu Dương đã từ phía sau tiến lên, giơ chân đạp bay cánh cửa bí mật bị che giấu kia. Đây, Nhậm Viễn há hốc miệng, anh ta còn đang muốn kiểm tra cảm giác tồn tại của mình, cho nên vừa rồi mới bày ra dáng vẻ như vậy. Kết quả là, Trần Triệu Dương không nói hai lời đã đá văng cánh cửa bí mật. Cửa kinh mà thôi, có cái gì đâu mà ngạc nhiên, Trần Triệu Dương cười lạnh, cho dù không sử dụng đôi mắt xuyên thấu, anh cũng có thể nhìn ra nơi này có một cánh cửa. Cửu cung bát quái trận có 4 cửa, sinh, tử, kinh, khai, mà chỗ bọn họ đang đứng, chính là vị trí của cửa kinh. Thật ra, dựa theo biến hóa của trận pháp, cả 4 cửa đều có thể biến thành cửa sinh. Dựa vào tuyến đường mà bọn họ đi từ nãy đến giờ, cửa kinh này đã sớm biến hóa thành cửa sinh, vậy nên, Trần Triệu Dương mới dừng lại ở đây. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Nhậm Viễn khẽ nhắm lại hai mắt, anh ta biết, lần này Thái Phổ xong đời rồi. Trước kia, Thái Phổ ỷ vào cửu cung bát quái trận mà mình dạy cho hắn ta, xưng bá ở trong này, trở thành một huyền thoại không thể nào vượt qua. Nhưng mà hiện tại, cái người tên Trần Triệu Dương này không chỉ có giá trị vũ lực cực kỳ cao, mà còn hiểu biết về cửu cung bát quái trận hơn cả anh ta, chỉ sợ lần này Thái Phổ khó mà trốn thoát được. Theo thông đạo, nhóm Trần Triệu Dương ra khỏi cửu cung bát quái trận. Sau đó, cuối cùng thì bọn họ cũng gặp được Thái Phổ, lúc này, hắn ta đang vô cùng thích thú thưởng thức. Ly cà phê trong một căn phòng làm bằng kính, nhìn thấy bọn họ tới, hắn ta lập tức mỉm cười. Mà ở ngay bên cạnh Thái Phổ chính là Giang Tử Phong cả người bê bết máu, dường như là đang hấp hối, hiển nhiên. Thái Phổ đã suy tính cẩn thận, hắn ta cũng sợ hành động này của mình sẽ khiêu khích kẻ địch mạnh, khiến cho bọn họ tìm đến tận cửa, cho nên hắn ta mới giữ người kia lại làm con tin, như vậy thì chẳng có gì phải sợ hãi nữa. Hoan nghênh, thật không nghĩ tới đời này tao còn có thể gặp lại người bạn cũ của mình, tao thật sự rất vui mừng, Thái Phổ vỗ vỗ tay,
khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo của hắn ta lộ ra một nụ cười đáng sợ, hơn nữa, hắn ta còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ người bạn cũ. Thái Phổ, tôi cũng không ngờ là ông vẫn còn sống, Trần Triệu Dương từ phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn hắn ta, nói tiếp, nếu như còn sống, tại sao không yên ổn mà sống cho tốt? Sao cứ nhất định phải đi tìm đường chết như thế này? Huyết Lang, mày vẫn kiêu ngạo như vậy, mày biết đây là đâu không? Đây là địa bàn của tao, mày dám ở địa bàn của tao lớn tiếng kêu gào, có phải là vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào hiện thực hay không? Thái Phổ đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ nhìn thẳng vào Trần Triệu Dương quát lớn. Thái Phổ, mặc dù sống thêm được vài năm, nhưng hình như ông lại càng ngày càng trở nên ngu xuẩn hơn thì phải, có muốn tôi giúp ông nhớ lại một chút, Huyết Lang là sự tồn tại như thế nào không? Trần Triệu Dương cười lạnh rồi nhẹ nhàng nói. Dứt lời, một luồng khí thế cường đại bộc phát ra từ trên người anh, mà đám Tật Phong cũng lạnh lùng nhìn chăm chằm Thái Phổ. Tắt phát trực tiếp đi, Trần Triệu Dương biết, tiếp theo đây chỉ sợ sẽ xuất hiện một vài hình ảnh vô cùng bạo lực, đối phương dám hành động không chút kiêng nể gì như vậy, chắc chắn là có thứ để dựa vào, anh cũng muốn xem thứ đó là gì. Tật Phong gật đầu, nhanh chóng tắt thiết bị phát trực tiếp đi. Đem toàn bộ vũ khí trên người bọn mày ném xuống đất hết cho tao. Còn có quần áo cũng phải cởi ra hết, hiện tại, Thái Phổ cũng không muốn nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa, hắn ta dứt khoát túm lấy Giang Tử Phong, kề lưỡi dao trong tay lên cổ cậu ấy, ý đồ uy hiếp không cần nói cũng biết. Đại ca, nghe xong lời nói của Thái Phổ, đám người Tật Phong quay sang nhìn anh. Làm theo những gì hắn ta nói, Trần Triệu Dương có thể cảm nhận được, căn phòng được làm bằng kính này có khả năng chống đạn, hơn nữa các lớp kính cũng rất dày, nếu như thực sự xông vào, cũng không phải là không thể. Nhưng mà anh không thể nào đảm bảo, trước khi anh vào được trong đó Thái Phổ sẽ không làm gì Giang Tử Phong. Vậy nên, việc cấp bách bây giờ chính là dụ Thái Phổ đi ra khỏi căn phòng kính kia, đến lúc đó, cho dù tay. Không tấc sắt, anh cũng có thể đánh bại hắn ta. Tiếp đó, nhóm Trần Triệu Dương lần lượt vứt bỏ toàn bộ vũ khí đạn dược trên người xuống, đồng thời cũng cởi bỏ hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót. Thấy một màn trước mắt, Thái Phổ lập tức điên cuồng cười lớn. Hắn ta tùy ý ném Giang Tử Phong sang một bên, đồng thời sai người mở cửa căn phòng kính ra. Thái Phổ dẫn đầu nhóm người được trang bị vũ khí hạng nặng, tay cầm súng nhắm thẳng vào 5 người Trần Triệu Dương. Hoa Hạ chúng mày có một câu rất hay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ còn chưa tới 30 năm mà Huyết Lang chúng mày đã rơi vào. Tay tao, thậm chí còn là toàn bộ thành viên, không biết mai sau khi thế giới công bố tin tức chúng mày bị giết chết. Thái Phổ tao đây có thể trở thành người đứng đầu thế giới hay không? Thái Phổ điên cuồng cười lớn, hắn ta chậm rãi đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, dữ tợn nói. Không biết ông có biết điều này không? Sai lầm lớn nhất của ông không phải là trêu chọc chúng tôi, Trần Triệu Dương mỉm cười, hạ thấp giọng nói, mà là đi đến trước mặt chúng tôi. Mày, ý của mày là gì? Nghe được lời nói của anh, Thái Phổ có chút sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn ta lập tức trở nên u ám. Không chút do dự bóp cò, bắn liên tục vài phát đạn về phía Trần Triệu Dương. Ngay sau đó, nhóm Tật Phong cũng nhanh chóng hành động, bọn họ không giống như Trần Triệu Dương, có được thân thể cứng rắn như sắt thép, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của họ cũng không phải là để trưng cho vui. Họ nhanh chóng khống chế kẻ địch ở vị trí gần mình nhất, trực tiếp cướp súng của đối phương, đồng thời nổ súng. Cả quá trình diễn ra không quá 5 giây, cho dù là Nhậm Viễn đã từng được chứng kiến sức chiến đấu cường đại của bọn họ cũng sợ hãi đến ngây người. Từ giây phút Thái Phổ mở của căn phòng kính ra, anh ta đã biết, Thái Phổ xong đời rồi, nhưng mà, anh ta hoàn toàn không ngờ tới điều đó lại diễn ra nhanh như vậy, quả thật là ngoài dự đoán của Nhậm Viễn. Mày.sao chúng mày có thể làm được, tay cầm súng của Thái Phổ phát run, hắn ta không ngờ trên đời này lại có người có thể dùng máu thịt để chống lại súng đạn, đây thực sự không phải là con người. Ha ha, quả là một điều bất ngờ, không nghĩ tới Huyết Lang lại toàn là lũ quái vật như thế này. Chẳng trách có thể chiếm được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thế giới. Thực lực cường đại như vậy, tao có thua cũng không oan uổng chút nào. Thái Phổ điên cuồng cười lớn, nhưng trên mặt lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. À, nhìn dáng vẻ này của anh, phía sau chắc hẳn là còn có chuẩn bị, đem ra đây hết đi, không lại nói tôi không cho anh cơ hội. Trần Triệu Dương liếc nhìn Thái Phổ, sau đó cười lạnh, không chút kiêng nể nói. Người của Huyết Lang châu bò như thế này, ngay cả súng đạn cũng không sợ, chỉ là, không biết chúng mày có sợ bom không, Thái Phổ cười lạnh rồi hung tợn nói, đồng thời giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Viễn nhất thời sợ hãi,
anh ta vội vàng nói, ông Thái Phổ, tôi là người vô tội, ông có thể buông tha cho tôi không? Mày, tại sao mày còn chưa chết? Nếu không phải vì mày, tại sao đám người kia lại tìm được đến nơi này? Tao thiếu mày chút tiền đó sao? Mày đi chết đi, Thái Phổ vừa nghe được lời của Nhậm Viễn đã lập tức nổi nóng, hắn ta dứt khoát giơ súng lên, nhắm thẳng vào. Người Nhậm Viễn rồi bóp cò. Ông, thầy của tôi sẽ không bỏ qua cho các người chờ mà xem, thầy tôi sẽ trả thù cho tôi. Nhìn thấy lồng ngực mình xuất hiện một lỗ hổng không ngừng chảy máu, trong mắt Nhậm Viễn lộ ra vẻ không dám tin, sau đó anh ta oán hận nói, vừa dứt lời, người đã không còn hơi thở. Đối với hành động này của Thái Phổ, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng nên thanh toán nợ nần thôi, chắc hẳn là chúng mày cũng không muốn chết, tao cũng không muốn chết, vậy thì tại sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch nhỉ, xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này, Thái Phổ không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, hắn ta cực kỳ bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế dựa. Không, anh nói sai rồi, người phải chết chỉ có mình anh mà thôi, vậy nên, anh không có tư cách cò kè mặc. Cả với chúng tôi, Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó không chút khách sáo nói. Mày nói cái gì? Thái Phổ đột nhiên sững sờ, sau đó tức giận hỏi. Tôi nói đầu óc ông có vấn đề, tai cũng có vấn đề nốt, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Sau đó lao ra với tốc độ cực nhanh, cướp lấy điều khiển từ xa trong tay Thái Phổ. Bây giờ đã nghe rõ lời tôi nói chưa, Trần Triệu Dương giơ điều khiển từ xa lên, díu cợt hỏi hắn ta. Khốn nạn, mày bắt nạt người khác, thấy cảnh này, Thái Phổ hoàn toàn sụp đổ. Đã không đánh lại được, cũng không có cách nào, kéo nhau cùng chết cả. Thật ra ông có thể cắn lưỡi tự sát mà, thử một chút đi, hẳn là sẽ rất thoải mái, Trần Triệu Dương nhìn Thái Phổ. Cười tủm tỉm nói. Mày, nghe giọng điệu trêu chọc của Trần Triệu Dương, trong mắt Thái Phổ toàn là lửa giận, hận không thể nhào tới cắn chết anh. Sau đó Trần Triệu Dương không tiếp tục để ý tới hắn A nữa, mà nhanh chóng đi vào trong phòng kính, đỡ Giang Tử Phong lên, cảm nhận vết thương trên người cậu ấy, sát ý trong lòng Trần Triệu Dương không nhịn được muốn bùng nổ ra ngoài. Giang Tử Phong bị thương rất nặng, có thể nói bây giờ chỉ còn lại một hơi thở. Mà lúc Trần Triệu Dương tiến vào đã dùng khí thanh kim trong đôi mắt xuyên thấu để chữa trị cho cậu ấy một chút rồi. Trần Triệu Dương nhanh chóng truyền khí thanh kim vào trong cơ thể của Giang Tử Phong, trước tiên chữa lành nội thương trong người cậu ấy, còn về vết thương bên ngoài cơ thể của Giang Tử Phong, anh lại không chữa trị hết, nếu không một khi anh chữa lành hết tất cả vết thương, đến lúc đó sẽ bị lộ, dù sao, cho dù y thuật có tốt thế nào cũng không có khả năng làm được đến trình độ đó. Nếu như đã biến thành tù nhân, vậy phải có nhận thức của tù nhân, đừng để chuyện gì cũng phải bắt tôi nhắc nhở ông, tự giác một chút đi, đợi đến khi chữa trị cho Giang Tử Phong xong, giao cậu ấy cho mấy người tật phong, lúc này Trần Triệu Dương mới đi qua, khinh bỉ nói. Nói đi, rốt cuộc mày muốn cái gì, Thái Phổ biết mình đã thất bại, thế nhưng sâu kiến còn sống tạm bợ, hắn ta cũng không muốn chết, cho nên hắn ta muốn xem có thể đàm phán điều kiện hay không. Chuyện thứ nhất, trả lại đồ cho tôi, Trần Triệu Dương nói với Thái Phổ, dù sao. Anh bảo Giang Tử Phong đưa linh dược tới, chính là để luyện chế đan dược, bây giờ linh dược đã mất, cũng không có cách nào luyện chế đan dược được nữa. Được, tao có thể đồng ý trả lại cho mày, nhưng mày phải đảm bảo không được giết tao, Thái Phổ nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, sau đó liền đưa ra yêu cầu của mình. Cũng được, tôi đảm bảo sẽ không giết ông, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, không chút do dự mà đồng ý. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Thái Phổ lập tức ngây người. Sao lại đồng ý sảng khoái như vậy chứ? Yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ giữ lời, nhưng mà nếu đồ của tôi mà thiếu đi một chút, như vậy ông đừng hòng có thể bình yên rời khỏi chỗ này. Trần Triệu Dương nói xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Yên tâm đi, những thứ của mày chỉ bị tao gửi đến một phòng đấu giá thôi, còn chưa đến lúc bọn họ đấu giá, có thể lấy về bất kỳ lúc nào, Thái Phổ vội vàng gật đầu, cực kỳ chắc chắn nói. Được, bây giờ hãy gọi điện cho bên kia. Bảo bọn họ trả lại hết đi, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó để Tật Phong lấy điện thoại vệ tinh tới, ra hiệu cho Thái Phổ gọi bằng cái điện thoại này. Vì để mình có thể sống, đương nhiên Thái Phổ sẽ làm hết sức mình, sau khi nhận lấy điện thoại vệ tinh thì bấm một số điện thoại. Tôi là Thái Phổ, đúng, hôm nay tôi có gửi một vài thứ đến để đấu giá, tôi muốn lấy về. Đúng, anh đi xác nhận đi, Thái Phổ nói một phen về sau, ngay sau đó đưa ra yêu cầu của mình. Cái gì? Không thể lấy lại. Vì sao? Đó là đồ của ông đây không muốn đấu giá nữa, đó là quyền của ông đây.
mấy người hại chết ông đây rồi. Đáng chết, đáng chết. Trần Triệu Dương nghe Thái Phổ gọi điện thoại với phòng đấu giá, lập tức nhíu mày, xem ra là có người coi trọng những thứ của mình. Theo lý thuyết, phòng đấu giá không thể tham ô đồ của khách hàng, trừ khi giá trị của những vật này cực kỳ cao, hoặc là cực kỳ quan trọng đối với phòng đấu giá. Nếu không, phòng đấu giá nào cũng không thể làm loại chuyện tự hủy danh tiếng này được. Mà bây giờ phòng đấu giá lại bất chấp việc bị mất danh tiếng mà tham ô đống linh dược của mình, chắc là đã biết giá trị của chúng rồi. Ngoại trừ những linh dược này ra, còn có tôn dược đỉnh kia, đối với anh mà nói, tuyệt đối không thể để mất những thứ này được. Phòng đấu giá này đã từ chối Thái Phổ, như vậy cũng có nghĩa là thế lực của Thái Phổ căn bản không hề có sức uy hiếp nào với người ta. Thái Phổ, phòng đấu giá mà ông gửi đồ tên là gì? Có hợp đồng gửi đấu giá hay có chứng cứ gì khác không? Trần Triệu Dương nhăn mày lại, sau đó hỏi. Đương nhiên là có, ở trong ngăn kéo bàn trong phòng kính, lúc này Thái Phổ đang nổi nóng, liền mở miệng trả lời luôn. Sau khi nói xong, hắn ta liền hối hận, mình nói đầu đuôi ra dễ dàng như vậy, chẳng phải mình sẽ không còn một con át chủ bài nào nữa sao? Trần Triệu Dương cũng không quan tâm đợi đến việc đó, nhanh chóng tìm được hợp đồng gửi đấu giá kia. Bây giờ ký thêm một hợp đồng chuyển nhượng nữa. Trần Triệu Dương dùng luôn máy ở đây để gõ chữ, đóng dấu lên hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời để Thái Phổ ký lên trên đó, lại quay thêm video hắn ta ký. Hợp đồng. Mặc dù những thứ này vốn là của anh, nhưng người đưa đến phòng đấu giá lại là Thái Phổ, cho dù mình đi đòi cũng phải có chứng cứ. Được rồi, tao đã ký hết những thứ cần ký, có phải sau đó mày cũng nên thực hiện lời hứa rồi không? Sau khi Thái Phổ làm xong, liền nhìn về phía Trần Triệu Dương, hỏi. Tuy anh đã ký hết rồi, nhưng mà anh đâu có trả lại đồ cho tôi, cho nên là anh nuốt lời trước, không trách tôi được. Trần Triệu Dương lại cười lạnh một tiếng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thả Thái Phổ ra. Cho dù không có ân oán lúc trước, chỉ bằng việc Thái Phổ suýt nữa giết chết Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương cũng không thể buông tha cho hắn ta được. Mày, lời mày nói không đáng tin gì hết, Thái Phổ lập tức luống cuống, hắn ta chỉ mong giữ được mạng thôi. Nhưng mà hiển nhiên câu nói này của Trần Triệu Dương đã phá hủy hết suy nghĩ đó của hắn ta. Kiếp sau nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến trêu chọc tôi nữa, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Thái Phổ qua, võ một chưởng lên trên đầu hắn ta. Đại ca, tiếp theo nên làm thế nào đây? Phòng đấu giá Tô Tỷ là một phòng đấu giá lớn, lúc này Hắc Kiện đột nhiên đi tới, trên tay cầm một cái máy tính bảng, sau đó mở miệng nói. Tôi mặc kệ phòng đấu giá Tô Tỷ này có chỗ dựa hay là thực lực gì. Dám lấy đồ của tôi thì phải trả giá thật lớn, Trần Triệu Dương lắc đầu, không hề do dự nói. Đại ca, quyết định của anh chính là quyết định của bọn em, bốn người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó kiên định nói. Được, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua nơi này. Chắc chắn chỗ này không phải được xây dựng vào thời hiện đại, nếu đã như vậy, anh muốn nhìn xem có còn bỏ sót đồ gì hay không. Thật ra lúc Trần Triệu Dương đi vào đã có một loại cảm giác. Hình như ở trong này có một thứ gì đó đang kêu gọi mình rồi, Trần Triệu Dương không vội vã rời đi, mà sau khi giết Thái Phổ, anh bắt đầu đi tìm theo cảm giác này. Hả, hơi thở này có chút quen thuộc, lúc Trần Triệu Dương càng ngày càng đến gần chỗ đó, một cảm giác quen thuộc loáng thoáng truyền đến. Ngăn bí mật, lần theo hơi thở này, Trần Triệu Dương đi tới vị trí tử môn, sau khi dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua, anh lại phát hiện có một ngăn bí mật ở vị trí tử môn. Cờ trận. Lúc Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn thấy thứ ở trong ngăn bí mật, đôi mắt lập tức sáng lên, bởi vì thứ này có thể là cờ trận dùng để bày. Trận. Mặc dù anh không biết loại trận pháp này có thần kỳ giống như anh đã từng nhìn thấy trên sách không, nhưng Trần Triệu Dương vẫn muốn thử một chút, dù sao, lúc trước lão già cho mình học nhiều thứ như vậy, không thể không có một chút tác dụng nào được. Mà cờ trận này chính là thứ tốt để bày trận, có cờ trận, xác suất bày trận thành công sẽ tăng lên nhiều. Hơn nữa trận pháp này không đơn giản như những loại pháp cỡ nhỏ, nếu như có đầy đủ cờ trận, muốn bố trí đại trận hộ sơn cỡ lớn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Trần Triệu Dương phá vỡ cánh cửa kia ra, để lộ ngăn bí mật ở bên trong, cầm cờ trận trong đó lên. Có khoảng 5 lá cờ trận. Chỉ là lúc cầm cờ trận trong tay, Trần Triệu Dương lại cảm nhận được hơi thở cực kỳ quen thuộc. Anh lập tức nhíu mày, bởi vì hơi thở này rất giống với tôn dược đỉnh mà anh lấy được trước đó. Chắc chắn là hơi thở công pháp của anh. Trước đó Trần Triệu Dương còn không chắc chắn lắm, dù sao tôn dược đỉnh kia bị người khác chạm vào, đã giảm bớt đi rất nhiều rồi, nhưng lần này hơi thở bên trên cờ trận vẫn cực kỳ rõ ràng, vì chưa có ai từng sờ vào nó cả.
không phải là lão già đã từng đến đây chứ? Không đúng, hình như thứ mà lão già tu luyện không phải Cửu Dương Vô Cực Công, vậy sẽ là ai đây? Lúc này Trần Triệu Dương vô cùng khó hiểu, dù sao vốn dĩ anh đã cảm thấy rất khó hiểu về công pháp rồi. Từ nhỏ đến lớn anh từng tiếp xúc với rất nhiều công pháp, nhưng lại chưa thấy có ai tu luyện thành công Cửu Dương Vô Cực Công ngoại trừ anh cả. Lúc trước Trần Triệu Dương đã hỏi lão già, nhưng khi đó lão già giải thích với anh là thể chất của anh phù hợp với công pháp này. Thế nhưng chắc chắn hơi thở trên cờ trận này là do người tu luyện Cửu Dương Vô Cực Công để lại, chẳng lẽ còn có người thứ hai cũng biết loại công pháp này sao? Nếu như không phải không liên lạc được với lão già, chắc chắn anh đã gọi điện cho ông ấy để hỏi rõ ràng rồi, dù sao công pháp này là lão già cho mình, ông ấy sẽ biết rõ ràng. Sau khi cất cờ trận đi, Trần Triệu Dương cũng dựa theo bước trận của Cửu Cung Bát Quái Trận để tìm kiếm thêm, Cửu Cung Bát Quái Trận còn có một số cờ trận nữa, chỉ là bởi vì thời gian đã qua lâu rồi, nên mới hỏng hết. Ngoại trừ những thứ này ra, Trần Triệu Dương còn tìm ra vị trí mắt trận, bên trong có linh thạch bị tiêu hao gần hết chỉ để lại bột phấn. Nói cách khác, Cửu Cung Bát Quái Trận này cũng không phải là trận chết, lúc trước cũng là trận sống có thể vận hành được, chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên mới ngừng hoạt động. Có vẻ như số năm tồn tại của trận pháp này cũng không ngắn, theo lý thuyết, nó còn lớn tuổi hơn cả lão già. Nếu đã như thế, vậy là ai bố trí trận pháp này? Có liên quan đến mình không? Rốt cuộc có quan hệ gì với lão già không? Đại ca, đã tra được thông tin của phòng đấu giá Tô Tỷ rồi, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Lúc Trần Triệu Dương đang suy nghĩ, Hắc Tử đột nhiên đi tới, vội vàng nói. Đi, xuất phát, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mà lúc này mấy người Tật Phong cũng đã chuẩn bị xong xuôi, về phần Thái Phổ, Trần Triệu Dương cũng không giết hắn ta thật, mà để lại tại chỗ. Đợi đến khi đám người Trần Triệu Dương đi tới chỗ đó, lúc này anh mới giơ tay lên, đưa cái điều khiển từ xa kia cho Tật Phong. Tôi đã đồng ý với hắn ta là sẽ không giết hắn ta rồi, Trần Triệu Dương mỉm cười, nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Vâng, đại ca, Tật Phong lập tức cười một tiếng quái dị. Cầm lấy điều khiển từ xa, chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài một khoảng cách, Tật Phong mới ấn mạnh một cái. Quỳnh, sau khi cậu ta ấn xuống, mặt đất ban đầu còn đang rất yên tĩnh, đột nhiên lại chấn động kịch liệt, cuối cùng một tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong, mà nhà máy cũ nát chỗ Thái Phổ nằm bắt đầu đổ sụp trên phạm vi lớn. Tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, khói đặc đen xì, đã biến chỗ này thành hiện trường tai nạn trong nháy mắt. Đi thôi. Lúc này Trần Triệu Dương mới dẫn bọn họ đi đến chỗ đỗ xe, mà mấy người Nam Cung Yến đã chạy ra khỏi xe, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vụ nổ này quá lớn, cho dù các cô ở rất xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động này. Cũng may, nơi này là vùng ngoại ô cực kỳ xa xôi, xung quanh cũng không có nhà dân nào, cho nên ngoại trừ nhà máy bị nổ tung đổ sụp ra, thì cũng không mang đến tổn thất gì cho những người khác. Chuyện này, không phải là do các anh làm đấy chứ? Nam Cung Yến nhìn thấy mấy người Trần Triệu Dương trở về, đầu tiên là kiểm tra tình trạng của bọn họ, sau khi phát hiện bọn họ không bị thương thì mới hóng hớt hỏi. Fidelia và Iris cũng cực kỳ tò mò, ban đầu các cô xem phát sóng trực tiếp còn vô cùng lo lắng, về sau đột nhiên không có tin tức gì, ba người các cô càng thấy lo lắng hơn. Chỉ là bởi vì các cô không hề có kinh nghiệm gì với cách chiến đấu này, cho nên mới không dám tùy tiện đi vào, nhỡ may đến lúc đó gây cản trở. Sẽ khiến mấy người Trần Triệu Dương rơi vào thế bị động. Không có việc gì, chỉ xử lý một chút việc nhỏ, đi thôi, về khách sạn trước, Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không nói cho các cô biết tình hình thực tế, dù sao đây cũng là một việc khá đẫm máu. Sau khi trở lại khách sạn, Trần Triệu Dương không vội đến phòng đấu giá Tô Tỷ luôn, mà gọi điện thoại cho La Sâm. Trần yêu quý, cậu đúng là khiến tôi giật mình, đây chính là một khu đất cấm, thế mà lại bị các cậu phá tan, còn cho nổ tung nữa. Khi nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương, La Sâm hưng phấn nói với anh. Ông bạn già, đừng kích động như vậy, đừng quên chúng tôi là ai, Thái Phổ kia chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một vấn đề, ông có biết phòng đấu giá Tô Tỷ không? Trần Triệu Dương cực kỳ thản nhiên nói, sau đó lại hỏi. Làm sao cậu biết, phòng đấu giá Tô Tỷ kia không đơn giản đâu, nó được xưng là một trong ba phòng đấu giá lớn thần bí nhất trên thế giới. Hơn nữa rất khó có được tư cách tham gia vào phòng đấu giá đó, không phải là ai cũng đều có thể tham gia đâu. Cậu tìm hiểu việc này làm gì? Chẳng lẽ có thứ gì muốn mua sao? Nghe Trần Triệu Dương hỏi vậy, La Sâm sửng sốt một chút, sau đó mới nặng nề nói. TH, vậy ông có cách nào để tôi tham gia hội đấu giá đấy không? Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Nếu như là những người khác, chắc chắn tôi sẽ không xía vào trong chuyện này đâu, nhưng mà ai bảo hai chúng ta có quan hệ tốt chứ? Tôi không ủng hộ cậu thì còn ai ủng hộ cậu nữa đây? Thấy Trần Triệu Dương nhờ vả, La Sâm không hề do dự mà đồng ý với anh luôn. Ha ha, được lắm, không uổng công tôi đã cứu mạng ông, thấy La Sâm không cần suy nghĩ mà đã đồng ý luôn, trong lòng anh cực kỳ vui mừng. Chờ tin tức của tôi đi, chắc trễ nhất là giữa trưa sẽ có tin tức, La Sâm không khách khí với Trần Triệu Dương, sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó mấy người Trần Triệu Dương đã điều tra được không ít thông tin liên quan đến phòng đấu giá Tô Tỷ, nhưng đều là tin tức phiến diện, căn bản không có tác dụng gì cả. Trần Triệu Dương cũng không nhàn rỗi, mà tìm được một vài vị thuốc đặc sản ở đây, anh muốn luyện chế một vài thứ để phòng rủi ro, dù sao thấy thái độ kiên quyết của phòng đấu giá Tô Tỷ đối với Thái Phổ, bây giờ đổi lại là anh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng trả lại đồ như vậy. Cho nên, nhất định Trần Triệu Dương phải chuẩn bị từ sớm. Đồ của anh cũng không dễ lấy đi như vậy đâu, nếu đã lấy rồi thì phải trả giá đắt. Mà việc thế lực của Thái Phổ bị hủy diệt cũng khiến nước Brosso phải chấn động, bởi vì ai cũng biết Thái Phổ này chỉ dùng thời gian rất ngắn để thành lập thế lực của mình, hơn nữa trụ sở của hắn ta lại giống như thùng sắt, đến nay vẫn chưa có ai phá hủy được. Ngay hôm qua, có người phát sóng trực tiếp cảnh hủy diệt căn cứ của Thái Phổ, lúc đầu tất cả mọi người đều không cho rằng đối phương có thể làm được. Nhưng mà sau khi căn cứ của Thái Phổ hoàn toàn sụp đổ, bọn họ mới nhớ buổi phát sóng trực tiếp đó. Lúc này lại có người lôi chuyện phát sóng trực tiếp đó ra, có ai đó biết chuyện đã khẳng định khung cảnh trong đó đúng là ở phía dưới nhà máy cũ của Thái Phổ. Điều này cũng xác định thế lực của Thái Phổ đã bị tiêu diệt thật, chỉ là điều khiến bọn họ không thể chấp nhận nổi là đối phương chỉ có 5 người, lúc trước hơn 1.000 người còn không thể làm gì được trong đó, vậy mà 5 người này lại tiêu diệt được thế lực của Thái Phổ. Đúng là khó mà tin nổi. Có rất nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế đều đang nghiên cứu về trận chiến này, theo bọn họ nghĩ, đây là một trận chiến lấy ít thắng nhiều điển hình, không có một ai trốn thoát được, tất cả đều chết ở trụ sở dưới đất. Lúc Trần Triệu Dương đang cảm thấy lo lắng, La Sâm đã gửi thư đến, nói đêm nay sẽ có một cuộc đấu giá, vốn được tổ chức vào cuối tuần, không biết vì sao lại rời đến buổi tối hôm nay. Nhưng mà cho dù là nguyên nhân gì, chắc chắn cuộc đấu giá đêm nay sẽ được tổ chức đúng giờ. Mà La Sâm cũng lấy được một suất vào cuộc đấu giá cho Trần Triệu Dương, chỉ là mỗi suất chỉ có thể dẫn theo một người, nói cách khác, chỉ có 2 người được đi vào trong phòng đấu giá. Đêm đó, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến vừa đến chỗ hẹn, La Sâm đã chờ sẵn ở đó rồi. Ông bạn già, tôi khuyên đêm nay ông đừng đi, sẽ có nguy hiểm, sau khi trò chuyện vài câu với La Sâm, Trần Triệu Dương liền nghiêm túc nói với ông ta. Cũng bởi vì biết cậu muốn đi gây sự, cho nên tôi mới đi, tôi sợ các cậu gây chuyện không thể cứu vãn được. La Sâm cười khổ một tiếng, đương nhiên ông ta biết mục đích đến đây của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta lại không thể không giúp. Yên tâm đi, trước khi đi tôi đã phân rõ phải trái, nếu như bọn họ biết đúng sai, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Biết đúng sai, hai, bọn họ không biết thứ đó đâu, trong suy nghĩ của bọn họ. Nắm đấm mới là thứ quyết định đúng sai, La Sâm nghe xong, bất đắc dĩ nói. Vậy thì càng tốt hơn, phải xem nắm đấm của ai cứng rắn hơn rồi, không cần phí nước bọt. Sau khi Trần Triệu Dương nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, không chút do dự nói. Tôi biết ngay là cậu sẽ nghĩ như vậy mà, được rồi, đi thôi, cũng đã đến đây rồi. La Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, chắc chắn ông ta không thể xuống khỏi con thuyền hải tặc của Trần Triệu Dương được rồi. Càng tiếp xúc với anh, ông ta càng có thể cảm giác được anh thần bí và mạnh mẽ. Theo lý thuyết, ông ta sẽ không tham gia vào chuyện lần này, dù sao phòng đấu giá Tô Tỷ có thực lực rất mạnh, nghe nói trong một cuộc đấu giá đã từng có 2 thế lực xếp top 10 thế giới bắt tay nhau muốn cướp bóc phòng đấu giá Tô Tỷ, thế nhưng cuối cùng 2 thế lực kia đều bị nhổ tận gốc. Cũng chính là từ lúc đó, không còn ai dám ra tay ở cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ nữa. Mặc dù huyết lang của Trần Triệu Dương đứng đầu thế giới, nhưng thực lực của phòng đấu giá Tô Tỷ lại không có đạo lý, nếu như huyết lang đối mặt với phòng đấu giá Tô Tỷ, còn không biết cuối cùng ai thua ai thắng đâu. Nhưng đây cũng không phải ngày đầu tiên La Sâm quen biết anh, cũng là bởi vì quen biết, ông ta cũng hiểu rõ chút ít về Trần Triệu Dương, cho nên mới càng thêm ủng hộ anh. Địa điểm cuộc đấu giá lần này lại tùy ý như vậy sao? Không phải phòng đấu giá Tô Tỷ cực kỳ thần bí, muốn tham gia cực kỳ khó khăn sao, nhìn hội trường trước mắt. Trần Triệu Dương có chút bất lực phàn nàn. Bởi vì hội trường này vô cùng đơn sơ, nói là hội trường, thật ra chỉ là một sân bóng rổ cũ nát,
cũng may là bốn phía bịt kín, cho nên còn có thể che gió che mưa. Nhưng hội trường này cũng quá cũ nát, chỉ sợ đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Đây chính là điểm đặc biệt của phòng đấu giá Tô Tỷ, từ trước đến nay cuộc đấu giá của bọn họ đều không quan tâm đờ ến mặt ngoài, mà sở dĩ phòng đấu giá của bọn họ nổi tiếng, cũng là bởi vì đồ đấu giá cực kỳ hiếm có, cho nên mặc dù phòng đấu giá này cũ nát, mọi người vẫn chạy theo như vịt, có thể nói là rất khó lấy được một vé. Trong mắt La Sâm có vẻ khâm phục, bởi vì ông ta là một thương nhân, cũng rất có đầu óc về việc kinh doanh, nhưng vẫn rất khâm phục người sáng lập ra phòng đấu giá Tô Tỷ này. Hừ, nếu như phòng đấu giá Tô Tỷ chuyên môn làm loại chuyện bẩn thỉu này, vậy đúng là có thể kiếm không ít tiền, Trần Triệu Dương lại không hề có ấn tượng tốt với phòng đấu giá Tô Tỷ. Tôi nói này người anh em, cậu có thể đừng gây chuyện trước thế được không, đừng sốt ruột, dù sao có lẽ mọi chuyện còn có thể thay đổi được thì sao? Có lẽ phòng đấu giá Tô Tỷ này không bá đạo như vậy thì sao, nghe anh không khách khí nói như vậy, La Sâm liền luống cuống, nhỏ giọng khuyên nhủ. Được rồi, tôi không nói nữa, đi vào trước đi, Trần Triệu Dương không quan tâm lắm mà gật đầu, sau đó đi về phía hội trường trước mặt. Cũng may, hội trường này ngoại trừ bề ngoài hơi khó coi ra, bên trong lại cực kỳ tốt, hiển nhiên đã được trang trí tu sửa lại một lần. Ở cổng có người chuyên môn kiểm tra thiếp mời của bọn họ. Bên trên thiếp mời này có một đầu từ tính đặc biệt, có thể kiểm tra ra thân phận của người vào cuộc đấu giá. Trần Triệu Dương dẫn Nam Cung Yến, lúc đầu La Sâm dẫn theo một vệ sĩ, nhưng mà đã có Trần Triệu Dương ở đây rồi, ông ta dứt khoát cho vệ sĩ ở trong xe. Sau khi kiểm tra xong, ba người liền đi vào. Tính ra, vị trí của ba người cũng không tệ lắm, ở hàng thứ ba, theo lý thuyết, lấy địa vị của La Sâm, dù thế nào cũng phải ngồi hàng thứ nhất mới đúng. Thế nhưng lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Phía trước là những ai vậy? Trần Triệu Dương nhìn hai hàng người ngồi ở phía trước, tò mò hỏi. Hai hàng ghế đầu không phải là chỗ ngồi của bọn phú hào ở địa phương mà là chỗ ngồi dành cho những người có địa vị cao quý trên toàn thế giới. La Sâm nhìn hai hàng ghế đầu được xếp phân cách rõ ràng với hàng ghế thứ ba, trong mắt ông ta chợt ánh lên những tia sáng hâm mộ. Bất cứ lúc nào hai hàng ghế đầu này đều sẽ luôn được giữ lại, dẫu cho buổi đấu giá có sôi động hay. Không, hay là có ai đó đi xuống chăng nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa mời những người khác, sau đó La Sâm hơi buồn bực nói. Bởi lẽ, ông ta cũng ao ước lấy được vị trí của hai hàng ghế đầu nhưng với thành tựu bây giờ của mình, ông ta không hề đủ tư cách có nó. Mấy người đang ngồi lúc này, ở bên đầu bên trái là người của gia tộc Tyre. Gia tộc Tyre là một gia tộc vô cùng nổi tiếng trong giới tài chính ở Hắc Châu, có thể nói rằng, bọn họ không bán gì cả. Nhưng bất kỳ đồ vật gì được bán ở Hắc Châu đều có tiền của gia tộc bọn họ, chỉ nói tiền tài còn nhiều hơn của nhà nước là không đủ để miêu tả sự giàu có của gia tộc họ. La Sâm vừa nhìn người trung niên đang ngồi đầu bên trái, vừa nhỏ giọng giải thích kỹ càng. Tính từ bên phải qua, người phụ nữ ngồi hàng ghế thứ hai tên là Judy, chớ có xem thường cô ta là phụ nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nhưng đây chính là một đóa hoa hồng có gai. Ngày xưa, có một người thừa kế của một bộ lạc nào đó ở Hắc Châu định cưỡng đoạt lấy cô A, thế mà đến ngày thứ hai, bộ lạc này đã tiêu tan vào. Lịch sử luôn, vậy nên, cô ta còn có một biệt danh khác, gọi là hoa hồng đẫm máu. Còn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở hàng thứ nhất kia, tôi không quen biết anh ta, nhưng chắc cũng là nhân vật lớn nào đó. La Sâm nhìn về người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở hàng đầu, anh ta có một gương mặt điển trai, thế nhưng khí chất lại cực kỳ điềm tĩnh. Ông ta chợt lắc đầu một cái. Ừ, là một người có địa vị, thực lực không tệ. Triệu Dương gật đầu, cho dù là Judy hay là người của gia tộc Tyre vừa nhắc đến kia đều không khiến cho Trần Triệu Dương để tâm đỡ ến. Nhưng ngược lại, người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế đầu kia lại gợi cho anh chút hứng thú. Bởi lẽ, người thanh niên trẻ tuổi này nhìn qua có vẻ tuấn tú, thanh xuân, thế nhưng Trần Triệu Dương lại cảm nhận được một hơi thở mục nát từ trên người anh ta. Hơi thở này không thể nào xuất hiện trên một người thanh niên trẻ tuổi được. Trừ điều này ra, Trần Triệu Dương còn nhận ra người thanh niên trẻ tuổi người Na Ơ này có thực lực không tệ, ắt hẳn là có trình độ của võ đạo tông sư. Điều này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ trong Trần Triệu Dương, tuổi tác của người này không lớn, nhưng lại có thực lực kinh khủng như vậy, chẳng trách lại có thể được mời ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Ngay vào lúc Trần Triệu Dương đang quan sát người thanh niên trẻ tuổi kia, dường như người thanh niên trẻ tuổi anh ta cảm nhận được điều gì đó nên ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Trần Triệu Dương, hơn nữa còn nở một nụ cười hữu nghị với Trần Triệu Dương anh. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, nở một nụ cười tương tự đáp lại anh ta. Tôi đi ra ngoài tìm một vài người ở phòng đấu giá một lát,
Trần Triệu Dương không muốn đợi đến khi cuộc đấu giá bắt đầu lại đi quấy rầy người ta, nên đành phải đi hỏi qua trước. Vậy hai ta đi chung đi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong đầu ông ta chợt nảy ra ý tưởng này, cười gượng gạo đứng dậy. Được thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, không hề từ chối, nhưng anh không dẫn theo Nam Cung Yến mà để cho cô đợi ở đây một chút. Chồng, chú ý thái độ nói chuyện nhé, nếu có thể thương lượng êm xuôi thì càng tốt. Mặc dù Nam Cung Yến biết Trần Triệu Dương sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với người khác, nhưng cô vẫn ân cần lo lắng thốt ra lời dặn dò. Vợ, em cứ yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ mà. Trần Triệu Dương mỉm cười, nắm đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, sau đó quay đầu đi. Hai quý ông này, nơi đây là hậu trường của buổi đấu giá, người không phận sự miễn vào, quả nhiên, sau khi hai người Trần Triệu Dương đi đến cửa hậu trường đã bị người ta ngăn lại. Tôi muốn tìm người quản lý của các anh. Phiền các anh thông báo giúp tôi, La Sâm nhìn Trần Triệu Dương, ông ta không dám để Trần Triệu Dương anh mở lời trước, bèn vội vã nói rõ ý định đến đây. Xin lỗi quý ông đây, người quản lý của phòng đấu giá chúng tôi sẽ không gặp khách mới trước khi buổi đấu giá kết thúc, người bảo vệ vạm vỡ từ chối thẳng thừng, mặc cho lời nói vẫn cực kỳ khách sáo, nhưng trong giọng điệu kia không tốt lắm. Chuyện là thế này, tôi có một vài món đồ đưa lên đấu giá nên tôi định xin thêm vài ý kiến. Trần Triệu Dương kéo La Sâm ra, nói rõ ý định của mình. Thưa quý ông, nếu đã đưa đồ thì không có khả năng nhận về lại, thế nên, mời hai vị trở về. Người đàn ông nghe thế bỗng sửng sốt, sau đó không còn nói chuyện khiêm nhường như trước nữa. Xem ra quả là có vấn đề, tôi lặp lại lần nữa, bảo quản lý của các người đến đây gặp tôi, bằng không, nếu như có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương bỗng lạnh lùng, sau đó giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo như băng giá. Ái chà, có vẻ như các vị đến đây để gây chuyện thì phải, chẳng lẽ các vị không hỏi thăm qua phòng đấu giá Tô Tỷ là tồn tại như thế nào sao? Chỉ bằng hai người các vị cũng muốn gây chuyện với phòng đấu giá chúng tôi ư, gan to thật đấy. Người đàn ông vạm vỡ kia vừa nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, vẻ mặt bỗng đanh lại, sau đó tiến về phía trước, định bắt đầu đánh nhau. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có ra tay. Anh không tài nào chịu nổi hậu quả này đâu, Trần Triệu Dương lắc đầu, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện như cũ, tựa như đang nói về việc gì đó không chút quan trọng vậy. Thật ngông cuồng, tên này tức sôi máu, lúc này bắt đầu duỗi hai cánh tay dài ra, rồi chợt hợp lại, hung hăng lao về phía Trần Triệu Dương. Ai ra, lời nói tốt tốt đẹp thật khó lòng thuyết phục, yêu ma quỷ quái mà, Trần Triệu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó anh chỉ hìa một ngón tay ra. Dùng lượng khí kinh khủng khiếp hóa giải hai cánh tay của người nọ, đồng thời điểm một vài huyệt trên người đối phương. Người nọ không có một chút sức lực phản kháng nào, trực tiếp bị Trần Triệu Dương đánh bay thẳng ra ngoài, đập vào cánh cửa sau lưng làm nó mở tung ra. Tiếng động ở đây làm cho người ở trong khiếp sợ. Làm sao bọn họ có thể ngờ rằng có người gây chuyện ở đây cơ chứ? Đây chính là phòng đấu giá Tô Bỉ, đây là nơi không thể tùy tiện quấy rối được. Tiếng động ở bên hai người Trần Triệu Dương cũng ảnh hưởng đến những nhân vật lớn đang ngồi ở hai hàng ghế đầu, người đàn ông thuộc gia tộc Tyre và Hoa Hồng đẫm máu đều mang vẻ mặt cười nhạo, dám gây chuyện ở phòng đấu giá Tô Tỷ ư, không sợ gia tộc mình xảy ra chuyện sao. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế đầu thích thú nhìn vào Trần Triệu Dương, hiển nhiên, anh ta không giống như những người khác cảm thấy đối phương tự tìm đường chết, mà ngược lại, anh ta cảm thấy lần này phòng đấu giá Tô Bỉ gặp rắc rối rồi. Dĩ nhiên. Điều kiện đầu tiên là thực lực của đối phương sâu không lường được. Mà lúc này, mặt La Sâm đầy vẻ buồn rầu, bởi vì ông ta biết rằng sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay sau khi người đàn ông bị Trần Triệu Dương đánh bay, có vài bóng dáng lao ra từ trong bốn phía. Kẻ nào dám gây chuyện ở buổi đấu giá, còn không mau giơ tay chịu trói, quỳ xuống xin tha. Đúng lúc đó, có một tiếng gầm thét truyền đến, đồng thời có một ông già đi đến trước mặt Trần Triệu Dương nhanh như chớp. Giơ tay chịu trói à? Còn phải quỳ xuống xin tha hả? Chỉ bằng các người thôi sao? Trần Triệu Dương hơi nổi giận, những kẻ này không thèm hỏi phải trái đúng sai, vừa mới lên sàn đã kêu đánh đánh giết giết, ở đâu cho người ta cơ hội giải thích chứ? Mày, mơ mày nói cái gì? Mày tự tìm đường chết rồi, bắt thằng đó lại cho tao, ngược lại, tao muốn coi thử mày là con cháu nhà ai? Lại dám to gan đến phòng đấu giá Tô Tỷ gây chuyện, ông già kia giận dữ ngút trời, dám gây chuyện ở phòng đấu giá Tô Tỷ không nói. Đây lại còn phát ngôn ngông cuồng, đây chính là không coi phòng đấu giá Tô Tỷ bọn họ ra gì cả. Nghe thấy lời nói của ông già, những kẻ đó nhào tới không chút do dự. Nhưng tiếc rằng, thực lực của họ quá tệ, không hề mang đến một chút phiền phức nào cho Trần Triệu Dương. Chưa đến 5 giây,
những kẻ này đều nằm vật ra đất, mặc dù anh không có lấy mạng của họ, nhưng bọn họ sẽ không cách nào cử động trong một khoảng thời gian ngắn. Hừ, chẳng trách mày dám gây sự ở phòng đấu giá Tô tỷ bọn tao, thì ra là có chút thực lực, nhưng tiếc rằng, nếu như mày chỉ dựa vào chút thực lực này mà dám gây chuyện ở phòng đấu giá Tô tỷ, vậy thì mày sai lầm rồi, ông già ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng không hốt hoảng mà ngược lại hờ hững nói. Được đấy, vậy hãy để cho tôi biết tôi sai thế nào, Trần Triệu Dương cười khẩy, sau đó không thèm để tâm nói. Được, 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 được lắm. Đại nhân Haven, xin người ra tay dạy dỗ cho tên danh con không biết trời cao. Đất dày là gì này một bài học, ông già bị thái độ của Trần Triệu Dương chọc tức, hét lên. Cái gì, Haven, Bruno Haven sao? Đây chính là cao thủ có chiến lực thuộc top 50 của Hắc Châu đấy. Thật hay giả vậy, không phải đã lâu nay đại nhân Haven không màng tới sự đời hay sao? Nếu đó quả thật là đại nhân Haven thì e rằng người trẻ tuổi này gặp rắc rối lớn rồi. Nghe thấy lời của ông già, mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt, sau đó từng người một bắt đầu bàn tán xôn xao, hiển nhiên, họ vô cùng tò mò về Haven trong lời ông già. Ngay khi ông già vừa dứt lời, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước ra. Người này cao to dũng mãnh, cả người toát ra một loại hơi thở khiến người ta ngột ngạt, chỉ đứng bên cạnh anh ta thôi cũng đã có thể cảm thấy áp lực đáng sợ đến từ người này. Cái chính là Haven trái ngược hoàn toàn với anh, vóc dáng Haven cao lớn oai vệ, trông rất có hương vị đàn ông, nhưng ngược lại, Trần Triệu Dương gầy tong teo yếu đuối, gương mặt còn mang chút hương vị trẻ con chưa dứt sữa, bộc lộ rõ sự tương phản giữa kẻ mạnh với kẻ yếu. Có thể nói rằng, tất cả mọi người ở đây đều âm thầm lau mồ hôi thay cho Trần Triệu Dương, tất nhiên, cũng có người cho rằng anh lấy trứng chọi đá, mưu toan khiêu chiến uy nghiêm của phòng đấu giá Tô tỷ. Bắt con, mày tự sát đi, nếu không, chuyện lớn ra thì mày với người thân, bạn bè của mày đều sẽ gặp tai họa đấy. Haven khoanh tay, cười khinh khỉnh, anh ta không ra tay trước, mà bày ra bộ dáng tao cho mày cơ hội đấy, liệu mà làm đi. Hay lắm, chuyện tao không ưa nhất là có người đe dọa người bên cạnh tao. Tao cũng cho mày một cơ hội nhé, bây giờ lết lại đây, quỳ xuống xin lỗi, tao thể không truy cứu vài lời xăng bậy của mày nữa. Tia sáng lạnh lẽo chợt xoẹt qua đôi mắt Trần Triệu Dương, anh khịt mũi, nói. Bắt con, mày tự tìm đường chết rồi, nghe Trần Triệu Dương nói thế. Thân là cao thủ có lực chiến thuộc top 50 của Hắc Châu, Haven đương nhiên cảm thấy uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích. Haven khít mũi, anh ta không hề do dự tung một nắm đấm hung ác vào Trần Triệu Dương, nắm đấm này có sức mạnh rất lớn, nó đã phát huy toàn bộ thực lực của anh ta, hoàn toàn không nương tay chút nào. Anh ta muốn để cho người đời thấy rằng kết quả khi khiêu khích phòng đấu giá bọn họ và Haven anh là gì. Thằng danh này xong đời rồi. Ai ra, không phải còn sống tốt lắm sao? Đúng đó, sao lại tự tìm đường chết thế này? Người xung quanh thấy cảnh tượng này, không ai cho rằng Trần Triệu Dương sẽ may mắn trốn thoát, mỗi người đều dùng một ánh mắt tràn đầy lòng thương hại nhìn vào anh. Chỉ là loài run rế mà thôi. Đối mặt với nắm đấm này của Haven, sắc mặt của Trần Triệu Dương vẫn không thay đổi, anh hừ một tiếng, rồi ngay sau đó, anh vươn một tay lên, tát mạnh vào mặt của Haven. Chát! Ngay khi tất cả mọi người đều cho là Trần Triệu Dương sẽ bị Haven đấm bay, nhưng lại một cái tát vang dội truyền đến, tên Haven kia bay lên không trung, lộn nhào vài vòng, rồi cuối cùng nện lên người nhân viên phòng đấu giá Tô tỷ. Mà mấy tên kia sao có thể hứng được Haven đang chịu đựng một cái tát này của Trần Triệu Dương trong thời gian ngắn chứ, đấy là còn chưa kể đến bản thân Haven rất nặng. Mấy tên này giống như quân cờ domino vậy, họ bị Haven làm ngã nhào, rồi kéo nhau ngã xuống một đống hỗn độn. Đây, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không ai tin tưởng khung cảnh diễn ra trước mắt mình, tất nhiên là không ai ngờ rằng vụ việc lại trở nên như thế này. Haven che gương mặt sưng tấy của mình, đầu óc mơ mơ màng màng, rất lâu sau đó mới bắt đầu tỉnh táo lại, giờ anh ta mới ý thức được việc mình mới vừa bị người ta tát bay ra ngoài, đây là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Khốn nạn, mày tự tìm đường chết rồi, Haven giống o, không thèm để ý xung quanh mà nhào tới, tung ra hai quả đấm tựa như cơn bão lớn, điên cuồng tấn công Trần Triệu Dương. Cho mày mặt mũi phải không, đối mặt với cơn giận dữ của Haven, Trần Triệu Dương chỉ khịt mũi coi thường, rồi tát lại một cái. Lần này Haven thấy rất rõ, cái tát này của đối phương rất chậm, anh ta có thể tránh thoát với tốc độ phản ứng của mình. Thế nhưng, khi anh ta định né tránh thì lại phát hiện ra bản thân dù có làm gì đi nữa thì cũng không tài nào tránh thoát, cái tát này bám theo anh ta như hình với bóng, anh ta trơ mắt nhìn cái tát này tàn nhẫn đập vào.
mặt mình. Chát. Tình cảnh lúc nãy lại xuất hiện lần nữa, cái tát này đã làm đầu Haven đập mạnh vào mặt đất. Sau đó, không đợi cho Haven đứng dậy, Trần Tiểu Dương lại bước tới trước, dùng một tay xách Haven lên, tay còn lại không dùng lực quá lớn, lại tát một cái vào. Mặt của anh ta. Nói rồi đấy, nếu như tao ra tay thì mày sẽ hối hận. Sao mày không phách lối nữa đi? Dám uy hiếp đến người bên cạnh tao à? Mày là cái thá gì chứ? Trần Triệu Dương vừa nói xong một câu thì tát Haven một cái, đến khi anh thả Haven xuống đất, anh ta đã không còn ra dáng con người nữa. Hay lắm, giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ. Nhưng mà, tao nghe nói là trước giờ phòng đấu giá Tô Tỷ bọn bây chưa bao giờ nói đúng sai với người khác. Thật vậy sao? Trần Triệu Dương rút một chiếc khăn giấy từ trên bàn, lau nhẹ vết máu trên tay mình, sau đó thản nhiên nhìn ông già kia. Tốt lắm, mày chẳng những gây sự ở phòng đấu giá Tô Tỷ, mà còn đánh người của bọn tao thành ra thế này, xem ra không ai còn nhớ đến uy quyền của phòng đấu giá Tô Tỷ rồi, con mèo con chó gì cũng dám khiêu khích phòng đấu giá Tô Tỷ, vẻ mặt của ông già lúc này rất khó nhìn, lão ta lạnh tanh nói. Chát! Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Trần Triệu Dương sẽ nói chuyện đúng sai, nhưng anh lại làm ra hành động không ai ngờ tới, anh từ tốn bước lên, rồi cho ông già kia một cái tát vang dội. Thằng khốn nạn! Chát! Mày chết chắc! Chát! Mẹ mày! Chát! Ông già kia vừa nói thì Trần Triệu Dương chẳng nói chẳng rằng đã tát lão ta, chỉ qua vài cái tát gương mặt mặt ông già kia đã sưng vù như một cái đầu heo. Lúc này, lão ta mới biết sợ, ở đâu có kẻ như vậy trời. Không hề cho người ta cơ hội để biện giải. Chát! Lúc lão ta không định lên tiếng thì Trần Triệu Dương cũng cho một cái tát. Lúc này, ông già không hiểu gì cả, uất ức nhìn anh. Xin lỗi, thói quen thôi, Trần Triệu Dương khẽ nhún vai, sau đó anh ngượng ngùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, trong lòng ông già nọ cảm thấy rất ngột ngạt, đây là bắt nạt người khác, rất ức hiếp người. Từ trước đến nay làm gì có ai dám gây sự với phòng đấu giá Tô Tỷ chứ? Phàm là người từng nghe qua cái tên phòng đấu giá Tô Tỷ đều sẽ không tùy tiện gây sự với họ. Vì vậy, mỗi lần tổ chức đấu giá, bọn họ đều không giữ lại cao thủ ở trong, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy khiến mặt mũi của phòng đấu giá mất sạch rồi. Tất cả những người vây xem xung quanh đều hoảng sợ, nhìn điệu bộ này chỉ sợ người thanh niên kia đối với phòng đấu giá Tô Tỷ là không chết không từ. Được rồi. Bây giờ có thể nói chuyện chưa? Trần Triệu Dương liếc nhìn những ánh mắt trốn tránh của mọi người trong phòng đấu giá Tô Tỷ. Thưa anh, không biết vì sao anh lại ra tay với phòng đấu giá Tô Tỷ của chúng tôi vậy? Ngay lúc Trần Triệu Dương chờ đến mức mất kiên nhẫn thì vài người từ phía sau đi ra, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ thể thao màu đỏ, sau khi bọn họ đi ra không hề nhìn xem những người đang kêu rên. Chắc chắn bọn họ đã sớm biết ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không đi ra vì ỷ vào người bên ngoài có thể xử lý được. Nhưng không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, bọn họ chỉ đành tự đứng ra, dù sao người của quản lý đều bị đánh thành đầu heo cả rồi. Ồ, rốt cuộc cũng có một kẻ nghe hiểu tiếng người đến. Tôi muốn hỏi một chút, hôm qua Thái Phổ có tặng một vài món đồ tới đây, hôm nay hắn ta muốn lấy về, nhưng các người lại nói không thể cầm ra được, có đạo. Lý này sao? Trần Triệu Dương thuật lại sự tình một cách ngắn gọn nhất, anh không đề cập đến việc Thái Phổ là kẻ địch với bọn anh. Những người xung quanh, bao gồm cả người của phòng bán đấu giá cũng hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Vốn mọi người còn đang cảm thấy cậu thanh niên này cố tình gây sự, nhưng bây giờ ánh mắt họ nhìn về phía phòng đấu giá Tô Tỷ có chút khác. Mà sắc mặt đám người của phòng đấu giá vô cùng khó coi, nhất là những người mới đi tới kia. Còn có chuyện như vậy sao? Hay lắm, bình thường các người làm chút chuyện mờ ám tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt không tính toán, nhưng hiện tại, việc các người làm đã liên lụy đến danh dự của phòng đấu giá rồi. Thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng đảo mắt qua những người kia, thản nhiên nói. Những người tham gia vào chuyện này chủ động đứng ra đi, tôi sẽ không động đến người nhà của các người, nhưng nếu bây giờ các người không đứng ra, chờ đến lúc tôi điều tra được rồi thì tự lãnh hậu quả, ngay sau đó, người trẻ tuổi lạnh lùng tiếp tục nói. Khi anh ta vừa dứt lời, ông già vừa bị Trần Triệu Dương đánh bước ra trước, ngay sau đó vài người nữa lần lượt đứng ra, dầm một tiếng quỳ gối ngay trước mặt người trẻ tuổi. Hừ! Nếu người ta không đến có phải các người sẽ cứ vậy cho qua đúng không? Xem ra, các người thật sự cho rằng tôi sẽ không trừng phạt, dựa vào sự dung túng của tôi để trở nên thấp kém thế này sao, tốt lắm. Sau khi người thanh niên trẻ tuổi kia răn dạy bọn họ xong mới quay đầu nói với những người phía sau anh ta, dẫn bọn họ đi đi,
dựa theo quy tắc của phòng đấu giá chúng ta mà xử lý. Đừng mà, đại nhân Lô Cách, chúng tôi biết sai rồi, sau này chúng tôi sẽ không dám nữa. Cầu xin anh, đại nhân Lô Cách, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ lập công chuộc tội. Những người này đều la hét cầu xin tha thứ, hiển nhiên hình phạt này nhất định rất đáng sợ, nếu không bọn họ cũng sẽ không sợ hãi đến mức này. Chỉ có mình ông già kia, lúc này không hề lên tiếng xin tha, trong mắt lão ta ngập tràn vẻ hối hận, bởi vì lão A biết dù có cầu xin thế nào cũng vô dụng, việc mình gây ra phải do chính mình gánh vác. Chẳng mấy chốc, những người này bị kéo đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lúc này tất cả đều đang suy đoán cái vị trước mắt này là ai vậy, lại dám ra tay ở phòng đấu giá Tô Tỷ. Chung quy là người này có thể buộc phòng đấu giá Tô Tỷ thừa nhận sai lầm, hơn nữa còn trừng phạt người một nhà như vậy, quả thực có chút tàn nhẫn. Thưa anh, không biết tôi xử lý như vậy, anh có vừa lòng chưa? Trên mặt người thanh niên tên Lỗ Cách kia mang theo vẻ tươi cười, hỏi anh. Đưa những thứ đồ kia cho tôi, chuyện này xem như xong, Trần Triệu Dương cũng không muốn tính toán quá nhiều. Được, làm ơn chờ một chút, Lỗ Cách gật đầu, sau đó sai người đi lấy đồ đến. Chỉ lát sau đã có người đem linh dược, thuốc cổ và cả đỉnh tôn dược mà Trần Triệu Dương bị mất trở lại. Nhìn thấy phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự trả lại những thứ đồ kia, trong lòng La Sâm kêu một tiếng bất đắc dĩ, đây chính là chỗ lợi của việc có thực lực. Chẳng qua, bản thân ông ta cũng có được thực lực mạnh mẽ, nên cũng không quá hâm mộ Trần Triệu Dương. Mời anh kiểm tra lại một chút, những thứ này có bị thay đổi gì không? Lão Cách nở nụ cười, tận tình làm tròn trách nhiệm nhắc nhở một câu. Những thứ này đều đúng cả, chuyện này cứ như vậy đi, Trần Triệu Dương gật đầu, không tính toán tiếp nữa. Đi thôi, anh nói với La Sâm. Lúc này, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Xin anh dừng bước, ngay lúc hai người Trần Triệu Dương sắp bước ra khỏi cửa, Lỗ Cách đột nhiên mở miệng nói. Còn chuyện gì chỉ bảo, Trần Triệu Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Vấn đề của anh đã giải quyết rồi, vậy tiếp theo. Chúng ta phải tính một chút các khoản nợ giữa chúng ta nhỉ, thời điểm Lỗ Cách nói chuyện vẫn vô cùng bình thản, không hề có chút tức giận nào. Ngay khi Lỗ Cách vừa dứt lời, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, chả trách vừa nãy phòng đấu giá Tô Tỷ lại phối hợp với người ta như vậy, thì ra đã chờ đến lúc này từ lâu. Nhưng mà bọn họ đều cảm thấy hơi kỳ quái, nếu đánh không lại người ta còn cứ ngoan cố như vậy có ý nghĩa gì sao? TH, khoản nợ giữa chúng ta sao? Nói tôi nghe một chút, thấy Lỗ Cách nói vậy, Trần Triệu Dương chợt nở nụ cười. Anh đã nói mà, phòng đấu giá Tô Tỷ này cũng là một thế lực mạnh. Làm gì có chuyện chỉ có hai thuộc hạ bị đánh mà đã chịu thua chứ? Phòng đấu giá Tô Tỷ cấm đánh nhau, cũng không ai được gây sự ở phòng đấu giá Tô Tỷ, nếu đã gây rối ở đây thì phải trả giá đắt, trên mặt Lỗ Cách vẫn tươi cười như trước, tựa như đang nói chuyện cùng người bạn cũ. Ồ, giá đắt như thế nào? Để xem tôi có thể chịu được hay không, khóe miệng Trần Triệu Dương cong lên một chút đùa cợt, lạnh nhạt hỏi. Rất đơn giản, giết cả nhà anh mà thôi, quay về chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Ngàn vạn lần đừng lơ là đấy, Lỗ Cách cười tủm tỉm nói. Phòng đấu giá các người quả thật ngang ngược, một khi đã như vậy, theo ý tứ của anh thì về sau chúng A là kẻ địch không chết không ngừng đúng không? Anh có thể đại diện cho phòng bán đấu giá này được. Không, Trần Triệu Dương không hề giận, nhìn Lỗ Cách tựa như đang nhìn một người chết vậy. Ngay lúc Lỗ Cách nói ra những lời này, Trần Triệu Dương đã phán tử hình cho anh ta rồi, không ai có thể uy hiếp chính anh, đặc biệt là người bên cạnh anh. Đương nhiên tôi có thể đại diện, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh tự kết liễu ở trước mặt tôi có thể buông tha cho người bên cạnh anh. Trong mắt Lỗ Cách lạnh lùng, thản nhiên nhìn thoáng qua Trần Triệu Dương, mang theo một tia thương hại nói. Lời nói của Lỗ Cách khiến tất cả mọi người xung quanh đều run sợ, đây là người của phòng đấu giá Tô Tỷ, họ có đủ tự tin để nói ra những lời này. Nếu muốn không chết không ngừng, vậy được thôi, Trần Triệu Dương nhún vai. Nếu đối phương đã muốn chơi thì anh bồi bọn họ chơi đến cùng, anh thật muốn nhìn thử xem phòng đấu giá Tô Tỷ nổi danh quốc tế có gì không thể lay động được. Các vị, mời đi đi, nơi này lập tức sẽ trở thành một đống đổ nát, nếu các vị không muốn an toàn cá nhân của mình bị đe dọa thì mời mọi người mau rời khỏi đây. Biểu cảm của Trần Triệu Dương vô cùng lạnh nhạt, thẳng thắn nói với những người đấu giá có trong phòng. Việc này quá bất ngờ rồi. Tôi muốn nhìn thử xem người này có thể gây ra được động tĩnh gì. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài, để lại nơi này cho bọn họ. Lúc này nhóm người đấu giá trong phòng không hề có chút bất mãn nào, đồ vật này nọ khi nào cũng có thể mua nhưng mà loại náo nhiệt này không phải lúc nào cũng có thể nhìn được. Cho nên,
tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn đi ra khỏi phòng. Người thanh niên trẻ tuổi ở hàng đầu tiên cũng có chút hứng thú đứng dậy, đi ra bên ngoài. La Sâm đương nhiên biết Trần Triệu Dương muốn làm cái gì, ông ta không hề chần chờ, nhanh chóng dẫn Nam Cung Yến ra ngoài. Sắc mặt của Lỗ Cách vô cùng khó coi, này đâu chỉ là vứt bỏ mặt mũi của phòng đấu giá bọn họ, thậm chí đã làm hỏng luôn buổi đấu giá lần này rồi. Nhưng mà anh ta cũng muốn xem đối phương có thật sự dám làm như vậy hay không. Không chết không ngừng nhỉ, một khi đã như vậy, đám người các anh không cần thiết phải sống nữa. Trần Triệu Dương cười lạnh, từng bước tiến lên, bóp chặt lấy cổ Lỗ Cách, nhấc cả người anh ta lên. Dừng tay, người trẻ tuổi, ngàn vạn lần đừng kích động mà, những người đi ra chung với Lỗ Cách ở phía sau đều biến sắc, cả đám khẩn trương nhìn Trần Triệu Dương la lớn. Lỗ Cách chính là con của Tổng Giám Đốc chúng tôi. Nếu giết cậu ấy thì anh sẽ gặp họa lớn đớ, có người mở miệng đe dọa Trần Triệu Dương. Hả, không phải nói là không chết không ngừng sao? Chẳng lẽ tôi hiểu sai ý rồi, tay Trần Triệu Dương bắt đầu dùng sức, thản nhiên đáp lời. Còn Lỗ Cách đang bị Trần Triệu Dương bóp cổ hoàn toàn không thở nổi, cảm giác sắp chết dâng trào từ trong lòng, anh ta cảm giác được đối phương thật sự muốn giết mình. Anh ta hối hận rồi, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh ta không nên ỷ thế xuất hiện. Bây giờ thì hay rồi, đẩy cả chính mình vào cuộc. Nếu cho anh ta một cơ hội, anh ta tuyệt đối sẽ không cố chấp xuất đầu lộ diện nữa. Người mà, đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói và làm, cho nên, Trần Triệu Dương lạnh lùng, không chút do dự bóp chặt cổ Lỗ Cách. Chờ một chút, lời cậu ấy nói đều không tính, ngay lúc Trần Triệu Dương sắp sửa bóp nát cổ Lỗ Cách, một giọng nói đột nhiên la lớn. Ồ, vậy sao, vậy tìm một kẻ đến định đoạt đi. Trần Triệu Dương buông cái cổ của Lỗ Cách ra, lạnh lùng đáp. Chờ một chút đi mà, người nọ nhìn thấy đối phương không có thật sự giết người mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đến lấy di động ra, gọi một cú điện thoại. Tổng Giám Đốc, chúng tôi bên này, người nọ vừa kết nối được máy liền vội vàng trình bày sự tình cho đối phương một lần. Thưa anh, Tổng Giám Đốc của chúng tôi mời anh nghe điện thoại, người nọ đưa điện thoại di động cho. Anh, bật loa ngoài, Trần Triệu Dương không nhận. Ngược lại để cho đối phương mở loa ngoài. Thằng nhóc kia, tôi mặc kệ cậu là người nào, có bối cảnh ra sao, cậu đã dám trêu chọc vào phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi thì cứ chuẩn bị nhận lấy lửa giận từ phòng đấu giá Tô Tỷ đi, trong điện thoại truyền đến âm thanh giống giận của một người đàn ông. Nói xong chưa, Trần Triệu Dương vô cùng bình thản mở miệng hỏi. Tổng Giám Đốc, đại nhân Lỗ Cách đang ở trong tay anh ta đấy, người gọi điện thoại nọ nhìn thấy tình huống không thích hợp, đột nhiên sắc. Nhanh chóng mở miệng nói với vị Tổng Giám Đốc ở đầu kia điện thoại. Nếu đã nói xong, vậy cứ đến nhặt xác cho con ông đi, Trần Triệu Dương không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp lấy tay bẻ gãy cổ Lỗ Cách. Nếu mày dám giết con tao, tao nhất định sẽ giết cả nhà mày, người ở đầu dây bên kia không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy đối phương lấy con mình ra uy hiếp, sao ông ta có thể chịu uy hiếp được chứ? Ngu xuẩn, sau khi Trần Triệu Dương giết người rồi cũng chẳng có chút phản ứng nào. Thẳng tay ném thi thể của đối phương ra, sau đó nói với vị Tổng Giám Đốc trong điện thoại, xem ra phòng đấu giá Tô Tỷ có vẻ thích uy hiếp người khác quá nhỉ, một khi đã như vậy thì các người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi nói xong, Trần Triệu Dương trực tiếp cúp điện thoại. Xong rồi, anh giết chết đứa con của Tổng Giám Đốc, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Người đàn ông gọi điện thoại thấy cảnh này, bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, chỉ vào Trần Triệu Dương nói. Không phải anh ta đòi không chết không ngừng sao, tôi cho anh ta, chỉ hy vọng rằng phòng đấu giá Tô Tỷ các người có thể chịu nổi sự trả thù của tôi. Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, đối với những tên lâu la thế này, anh cũng chẳng làm khó người ta, người như vậy giết cũng vô dụng. Đợi đến khi Trần Triệu Dương rời đi rồi, những người xung quanh mới vội xông tới, bọn họ không nghĩ đến người thanh niên này thật sự dám giết người. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được Trần Triệu Dương, nếu đối phương chỉ uy hiếp một mình anh. Anh sẽ chẳng làm đến mức này, nhưng mà nếu đối phương dùng người bên cạnh anh để uy hiếp, vậy anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng, đây chính là điểm mấu chốt. Cho nên, đứa con của Tổng Giám Đốc phòng đấu giá Tô Tỷ Lỗ Cách đã chết. Đương nhiên, khi tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phải biết rằng sau sự kiện kia, đây là lần đầu tiên có người lại dám khiêu khích phòng đấu giá Tô Tỷ. Mà điều quan trọng nhất là đối phương chẳng những khiêu khích phòng đấu giá Tô Tỷ, còn giết chết đứa con của Tổng Giám Đốc nơi đó. Đây không đơn giản là gây sự nữa rồi, đây chính là kết thù. Đương nhiên, cũng có một số ít người biết sự tình từ đầu đến cuối thì đưa ra những ý kiến bất đồng.
muốn trách thì trách lỗ cách kia, vốn mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi, tự nhiên lại đi uy hiếp người A, đây không phải muốn chết sao? Quan trọng là anh ta ỷ vào danh tiếng của phòng đấu giá Tô Tỷ, đe dọa sẽ giết cả nhà người ta, chuyện này đổi thành bất kỳ ai cũng chẳng thể chịu được. Tôi chỉ muốn nói, tên lỗ cách này chết là xứng, nói cái gì mà muốn cùng người ta không chết không ngừng, còn muốn người nhà người ta cũng như vậy, bảo sao? Người ta lại không ra tay trước chứ? Đương nhiên, những lời này đều do một số người ẩn danh phát biểu trên diễn đàn, tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ sự tình đúng sai, nhưng mà thế giới của người trưởng thành không hề có sai hoặc đúng, chỉ có nắm đấm mà thôi. Nếu nắm đấm của anh đủ bự, đủ cứng thì anh có lý. Ngược lại, nếu anh ở thế yếu thì cho dù bị bắt nạt cũng là do anh xứng đáng. Cho nên, không ai thật sự đứng ra nói về vấn đề này, nhiều nhất chỉ là thảo luận quy mô nhỏ, hoặc phát biểu một vài bình luận trên mạng mà thôi. Tôi nói này người anh em, đồ vật này nó cậu đều đã lấy được rồi, sao còn giết người ta làm gì, trên xe, La Sâm nghi hoặc hỏi Trần Triệu Dương. Ông nghĩ rằng tôi với ông thực sự có thể cầm đồ rời đi sao, Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Nhưng mà không phải bọn họ đều đã trả lại những thứ đồ đó cho chúng ta sao, La Sâm nghe vậy có chút khó hiểu. Ông biết không, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tôi không nắm chắc, tuy rằng hôm nay chỉ có ba người chúng ta ở đây, nhưng người của tôi vẫn luôn âm thầm đi theo đấy. Ông có biết vừa nãy có bao nhiêu khẩu súng chĩa vào đầu chúng ta không? 5 khẩu, trong đó có 2 khẩu là súng ngắm, hơn nữa, dưới xe chúng ta cũng bị cài bom. Ông cảm thấy vì sao đối phương phải làm chuyện như vậy? Bọn họ thực sự muốn thả chúng ta đi trong hòa bình sao? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, anh không phải là một người cuồng giết chóc, tuy đối phương dùng người bên cạnh anh uy hiếp anh nhưng mà cũng không thể trực tiếp giết đối phương ở nơi đông người như vậy được. Sở dĩ anh làm như vậy là bởi vì những gì anh vừa nói với La Sâm, kỳ thật đối phương không hề nghĩ muốn thả bọn họ rời đi. Nếu đối phương đã làm như vậy thì mình cũng phải tỏ thái độ của mình. Mà việc giết chết lỗ cách trước mặt mọi người chính là thái độ của anh. Nếu các người đã muốn không chết không ngừng vậy thì như các người mong muốn, không chết không ngừng. Cái gì, còn có chuyện như vậy sao, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, La Sâm toát cả mồ hôi lạnh. Ông ta vào Nam ra Bắc, trà trộn trong hai giới đen trắng cũng vài chục năm rồi, tự nhận rằng dạng nguy hiểm nào cũng đều đã gặp qua. Nhưng mà ông ta không hề nghĩ tới, hiện trường nhìn như bình thản lại che giấu nhiều sát ý đến vậy. Vừa nãy người của tôi đã xóa sạch toàn bộ sát ý bị che giấu. Nếu không chỉ cần chúng ta lơ là một chút thôi thì hôm nay chính là ngày giỗ của chúng ta rồi, Trần Triệu Dương không hề giấu giếm, thẳng thắn nói với La Sâm. Chẳng trách, cậu vừa nói như vậy tôi liền hiểu được, mệt cho tôi còn cắn rứt lương tâm với phòng đấu giá Tô Tỷ, không nghĩ đến bọn họ lại làm ra việc như vậy. Nghe được lời giải thích của Trần Triệu Dương, trong lòng La Sâm tràn đầy phẫn nộ, ông ta hạ quyết tâm về sau không bao giờ tham gia bất cứ buổi đấu giá nào của phòng đấu giá Tô Tỷ nữa. Ông cho rằng phòng đấu giá Tô Tỷ thực sự chỉ dựa vào một sự kiện duy nhất kia để duy trì oai phong thời gian dài như vậy sao? Không có người hoặc thế lực nào có thể làm được như vậy, cho nên, việc này cũng tạo cho. Phòng đấu giá Tô Tỷ thói quen làm việc ngang ngược. Nhưng mà, bọn họ đã quên mất một điều, thế giới này không chỉ có duy nhất mình phòng đấu giá Tô Tỷ bọn họ, cứ quen thói làm việc ngang ngược rồi cũng sẽ có ngày chọc phải người họ không nên chọc vào. Nói tới đây, anh hơi nở nụ cười. Vô cùng tự nhiên nói, ví dụ như tôi. Nghe Trần Triệu Dương nói, La Sâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải là ngày đầu tiên ông ta quen biết anh, đương nhiên biết rõ thực lực của anh và Huyết Lang, tuy nói rằng Huyết Lang đã mất đi vị trí sói đầu đàn nhưng mà hiện tại có người lại hoàn toàn chọc giận con sói này. Xem ra, phòng đấu giá Tô Tỷ lần này vớ phải vận rủi rồi. Tất nhiên, cũng có những thế lực đang muốn thay thế Huyết Lang. Trận chiến trở về đầu tiên này của Huyết Lang chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ thế giới ngầm. Về tới nội thành, Trần Triệu Dương không để cho nhóm người Nam Cung Yến nán lại lâu hơn nữa, mà mua cho họ chuyến bay về nước sớm nhất để đưa ba người trở về. Dù sao, những chuyện kế tiếp cũng không thích hợp để cho các cô tham dự. Còn về chuyện trong nước, thật ra Trần Triệu Dương chẳng lo lắng là bao. Dù sao, Hoa Hạ được xưng là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ tuyệt đối không phải nói suông. Nếu phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự ra tay với người bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ không đặt chiến trường tại Hoa Hạ, đó chính là hành động tìm chết. Cùng ngày hôm đó, Trần Triệu Dương mang theo đám Tật Phong cũng rời khỏi nơi này, về tới bộ lạc Somta, vốn Lacy còn chẳng biết Linh Vu đại nhân bọn họ đi đâu rồi, cho đến khi Trần Triệu Dương xuất hiện lần nữa ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi trở lại bộ lạc Somta, Trần Triệu Dương chẳng hề rảnh rỗi, đi thẳng đến chỗ có cỏ đằm mọc, những đồ vật cần thiết đều đã chuẩn bị tốt rồi, vậy khai đỉnh luyện đan thôi. Lúc luyện chế đan dược cần phải có một nơi cực kỳ yên tĩnh, cho nên đám người Tật Phong bảo vệ xung quanh chặt như thùng sắt, ngay cả Giang Tử Phong cũng võ trang ra hình ra dạng, tốt xấu gì cậu ấy cũng là đàn em đầu tiên của Trần Triệu Dương, hiện tại thực lực quả thật không thể khinh thường. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Trần Triệu Dương liền bắt tay vào luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược hoàn toàn khác với lúc trước, kia đan dược được luyện chế nhiều nhất chính là đan dược có công dụng làm tiêu hao. Còn đan dược lần này có thể thay đổi thể chất của người dùng, loại đan dược này tên là hồi sóc đan, nói cách khác, nếu dùng hồi sóc đan, cơ thể con người sẽ có năng lực tự chữa trị. Loại năng lực tự chữa trị này và khôi phục tự nhiên của thân thể không giống nhau. Hồi sóc đan có thể khiến cho cơ thể hồi phục về trạng thái trước khi bị thương. Công hiệu như vậy quá mức nghịch thiên, trước kia Trần Triệu Dương luôn cho rằng loại đan dược này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai ngờ lần này chính mình sắp thực sự luyện chế nó rồi. Trần Triệu Dương nhanh chóng xử lý tốt một vài viên đan dược đặc thù, sau đó anh vung tay lên, một ngọn lửa xuất hiện bên trong đỉnh, đây chính là lửa do Trần Triệu Dương dùng khí của bản thân làm cơ sở thi triển ra. Lúc trước anh chưa bước vào cảnh giới tông sư, chỉ có thể dùng bếp lửa bình thường hoặc bếp từ để luyện chế, còn bây giờ thì không cần nữa. Loại lửa này tiêu hao thực khí của chính bản thân, hơn nữa, bắt buộc phải tự mình khống chế hoàn toàn, cho nên anh có thể khống chế hoàn hảo độ mạnh yếu của lửa, luyện chế đan dược sẽ càng linh hoạt hơn. Khi dược đỉnh dần dần ấm lên, Trần Triệu Dương bắt đầu bỏ thuốc cổ vào trong theo thứ tự, sau khi số thuốc cổ đó được bỏ vào, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một khối tinh chất lỏng. Đợi đến khi thuốc cổ bị luyện chế xong, Trần Triệu Dương mới bỏ linh dược vào bên trong. Chẳng qua, linh dược rất khác biệt so với thuốc cổ, linh dược đã tồn tại hơn trăm năm rồi cho nên việc luyện chế nó khó khăn hơn rất nhiều. Nếu muốn luyện hóa một gốc linh dược phải tốn gấp đôi thời gian so với luyện hóa thuốc cổ. Ngay khi linh dược bị Trần Triệu Dương luyện hóa xong, dù là dựa vào lượng chân khí trong cơ thể, anh cũng cảm giác có chút kiệt sức. Đến nước này rồi chỉ có thể liều chết chống đỡ. Bởi vì một lò đan dược này quá mức quý giá, có thể nói là chỉ có thể gặp không thể cầu, số lượng thuốc cổ và linh dược này đều là những thứ vô giá. Còn một bước cuối cùng, ngay khi tinh chất thuốc lỏng bắt đầu ngưng tụ, Trần Triệu Dương vội dồn tất cả sự tập trung của mình vào, bởi vì bước tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, dung hợp cỏ đàm vào trong đó. Cỏ đàm không thể để được quá lâu, nếu không dược hiệu của nó sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể lợi dụng một khắc đan thành kia. Lợi dụng lực lượng lúc đan thành để khóa chặt dược hiệu của cỏ đàm, nếu không một lò đan dược này sẽ hoàn toàn biến thành vô dụng. Ngay bây giờ, sau khi dung dịch thuốc sắp hòa thành một viên đan dược ở trong dược đỉnh, chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương chia ra thành từng phần nhỏ, bao bọc lấy gốc cỏ đàm kia, rồi đưa vào trong dược đỉnh. Quá trình này chưa tới một giây đồng hồ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cứ như vậy, tác dụng của thuốc sẽ được giữ lại hoàn toàn. Lúc cỏ đàm được đưa vào trong đỉnh, bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại, gió lớn nổi lên, cơn mưa to bắt đầu đổ xuống ào ào, bên trong cơn mưa đó còn có những cục đá to bằng nắm tay trẻ con. Biến đổi này khiến đám người Tật Phong đang đứng xung quanh bảo vệ phải trợn tròn mắt, bởi vì gió to mưa lớn này chỉ tập trung vào chỗ Trần Triệu Dương, đúng là bọn họ có nhìn thấy biến hóa kinh khủng đó, nhưng lại không hề bị ướt cho dù đứng ở rất gần, cũng không có cơn gió nào thổi đến chỗ bọn họ cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người Tật Phong nhanh chóng tập trung lại một chỗ, sắc mặt ai nấy đều không hề đẹp lắm, sau khi kinh ngạc qua đi, bọn họ lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Bọn họ biết đại ca muốn luyện chế đan dược, thế nhưng hiện tượng thiên nhiên kỳ quái này lại khiến bọn họ ngây ra, bó tay chịu trói, căn bản không biết phải làm gì. Dưới tình huống này, chúng ta giúp không được gì, cậu nhìn kìa, nếu chúng ta đi vào trong cơn mưa đá kia, chắc hẳn còn chưa đến gần, đã bị đập chết rồi. Quan trọng nhất là những cơn gió kia, với thực lực của chúng ta, căn bản không vào nổi. Rất nhanh bọn Tật Phong đã đoán được uy lực của hiện tượng thiên nhiên kỳ quái này, với thực lực của bọn họ, căn bản không hề có biện pháp nào cả. Vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca gặp nạn sao, nghe Tật Phong nói vậy, Giang Tử Phong gấp gáp hỏi. Không nhìn thì có thể làm gì được, với thực lực của chúng ta mà đi vào đó, chỉ có một chữ chết thôi, mặc dù Tật Phong nói miệng như vậy. Nhưng trong lòng lại vô cùng nóng nảy. Không phải đại ca muốn độ kiếp đấy chứ, nhìn bão tố càng ngày càng mạnh, cục mưa đá vốn chỉ to bằng năm tay trẻ em, bây giờ đã to bằng miệng chén, bọn Giang Tử Phong không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Cứ xem đã, nếu như không được,
chúng ta sẽ lái xe đi vào, cứu đại ca ra. Nhìn cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng, lúc này Tật Phong cũng không có chủ kiến lắm. Các cậu không đi, tôi đi. Ngay sau đó, cậu tử đột nhiên hung dữ leo lên trên xe Việt Dã, nhấn cần ga một cái, lao về phía Trần Triệu Dương. Đáng chết, cậu tử, cậu trở lại cho tôi. Nhìn thấy hành động của cậu tử, mấy người Tật Phong lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Sau khi cậu tử lái xe Việt Dã xông vào, cơn mưa đá kinh khủng kia lập tức rơi lên trên thân xe, gió lớn khủng khiếp thổi tới, xe Việt Dã giống như đang bị kéo lại, căn bản không hề có dấu hiệu tiến lên được. Không tốt, mau trở về, khi mọi người nhìn thấy xe Việt Dã kia không thể động đậy được, mà trần xe cũng bị mưa đá kinh khủng này đập thủng mấy lỗ, bọn họ đều liều mạng hô lên. Đương nhiên cậu tử ở trong xe cũng biết tình huống này, nhìn trần xe sắp sụp xuống, cậu ta biết nếu không lùi ra ngoài, chỉ sợ mình sẽ phải viết di chúc ở đây mất. Nghĩ tới đây, cậu tử đánh mạnh tay lái, nới lỏng chân ga, cậu ta còn chưa kịp lùi ngược lại, chiếc xe Việt Dã đã như bị một bàn tay lớn đẩy, điên cuồng lùi ra ngoài. Đợi đến khi cậu ta lùi xe ra khỏi phạm vi cơn bão, mấy người Tật Phong cũng xông tới, nhìn chiếc xe Việt Dã thê thảm trước mắt, bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này cửa kính của chiếc xe Việt kia đã hoàn toàn vỡ vụn, trần xe cũng bị sập, thậm chí còn vài cục đá đã rơi xuyên qua trần xe. Cậu tử, đi ra cho tôi, cậu thế nào rồi? Nhìn thấy như vậy, mấy người bọn họ lập tức gấp gáp, bởi vì bọn họ không nhìn thấy bóng người cậu tử đâu cả. Làm tôi sợ muốn chết, lúc này cậu tử mới chật vật bò ra từ phía sau, hóa ra, trong nháy mắt kính chắn gió vỡ vụn, cậu tử đã buông chân ga ra, gạt cần lên, ngay sau đó lẻn ra chỗ ngồi phía sau. Nhờ có cái ghế ở phía trước ngăn cản, cậu ta mới tránh thoát được, nếu không chắc chắn đã bị đập đến mức máu me be bét rồi. Không có việc gì là được, mau chạy ra đây, nhìn thấy cậu tử không có chuyện gì, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó bọn họ lại càng thêm lo lắng, bởi vì bão tố khủ âm bố như vậy, đại ca của bọn họ ở trung tâm cơn bão sẽ như thế nào chứ? Nhưng với tình huống bây giờ thì không có biện pháp nào cả, chỉ có thể lo lắng chờ đợi thôi. Ngay lúc mấy người Tật Phong đang chờ ở bên ngoài, một người đàn ông bẩn thỉu, tóc xóa tung, quần áo tả tơi chạy nhanh đến. Ai đấy, dừng lại, mặc dù mấy người Tật Phong đang lo lắng cho Trần Triệu Dương, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác với bên ngoài. Lúc người đàn ông giống như ăn mày này xuất hiện, mấy người Tật Phong đã rút súng ra, nhắm ngay vào đối phương. Quả nhiên là có báu vật xuất hiện, đúng là ông trời cũng giúp mình, ha ha, người đàn ông kia điên khùng cười ha ha, chỉ là ông ta không hề gấp gáp. Bởi vì ông ta biết phải chờ đến khi gió bão dừng lại mới được. Nhìn thấy đối phương căn bản không để ý tới mình, sắc mặt của mấy người Tật Phong trầm xuống, sau đó bao vây lấy người đàn ông kia. Đây là khu vực tư nhân, xin hãy nhanh chóng rời đi, Tật Phong hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói với ông ta. Lúc này, cuối cùng người đàn ông kia mới tỉnh táo lại từ trong hưng phấn, nghe được đám người Tật Phong nói vậy, trong mắt ông ta đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lão. Cho các cậu một cơ hội. Cút sang một bên, nếu không đừng trách tôi không nương tay, người đàn ông trông như ăn mày kia hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra hơi lạnh. Trong lòng mấy người Tật Phong siết chặt lại, bọn họ có thể cảm giác được lão già này không dễ đối phó, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể để đối phương đi quấy rầy đại ca luyện đan được. Các cậu khẩn trương như vậy, là vì biết bên trong đang xảy ra chuyện gì đúng không, cảnh tượng kỳ lạ như thế, chắc chắn thứ đang được sinh ra ở trong đó không hề đơn giản, là cái gì thế, nói nghe xem nào. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua bão tố chỉ có phạm vi 100 mét, đột nhiên mở miệng hỏi mấy người Tật Phong. Chúng tôi cũng không biết là cái gì, nếu như ông muốn biết, vậy thì chờ cơn bão kết thúc thì đi mà xem, Tật Phong làm một dấu tay, ra hiệu cho bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nhiệm vụ của bọn họ không phải tiêu diệt đối phương, mà là giữ chân đối phương, chỉ cần đối phương không quấy rầy đại ca luyện chế đan dược là được. Hừ, nhóc con, chơi mưu mô với ông đây đúng không? Cậu còn non lắm, nhưng mà cậu nói đúng, chờ cơn bão kết thúc sẽ biết, người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của Tật Phong. Nhưng mà ông ta cũng không vội ra tay, dù sao trong tay đối phương có vũ khí nóng, nếu như chỉ có 1-2 khẩu súng, có lẽ ông ta còn không sợ, nhưng có nhiều súng tiểu liên như vậy, ông ta cũng không muốn mình còn chưa xác định được là thứ gì mà đã phải đánh nhau sống chết với người khác rồi. Thời gian dần trôi qua, cơn bão đã bắt đầu yếu bớt đi. Một hơi thở kỳ lạ truyền đến từ trung tâm cơn bão. Nhưng mà hơi thở này chỉ thoáng một cái đã qua, nhanh đến mức tất cả mọi người tưởng rằng là ảo giác. Hả, làm sao lại như vậy,
lúc đầu lão già ăn mày muốn xông lên trước tiên, khi ông ta thấy rõ ràng tình hình sau khi cơn bão tan đi, hai mắt lập tức trợn trừng, lộ ra vẻ không dám tin. Đại ca, sau khi mấy người Tật Phong nhìn thấy tình hình bên trong, tất cả đều thở phào. Lúc này cơn bão đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại một mình Trần Triệu Dương đứng ở chính giữa, điều khiến bọn họ không thể chấp nhận được là, tất cả mọi thứ xung quanh đều đã bị phá hủy tan tành, chỉ có phạm vi 2 mét xung quanh Trần Triệu Dương là không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả một giọt mưa cũng không có, mặt đất vô cùng khô ráo. Quả nhiên mấy người biết tình huống bên trong, hừ, tôi không cần biết cậu là người nào, đưa đồ trong tay cậu cho tôi sẽ tha mạng cho mấy người ì mày kia hừ lạnh một tiếng, quát lên với anh. Cuối cùng lúc này Trần Triệu Dương cũng thở dài, anh hoàn toàn không ngờ việc mình luyện chế hồi sóc đan lại gây ra hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Trước kia anh vẫn nghe lão già nói, đan dược nghịch thiên vì không được trời đất chấp nhận, cho nên nếu đan dược càng có phẩm chất cao, hiệu quả nghịch thiên, càng sẽ gây ra đan kiếp. Trước lúc này, Trần Triệu Dương vẫn luôn nghĩ rằng chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết, căn bản không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện thật. Mặc dù hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này hoàn toàn không giống với đan kiếp kinh khủng mà lão già nói, nhưng chắc chắn là do việc mình luyện chế đan dược đưa tới. Lúc ấy nếu như anh không lấy chân khí để tạo ra một vòng bảo hộ, chỉ sợ lần luyện đan này sẽ phải thất bại trong gang tấc. May mà cuối cùng đã chống đỡ được đến khi đan kiếp kết thúc, cũng đã luyện chế thành công hồi sóc đan. Tên nhóc kia, cậu không nghe thấy lời tôi vừa nói sao? Mau giao thứ trong tay cậu cho tôi, nếu không, chọc giận ông đây sẽ tiêu diệt mấy thằng nhóc. Còn các cậu, lão già kia nhìn thấy đối phương căn bản không thèm để ý đến mình, ông ta lập tức nổi giận. Thật ra ngay từ đầu, ông ta cũng không nghĩ đến việc cướp đoạt, nhưng khi ông ta nhìn thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, liền biết mặc dù đối phương đã chống đỡ được qua cơn bão, nhưng chắc chắn đã tiêu hao cực lớn, cho nên ông ta mới quyết định liều một phen, dù sao phú quý ở trong nguy hiểm mà. Ông vừa nói cái gì, cuối cùng lúc này Trần Triệu Dương đã tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, cau mày, nhìn về phía lão già kia, sau đó lạnh lùng hỏi. Tôi nói, đưa đồ trong tay cậu cho tôi, nghe rõ chưa, người đàn ông cười lạnh một tiếng, sau đó vươn tay ra, nói với Trần Triệu Dương. Thứ này nóng lắm đấy, ông nhất định phải lấy sao, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười diều cợt, sau đó nhìn về phía lão già kia, hỏi. Đừng nói nhảm, mau đưa nó cho tôi. Ông ta nghe Trần Triệu Dương nói như vậy thì có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng nói. Được thôi, vậy ông bắt chuẩn vào, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó anh ném viên đan dược trong tay mình ra. Thực lực của lão già kia cũng không yếu, nhìn thấy đối phương đưa đồ cho mình, ông ta liền kích động hẳn lên, lúc này mới duỗi hai tay ra ôm lấy cái dược đỉnh kia. À, ngay lúc lão già ôm chặt lấy dược đỉnh, quần áo vốn đã rách nát trên người ông ta liền bốc cháy. Kể cả mái tóc của ông ta cũng bị đốt trụi hết. À, hiển nhiên lão già kia không ngờ mọi chuyện sẽ có biến hóa như thế, hai tay và trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn vì bị đốt cháy, ông ta lập tức kêu thảm thiết, ném cái dược đỉnh kia ra ngoài. Trần Triệu Dương đã sớm biết trước chuyện này rồi, chờ đến khi lão già quăng dược đỉnh ra ngoài, anh đột nhiên tiến lên một bước, dùng một tay bắt lấy dược đỉnh kia, sắc mặt bình tĩnh nhìn ông ta. Lão già nhanh chóng lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng mới dập tắt được đám lửa trên người, chỉ là lúc này cả người ông ta đã đen xì, đầu tóc cũng bị đốt trụi hết, bởi vì dập lửa kịp thời, quần áo còn có thể miễn cưỡng che kín cơ thể, nhưng cả người lại bị thiêu đen xì. Dễ cầm không, Trần Triệu Dương dùng một tay nâng dược đỉnh kia, sau đó lạnh nhạt hỏi. Nghe anh hỏi vậy, sắc mặt của lão già vừa mới dập tắt lửa trên người trở nên cực kỳ khó coi, đương nhiên, bởi vì bị đốt cháy đen xì, cũng không nhìn ra được sắc mặt ông ta biến hóa. Mặc dù cực kỳ giận dữ, nhưng lý trí lại nói cho ông ta biết, người đàn ông trước mắt này không chọc được. Không nói đến cái khác, chỉ cần thấy đối phương cầm cái đỉnh kia thôi, mình mới chạm vào một cái mà suýt nữa đã bị thiêu chết, thế nhưng đối phương lại cầm bằng một tay được, hơn nữa còn chẳng bị làm sao cả, điều này đã đủ chứng minh mình không phải là đối thủ của người trước mặt này rồi. Ngại quá, vừa rồi đầu óc tôi có vấn đề, bây giờ tôi sẽ rời đi, ông ta biết không thể ở lại thêm nữa. Nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không mình sẽ phải viết di chúc ở đây mất. Chờ một chút, ai cho ông đi, lúc ông ta vừa mới nhấc chân lên, muốn chạy về phía trước, Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng. Anh vừa mới mở miệng, mấy người Tật Phong liền bao vây ông ta lại, cho dù có muốn đi cũng không đi được. Thật sự cho rằng tôi dễ tính sao, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người kia. Nhưng mà tôi đâu có làm cái gì,
ngược lại người bị thương chính là tôi, cậu còn muốn làm thế nào nữa? Lúc này trong lòng lão già kia cực kỳ uất ức, cái số của mình làm sao vậy chứ? Quá xui xẻo. Mở miệng là một tiếng danh con, còn nói muốn giết người cướp của, ông cảm thấy tôi có thể dễ dàng buông tha cho ông như vậy sao? Trần Triệu Dương cười lạnh, trong mắt có sát ý đáng sợ. Cảm nhận được sát khí truyền đến từ trên người Trần Triệu Dương, lão già kia đã sắp sợ tè ra quần, dù sao ông ta cũng là một cao thủ, bình thường đóng vai ăn xin, chẳng qua là vì thấy vui mà thôi, thế nhưng bây giờ gặp phải người khó chơi, đối phương lại có ý định giết mình. Tôi chỉ là một lão già lẻ loi một mình, cậu đừng giết tôi không có ích lợi gì với cậu đâu, lão già lập tức cầu xin, hiển nhiên, đối mặt với sống chết, bất kỳ người nào cũng không thể bình tĩnh được. Ồ, ông còn có lợi ích gì với tôi, Trần Triệu Dương không hề lơ là, mà khít mũi coi thường nói. Tôi vẫn có thể chạy chân được, về sau cậu chính là chủ nhân của tôi, cậu bảo tôi đi hướng đông, tôi sẽ không dám đi hướng tây, chỉ cần đừng giết tôi, trên mặt lão già có vẻ đau khổ, cầu xin Trần Triệu Dương. Anh lại không hề dao động, vừa rồi lão già này vẫn còn dáng vẻ kêu đánh kêu giết, bây giờ đột nhiên biến thành dạng này, đủ để thấy ông ta mưu mô như thế nào. Không đủ. Tôi không cần chó vô dụng, Trần Triệu Dương lắc đầu, không hề nhúc nhích chút nào. Tôi, thật ra tôi còn có một thân phận khác, tôi là tộc trưởng Mỹ Sót của gia tộc Rider, khỏi cần phải nói đến nơi khác, chỉ cần nói ở khu vực Hắc Châu và Đông U thôi, chắc chắn tôi sẽ rất có ích, Mỹ Sót tự hào nói. Ngại quá, chưa nghe nói bao giờ, anh lại lắc đầu, cực kỳ khinh thường nói. Đại ca, gia tộc Rider này rất lợi hại, Hắc Tử ở bên cạnh thật sự không nhịn được. Chạy đến trước mặt Trần Triệu Dương, nhỏ giọng giải thích. Nói như vậy nghĩa là giữ lại ông ta sẽ có chỗ hữu dụng sao, nghe được lời nói của Hắc Tử, Trần Triệu Dương mới liếc mắt nhìn Mí Sót, hờ hững nói. Đúng vậy, giữ lại mạng chó này của tôi, về sau mặc. Cậu sai bảo, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Mí Sót rối rít gật đầu, ông ta nhanh chóng nói tiếp. Há miệng, Trần Triệu Dương nhìn Mí Sót nói. Tuy rằng không biết vì sao Trần Triệu Dương muốn mình há miệng. Nhưng ông ta cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn mở miệng. Trần Triệu Dương búng tay bắn thẳng một thứ gì đó vào trong miệng của Mí Sót. À, Anthrosen, Mí Sót thay đổi sắc mặt, ông ta biết phải lập tức nhổ thứ này ra, thế nhưng Mí Sót cảm nhận được, thứ đó đã nhanh chóng tan chảy trong dạ dày của mình. Cậu vừa cho tôi ăn thứ gì, vẻ mặt của Mí Sót trở nên khó coi, ông ta nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Về sau khi nói chuyện thì nhớ thêm kính ngữ vào. Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ không trừng phạt ông, nhưng đừng để cho chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Cậu chủ, vừa rồi cậu cho tôi ăn thứ gì, nghe được lời nói của anh, tuy rằng ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hạ thấp bản thân trước mặt người này, nhưng Mí Sót vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chỉ là, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ông ta vẫn chưa muốn chết. Như thế còn nghe được, Trần Triệu Dương vừa lòng gật đầu, anh nói tiếp, cũng không có gì. Chỉ là một loại cổ trùng mà thôi, nó sẽ không gây trở ngại gì cho cuộc sống bình thường của ông đâu. Trùng, cổ trùng, Trần Triệu Dương vừa dứt lời, sắc mặt Mí Sót đã trở nên cực kỳ khó coi, cho dù là ai biết được trong bụng mình đang có một con sâu, tâm trạng cũng không thể nào tốt hơn được. Ông cũng đừng nghĩ đến việc sử dụng các thiết bị hiện đại để kiểm tra, cổ trùng này sẽ không ảnh hưởng gì đến ông, nhưng mà, chỉ có một vấn đề nho nhỏ là nếu như ông không nghe lời. Thì, khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, anh không nói ra câu tiếp theo. Đương nhiên, ông cũng có thể thử cảm nhận nó một chút, dùng tay đè lên vị trí bên trái, cách rốn 20 phân rồi hít một hơi thật sâu, ông làm thử xem, Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của đối phương, lúc này anh mới mở miệng nói. Không, không cần thử, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bàn tay ông ta vẫn thử đè lên vị trí mà Trần Triệu Dương nói. À! Mí Sót hít sâu một hơi, ngay sau đó, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, loại đau đớn này làm cho ông ta có cảm giác dường như thân thể này không còn là của chính mình nữa. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ trải qua đau đớn đến vậy, nói là đau tận xương tủy cũng không đủ để hình dung nỗi đau này. Nhìn Mí Sót đang vô cùng đau đớn, nhóm người Tật Phong không nhịn được mà run rẩy, may mà đại ca không dùng thủ đoạn này lên trên người bọn họ. Đồng thời, ánh mắt của họ nhìn về phía lão già kia cũng mang theo chút đồng tình, nhưng mà, ai bảo ban đầu ông ta dám ra vẻ hô to gọi nhỏ, đây có thể coi là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vài phút trôi qua, cảm giác đau đớn mới từ từ biến mất, mà lúc này, Mí Sót đã đau đến mức cả người vô lực, một lúc lâu sau, ông ta mới dễ chịu hơn một chút,
cơ thể cũng dần dần khôi phục lại sức lực. Được rồi, ông đi trước đi, có chuyện gì thì tôi sẽ đến tìm ông. Trần Triệu Dương để Giang Tử Phong trao đổi phương thức liên lạc với vị gia chủ gia tộc Rider này rồi để cho ông ta rời đi. Thế nhưng, ông ta vẫn có chút lo lắng, dù sao thì cổ trùng kia cũng rất kỳ lạ, ông ta sợ một lúc nào đó, cổ trùng sẽ ăn hết các cơ quan trong cơ thể mình. Trần Triệu Dương không thèm để ý đến ông ta, anh chỉ bảo Misot lên mạng tìm kiếm thông tin, nhưng thứ mà ông ta tìm được chỉ là vài dòng miêu tả trong tiểu thuyết mạng. Chỉ là, trong tiểu thuyết viết về cổ trùng quá mức đáng sợ. Ông ta đọc xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tất cả bất mãn và ý nghĩ đối nghịch với Trần Triệu Dương đã hoàn toàn biến mất. Vì sự an toàn của bản thân, ông ta quyết định, vẫn nên ngoan ngoãn làm một con chó trung thành. Đương nhiên là Trần Triệu Dương không biết những thông tin trên mạng đó suýt chút nữa đã hù chết Misot. Lúc này, anh đã dẫn theo đám người Tật Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này, còn về thân phận linh vu ở đây, đương nhiên là Trần Triệu Dương cũng không dám sắp xếp qua loa, anh đã bảo La Sâm tìm một người phù hợp. Đến thay thế. Về phần mỏ linh thạch, Trần Triệu Dương đã bàn bạc với La Sâm, bí mật tìm một đội thợ khai thác, bên trong nhóm thợ, anh còn đưa một số người của anh từ trong nước tới, đó là những vệ sĩ ở Hồ Lộc Minh. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đi theo Trần Triệu Dương cũng đã được một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, thực lực của họ cũng đã được tăng lên không ít, nhất là sau khi nhóm người Tật Phong tới đây, huấn luyện bài bản cho bọn họ. Có thể nói, sức mạnh bây giờ của họ đã vượt xa so với quá khứ. Cho nên, nhiệm vụ mà Trần Triệu Dương giao cho nhóm người này không chỉ đơn giản là phụ trách khai thác linh thạch, mà nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giám sát và bảo vệ mỏ linh thạch. Tuy rằng mỏ linh thạch này không có nhiều người biết đến, nhưng một khi có người nhận thức được giá trị của nó, chỉ sợ các thế lực lớn sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó cho dù có điều động người từ trong nước sang đây, cũng chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Trần Triệu Dương không có thời gian để chờ khai thác hết những viên linh thạch này, nhưng anh đã dặn dò đội khai thác, thời điểm khai thác được một nửa mỏ linh thạch thì dừng lại, thông báo cho anh và chờ anh đến. Sắp xếp xong hết mọi chuyện, Trần Triệu Dương nhanh chóng dẫn theo đám người Tật Phong rời đi. Đại ca, hình như có người theo dõi chúng ta, ngay khi nhóm Trần Triệu Dương vừa rời đi không bao lâu, Hắc Tử đã mở miệng nói với anh. À, nói tôi nghe một chút, Trần Triệu Dương kinh ngạc. Bởi vì ngay cả anh cũng không phát hiện ra điều này. Đối phương cực kỳ gian xảo, bọn chúng dùng tổng cộng 4 chiếc xe để theo dõi chúng ta, mỗi một chiếc sẽ theo dõi một đoạn thời gian, sau đó lại đổi sang một chiếc khác, vì thế nếu như không chú ý kỹ càng sẽ không phát hiện ra được. Hắc Tử vừa nói chuyện vừa nhàm chán mở đoạn video mà cậu ta lấy được từ camera giám sát bên đường cho bọn họ xem. Xem ra là người của phòng đấu giá Tô Tỷ, không ngờ tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy, chúng ta mới đi được bao lâu chứ? Trần Triệu Dương cười lạnh, không khó để đoán ra thế lực nào đang theo dõi bọn họ. Nhóm của anh đắc tội 2 thế lực ở nơi này, một là Misot của gia tộc Rider, chẳng qua, dựa vào tính cách của lão già kia, ông ta sẽ không tùy tiện ra tay như thế, dù sao thì ông ta cũng đã bị Trần Triệu Dương dùng cổ trùng khống chế. Mà thế lực còn lại, rất dễ đoán được là phòng đấu giá Tô Tỷ. Chuẩn bị một chút, chuyện này giao cho các cậu, nhưng mà đừng ra tay ở đây. Chờ sau khi ra khỏi nội thành hãng hành động, Trần Triệu Dương không chút để di gạch dưới ý nói, đây là một cơ hội để nhóm Tật Phong rèn luyện võ đạo của mình. Anh tin rằng, sau khi trải qua trận chiến này, thực lực của bọn họ sẽ có bước nhảy vọt. Vâng, đại ca cứ ở đây xem bọn em thể hiện đi, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, đám người Tật Phong hai mắt sáng ngời, ngay lập tức vỗ ngực cam đoan nói. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã ra khỏi nội thành. Đi thêm một lúc nữa đến một nơi khá vắng vẻ, Trần Triệu Dương bảo họ dừng xe lại, nhóm người Tật Phong nhanh chóng nhảy ra ngoài, Giang Tử Phong cũng đi cùng bọn họ, tất nhiên, cậu ấy cũng cần phải rèn luyện một chút. 4 chiếc xe theo dõi phía sau dừng lại theo, cửa xe mở ra, ước chừng hơn 30 người từ trên xe bước xuống, hơn nữa, trong số đó còn có mấy tên cầm súng, nhưng mà Trần Triệu Dương cũng không quá lo lắng, chỉ cần mấy tên này không quá phiền phức thì nhất định là không có vấn đề gì. Ưng Tử, cậu xử lý mấy tên cầm súng kia trước, sau đó chúng ta sẽ xử lý nốt đám còn lại, Tật Phong tạm thời đảm nhận chức vụ chỉ huy, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Ưng Chuẩn. Không thành vấn đề. Nghe xong lời nói của Tật Phong, Ưng Chuẩn gật gật đầu, với khoảng cách này, bất cứ ai trong số bọn họ cũng có thể ngắm bản chuẩn xác, sở dĩ Tật Phong giao nhiệm vụ này cho cậu ta cũng chỉ là để chắc chắn không có gì sai sót mà thôi. Mấy người Tật Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Riêng Giang Tử Phong không sử dụng được súng ống, cậu ấy chỉ có thể cầm trong tay vũ khí lạnh,
đây là của cậu tử đưa cho cậu ấy, tuy rằng lúc bình thường cậu tử rất lạnh lùng, vô tình, nhưng cậu ta vẫn luôn đối rất xử tốt với người một nhà. Nổ súng. Ngay khi mấy tên kia tiến vào trong phạm vi tầm ngắm, Tật Phong đã lập tức ra lệnh. Cậu ta vừa dứt lời, Ưng Chuẩn đã trực tiếp nổ súng. Không đợi đối phương phản ứng lại, mấy tên cầm súng đã bị Ưng Chuẩn dùng súng tiểu liên hạ gục, đối phó với đám dâu ria này, dùng đến súng bản địa sẽ rất lãng phí đạn dược. Thời điểm tiếng súng vang lên, những người kia mới cuống cuồng đi tìm chỗ che chắn, nhưng mà ở nơi hoang vu vắng vẻ này thì lấy đâu ra vật để che chắn. Cũng có kẻ tự cho là thông minh, dự định nhặt súng của đồng bọn vừa mới chết lên dùng, nhưng Ưng Chuẩn làm sao có thể để cho những kẻ đó chạm được vào. Khẩu súng, chỉ cần là người đi nhặt súng, đều bị Ưng Chuẩn một phát bắn chết. Sau khi hai người bị bắn chết, đã không có ai dám đi nhặt súng nữa. Được rồi, chúng ta mau ra tay thôi. Thấy vậy, Giang Tử Phong liền sốt sắng đứng dậy. Đi thôi, bọn chúng không dám chạm vào súng nữa đâu. Tật Phong gật đầu. Ngay sau đó, bốn người họ vứt khẩu súng trong tay xuống, nhanh chóng lao về phía đám người kia. Vốn dĩ, những người còn lại đều đã mang ý định chạy trốn, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà con người có thể làm được, bây giờ có tiếp tục thì cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng mà, điều khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà lại vứt súng trong tay đi, tay không lao về phía bọn họ, điều này nhất thời làm dấy lên hy vọng trong lòng đám người kia. Giết bọn chúng. Lúc này, tên cầm đầu lớn tiếng ra lệnh, những người khác nắm chặt vũ khí trong tay, đồng thời lao tới đánh nhau với nhóm Tật Phong. Đám người này cũng không phải hoàn toàn là những kẻ vô dụng, khả năng đánh đấm vẫn khá tốt, nhưng mà kẻ địch của bọn họ lại là người tu luyện võ đạo. Tuy rằng thực lực của nhóm Tật Phong cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng đó là khi so sánh với các võ giả trong nước. Còn nếu là đối phó với mấy người luyện tập quyền anh, hay chỉ biết đấm đá linh tinh nửa vời thì căn bản là không có chút khó khăn nào đối với họ. Chưa đến 2 phút, những người kia đều bị bọn họ hạ gục trong vòng một chiêu, không có ai xứng đáng làm đối thủ của họ. Tôi nói này, các cậu cũng thật quá đáng, chỉ để phần cho tôi đúng 3 người, thật không có chút tình nghĩa nào cả. Giang Tử Phong cực kỳ buồn bực nói, nếu bàn về cấp bậc sức mạnh, mấy người bọn họ không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu, khả năng của nhóm Tật Phong vượt xa Giang Tử Phong cả mấy con phố. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc chiến, bên cạnh cậu ấy đã có 3 tên địch nhào đến, đợi cho Giang Tử Phong giải quyết xong 3 kẻ này thì những tên còn lại đã bị đám Tật Phong hạ gục trên mặt đất hết cả rồi. Ha ha, ai bảo động tác của cậu chậm chạp như vậy, được rồi, chúng ta mau đi thôi, nghe được lời oán hận của Giang Tử Phong, cả đám lập tức cười lớn. Các cậu không biết cảm thông gì cả. Cũng không biết nhường nhịn người vừa mới bước lên chiến trường như tôi, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của bọn họ, Giang Tử Phong càng thêm buồn bực. Cẩn thận! Ngay khi Giang Tử Phong còn đang oán giận, cậu tử vẫn luôn lạnh lùng nãy giờ đột nhiên hét lớn, đồng thời ném con dao trong tay ra. Phập! Lúc Giang Tử Phong và những người khác quay đầu lại, bọn họ chỉ thấy phía sau Giang Tử Phong là một kẻ đang giơ dao lên chuẩn bị chém xuống người cậu ấy. Mà con dao cậu tử vừa ném ra bây giờ đang cắm thẳng vào cổ họng hắn ta. Nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh của Giang Tử Phong chảy ròng ròng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Lần sau cậu phải nhớ kỹ, giết người thì phải xuống tay thật dứt khoát, nếu ở trên chiến trường mà để lại cho kẻ địch một con đường sống như thế này thì chính là đang tự tay gieo một mầm tai họa cho bản thân. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Tử Phong, Tật Phong không nhịn được mà mở miệng dạy dỗ cậu ấy một trận. Trong lúc nói chuyện, Tật Phong hung hăng giã mạnh vào cổ họng của một người đang nằm dưới đất, khiến cho hắn ta gãy cổ chết tươi. Cậu chưa giết chết bất kỳ kẻ nào, ở đây vẫn còn một người, cậu tự xử lý đi. Tật Phong kéo một tên đã bị Giang Tử Phong đánh cho nhừ tử lên, ném đến trước mặt cậu ấy, hung ác nói. T1 không thể ra tay được, tuy rằng vừa rồi cậu ấy bị chuyện bản thân suýt chút nữa bị người ta chém chết ký giết thích, nhưng mà, Giang Tử Phong thật sự không dám giết người. Trải qua giáo dục truyền thống và hoàn cảnh sinh hoạt an toàn suốt bao nhiêu năm qua, làm cho cậu ấy không có cách nào xuống tay độc ác được. Cậu đừng nghĩ rằng bản thân đang lạm sát kẻ vô tội, cậu nhìn xem trên cổ hắn ta đeo thứ gì, dường như biết được Giang Tử Phong đang vướng mắc ở chỗ nào, Tật Phong dứt khoát giật chiếc vòng cổ của đối phương ra đưa cho cậu ấy. Nhìn thấy không, những thứ màu trắng này chính là khớp đầu tiên của ngón tay út, ý nghĩa của nó là số lượng người mà hắn ta đã giết. Cậu nhìn màu sắc nhợt nhạt của cái này xem, màu xương này còn chưa quá 5 tuổi, kẻ mà ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể xuống tay được thì cậu cho rằng hắn ta là người tốt sao?